Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 866, hắn muốn người phụ nữ đó. Tần ra, tần vĩ nghiệp ngồi bên trong thư phòng của mình, vẻ mặt nhàn nhạt, lật xem quyển sách ghi chép hàn thành vừa mới sai người đi mua, hai chồng mắt lóe lên ánh sáng như một học giả. Một nữ giúp việc đi tới, cẩn thận từng ly từng tí bê khay trà bánh tới trước mặt tần vĩ nghiệp, có chút xấu hổ nói thiếu ra, mời anh uống trà. Để đó, Tần Vĩ Nghiệp dùng ánh mắt không coi ai ra gì, tiếp tục lật sách xem, sắp xếp các chữ cái theo hình như S, nhìn thấy một hàng tin tức mật thất đã bị phát hiện, nhanh chóng ẩn náu cho tốt, kế hoạch tối nay vẫn tiến hành như cũ. Hắn yếu ớt lật xem một trang khác, nhìn thấy phía trên có dòng chữ, điện thoại của ngươi đang bị theo dõi. Sau này sẽ dùng thư để liên lạc, chủ nhân của chúng ta đã hạ lệnh, phải ám sát tô thiếu ra. Sắc mặt cô giúp việc lặng yên, nhẹ nhàng để trà và bánh xuống bàn lúc này tần vĩ nghiệp lúc này mới hơi nâng mí mắt rời khỏi trang sách không có một chút hứng thú nhìn về phía cô giúp việc cô giúp việc mặc áo sơ mi màu trắng váy ngắn màu đen bộ ngực đầy đặn như muốn bung ra cánh tay trắng nõn trơn bóng non mềm như trái cây thật sự làm cho người khác muốn cắn một cái tần vĩ nghiệp nhíu mày nhìn cô nói đi ra a à, cô giúp việc gấp đến độ toát mồ hôi nhìn về phía hắn đi ra chấm than ngoặc kép Tần Vĩ Nghiệp biết ý của cô, một chút hứng thú cũng không có. Ách, vâng, cô giúp việc nặng nề thở ra, mới nhẹ cầm khay lên, vội vã xấu hổ đỏ mặt xoay người đi ra ngoài, cặp mông tròn vỉnh cao kia hơi xoay ra, vô cùng gợi cảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con đường quanh co, tĩnh mịch, rèm cửa sổ đã kéo lại. Cô giúp việc có chút thất vọng cầm khay bước ra ngoài, nhiệm vụ lão phu nhân giao cho mình không hoàn thành, cô liền bất đắc dĩ cúi đầu một lực kéo mạnh kéo cô đẩy vào tường a à, cô giật mình xoay người nhìn thấy tần vĩ nghiệp đã lấy mắt kính xuống lộ ra ánh mắt lãnh đạm mà thần bí nhìn về phía mình khuôn mặt của cô đỏ lên trái tim đập thình thịch kêu nhỏ thiếu thiếu ra, tần vĩ nghiệp mang vẻ mặt lãnh đạm bàn tay chậm chạp đưa lên bộ ngực đầy đặn của nữ giúp việc ngón tay nhấn một cái lại không ngừng xoa nắn bộ ngực của cô một bên xoa một bên thở dốc nhìn về phía cô cả người cô giúp dán vào tường đỏ bừng, lại cắn môi dưới, dũng cảm nhắm mắt lại, lão phu nhân đã nói, chỉ cần mình có thể sinh cho thiếu ra một đứa nhỏ, cô có thể được 300 ngàn. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng nhìn cô, tay không ngừng mạnh mẽ phủ lên bộ ngực của cô, thậm chí xé chiếc áo sơ mi trắng ra, cả chiếc áo lót cũng bị lôi xuống, mở to mắt nhìn nhìn chừng chừng về phía bộ ngực to lớn mê người của cô, vô ý điều tiết người đàn ông mạnh mẽ của mình giống như cách đây vài năm. Thế nhưng một bên hắn mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực kia một bên cắn chặt răng, mồ hôi trên chắn chảy ra cũng không còn cách nào a à, cô giúp việc bị xoa nắn có hơi đau mồ hôi đầm đìa thở dốc nhìn hắn ấp à ấp úng xấu hổ kêu nhỏ thiếu da tôi ta có hơi đau bốp chấm than ngoặc kép tần vĩ nghiệp trong nháy mắt giơ tay tát một cái lên má cô hổn hển giống giận tôi không muốn thấy kiểu đau như thế nào a à, cô giúp việc thoáng cái ngã trên bàn trà làm đổ ngọc thạch bên cạnh bàn cô sợ đến khuôn mặt bỏ bừng run rẩy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tần vĩ nghiệp sợ hãi run run kêu nhỏ thiếu ra tần vĩ nghiệp tức giận tàn nhẫn đi tới trước mặt nữ giúp việc mạnh tay nắm lấy bả vai trần của cô lại cho cô một cái tát mới vô tình quát to tôi không muốn kiểu đau như thế này tôi muốn thấy kiểu đau như năm đó kiểu không bị ràng buộc nhưng tiếng hét lại sợ hãi máu từ đôi chân chảy ra đây mới là chuyện đàn ông nên làm hắn nói xong lại tiếp tục giáng những cái tát cam hận vào mặt cô giúp việc a a a a chấm than ngoặc kép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giúp việc hết quay sang trái rồi lại sang phải máu tươi từ khóe miệng chảy xuống tóc mái trên trán mất chật mà tùy ý rơi xuống bên tai ong ong cô không nhịn được bật khóc một bên cầu xin tha thứ thiếu ra xin anh tha thứ cho tôi tôi sai rồi tôi sai rồi là phu nhân bảo tôi tới tôi sai rồi chấm than ngoặc kép lỗi của cô là ở đó hả cô không sai là lỗi của tôi tôi không nên đánh cô, tôi hẳn là nên giết chết cô, các người là đến nhắc nhở tôi không sử dụng được nữa đúng không? Chấm than ngoặc kép, tần vĩ nghiệp tức giận, liền ngồi xổm người xuống, kéo tóc nữ giúp việc đẩy vào bàn trà, trên chắn cô chảy ra đầy máu tươi, cắn răng xé toàn bộ quần áo của cô, không biết từ nơi nào lấy được một mảnh thủy tinh, liền hướng hai chân cô đâm tới. Thiếu ra, thiếu ra, đừng mà, chấm than ngoặc kép, cô giúp việc lùi lại, cũng không để ý đau đớn trên chán, máu tươi chảy ra, đôi tay đẩy bàn tay của hắn ra, bò dậy quỳ xuống, kinh hoàng sợ hãi khóc to, nói tôi sai rồi. Hắn hãy tha thứ cho tôi, thiếu ra, tôi sai rồi, chấm than ngoặc kép. Tần Vĩ Nghiệp cắn răng trong nháy mắt đứng lên, hai tròng mắt nóng lên đẩy mạnh một cánh cửa sổ, nhìn rừng cây xanh biếc, không hiểu sao lại nhớ tới lần đầu gặp đường khả Hinh, là vào tiệc sinh nhật của Tô Thủy Kỳ, chỉ thấy cô búi tóc cao, mặc chiếc váy dài màu trắng, tỏa ra hương thơm mê người, còn có chiếc eo thon thả, cùng chiếc mông tròn. Khi đó đôi mắt cô khẽ chớp, lộ ra sự hồn nhiên cùng bao tình ý, trên bả vai trần tựa như một ngọn lửa, hừng hực bốc cháy. Đó là lần đầu tiên, qua nhiều năm như vậy, hắn vì một phụ nữ mà nổi lên hứng thú. Hắn muốn có người phụ nữ này, hắn phải có được người phụ nữ này, chỉ bằng việc cô có thể làm hắn cảm thấy hứng thú. Hai tròng mắt hắn lóe ra tia vô tình và tàn nhẫn, hơi ngửa mặt nhìn về phía trước nghĩ chỉ cần tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên không còn nữa đường khả hình sẽ thuộc về mình sẽ có một ngày hắn nhất định phải đem người phụ nữ này áp chặt trên giường mạnh mẽ xoa nắn cùng yêu thương cô sự tưởng tượng không có giới hạn người đàn ông này liền cúi đầu cười lạnh lùng a à, đường khả hình đi qua đây để kiểm tra rượu đỏ giúp tiểu nhu bê một giỏ hoa hồng đi về phía trước lại không hiểu sao bị gai đâm vào trong nháy mắt cô có chút sợ hãi lập tức nặn chút máu đỏ hồng từ vết đâm ra, cúi xuống mút. Tiểu đường, lãnh mặc hàn nhanh chóng đi tới. Đường khả hình ôm hoa hồng, sừng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn mỉm cười nói, phó tổng lãnh. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Lãnh mặc hàn nhìn thấy đường khả hình ôm bó hoa hồng kia, dường như rất nặng, đầu tiên lấy giỏ hoa hồng trên tay cô ôm vào trong ngực mới hỏi, bên hầm rượu có phát sinh chuyện gì hay không? Có tình huống nào không ổn không? Không có, tất cả đều rất tốt. Đường khả hình nhìn về phía anh, thở nhẹ nói. Lãnh mặc hàn chỉ nhàn nhạt nhìn về phía cô, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Đường khả hình cũng phát hiện ánh mắt này của anh có chút kỳ quái, liền hơi ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh. Tiểu nhu vừa bê khay vừa luyện tập cách đi, nhìn thấy lãnh mặc hàn nhìn khả hình như vậy, cô khẽ cắn môi dưới, có chút mất mát cúi đầu. Làm gì vậy? Trần Mạn Hồng cầm roi, đánh nhẹ vào mông tiểu nhu, mắng, muốn lười biếng hả? không có, không có. Chấm than ngoặc kép, tiểu nhu vội vã lẩm bẩm bê khay, tiếp tục luyện tập. Khả hình, chấm than ngoặc kép, lãnh mạc hàn cảm thấy chuyện này phải nói rõ ràng đến cùng với cô, liền nghiêm túc nói, yến tiệc lần này, khả năng rất cao sẽ có người thừa cơ hội lẻn vào, tùy tình huống mà phá hỏng buổi tiệc, có lẽ sẽ làm bị thương các khách quý và còn nhiều vấn đề khác. Nhân viên giám sát và theo dõi của chúng ta đã từng có người muốn lẻn vào hầm rượu, nhưng chúng ta vẫn không thể nắm rõ, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Khả Hinh nghe lời này, liền hơi giật mình, cả người trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn anh nói chuyện có liên quan đến rượu, xin anh hãy yên tâm, bởi vì lấy rượu, vận chuyển rượu, rồi đến kia ẻm tra rượu đều do nhân viên của khách sạn kiểm kê nghiêm ngặt. Hơn nữa trước khi mở chai rượu, nhân viên của chúng ta sẽ kiểm tra đối chiếu tổng thể chai rượu, sau khi kiểm tra đối chiếu xong lại do chính hầu rượu sư mở ra, Thông qua việc nghe thấy tiếng nắp rượu mở ra, dịch rượu trong chai, quan sát màu sắc của rượu, lưu ý ly rượu có phù hợp hay không, khi đó mới có thể dâng rượu. Trình tự này chính là để phòng ngừa rượu giả, việc lựa chọn kiểm tra nhất định phải tiến hành. Cho nên ở phương diện này, tôi rất có lòng tin. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, liền gật đầu. Hơn nữa, Đường Khả Hinh tiếp tục nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng nói, nếu anh đã đề cập tới vấn đề này, tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn dặn dò phía nhân viên, nhất định phải thực hiện tốt toàn bộ quá trình chọn rượu cũng như kiểm tra rượu, tôi sẽ giám sát chặt chẽ, anh yên tâm. Được, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn gật đầu, vươn nhẹ nhẹ nắm cánh tay của cô, nói tất cả nhờ cô. Anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, đường khả hinh mỉm cười gật đầu. Đường tiểu thư, chấm than ngoặc kép, trợ lý vô tình bước nhanh tới, nhìn về phía đường khả hình có chút sốt ruột nói, nhân viên của chúng ta sẽ phải lấy xe đến nhà tổng giám đốc trang để chuyển, băng hồ điệp thế nhưng tìm không được quản lý ký tên. Hình như xe hôm nay đều đã xuất ra hết rồi, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình nghe lời này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía vô tình cười nói, có một số việc cô cần phải học hỏi tiểu thanh. Nếu như thực sự không đủ ác, cũng phải cầm lông gà làm cung tên mới được. Chúng ta đối với một số việc phải mạnh mẽ một chút. Nhóm người thuộc đội xe, đôi khi không biết xấu hổ giống như một con rắn. Lãnh mạc hàn đứng ở một bên, mỉm cười nói, truyền lệnh của tôi, lập tức điều một xe đi chuyển rượu. Vâng, vô tình mặt đỏ hồng xoay người, nhanh chóng bước ra bãi cỏ, đi về hướng gara. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc xe tải màu xanh nhanh chóng chạy về hướng sau vườn hoa, nhân viên kiểm kê phòng thu mua, bếp trưởng cùng trợ lý, còn có nhân viên vận chuyển nhau nhau đi đến cửa xe tải trong nháy mắt mở ra mấy nhân viên công tác mặc chiếc quần yếm màu đen đầu tiên là mang ba chiếc tủ lạnh lớn đặt lên ván trượt đẩy xuống xe sau đó sẽ xách một dương một dương các loại cá hảo hạng đẩy xuống dòng dọc xe bên này nhân viên công tác dưới xe thuận lợi tiếp được nhanh chóng mở ra kiểm tra số lượng trên sổ sách còn đầu bếp cúi người xuống lật lật cá lên kiểm tra quan sát có con cá nào đã chết không hay chết được hai tiếng đồng hồ chưa bên này băng xe cũng nhanh chóng mở ra một dương cực lớn tôm hùng chuyển xuống, một người phụ tá đầu bếp, muốn đi qua lấy cái giỏ đầu tiên, lại bị một bếp trưởng khác đoạt lấy, chạc một tiếng, tức giận nói, vội vã cái gì. Còn sợ không có. Một chiếc xe tải màu trắng cỡ nhỏ cũng nhanh chóng dừng lại. 20 nhân viên lễ tân cũng cấp tốc đi tới, nhìn thùng xe mở ra, bên trong để các loại hoa, tất cả đều tươi đẹp nở rộ, thậm chí mùa này cũng không có khả năng nhìn thấy mẫu đơn, cũng tươi đẹp nở rộ. Các cô vui mừng cười lập tức bước lên, cầm một cái giỏ hoa, chuẩn bị chuyển hoa xuống. Quản lý bộ phận lúc này mới vội vội vàng vàng đi tới, nhìn về phía 20 lễ tân đang chuẩn bị vận chuyển hoa vào bên trong, cô ai oán kêu lên, những loại hoa đấy không phải là của chúng ta. Không được chuyển, là của phòng bếp tổng bên kia, chấm than ngoặc kép, nhân viên lễ tân sừng sốt dừng lại. Giúp chúng tôi vận chuyển một chút, có một đầu bếp cùng công nhân, đang cắn răng nâng lên thùng cá muối, nói. Chúng tôi cũng rất bận. Chấm than ngoặc kép, quản lý bộ phận tay cầm bộ đàm, chỉ huy mấy nhân viên của mình nói, di chuyển hoa violet kia. Đó mới là hoa mà chúng ta cần dùng. Chấm than ngoặc kép, 20 nhân viên lễ tân lập tức xoay người, chuẩn bị chuyển hoa. Tổng thư ký hành chính đi tới, đi ra phía sau thùng xe bắt đầu kiểm kê hoa, cô vừa kiểm kê vừa nghi ngờ hỏi, sao hoa lại không đủ? Ở đây mẫu đơn mới có 30 bó, chúng ta có tổng cộng là 80 bàn thật sự là còn thiếu quá nhiều. Thông tê báo đến phòng thu mua, sai người đến nhà kính trồng hoa xem thế nào. Vâng, trợ lý lập tức gật đầu, cầm di động lên nhanh chóng bấm số của phòng thu mua. Đại sảnh khách sạn. Phòng thu mua đang rất gấp gáp, vừa nhận được điện thoại của trợ lý tổng thư ký phòng hành chính, hỏi tại sao hào vương tươi sống còn chưa tới, còn có cua thanh hải hiện tại đến cái ảnh cũng không có. Anh gấp đến nỗi chảy đầy mồ hôi, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị xe đến hội đồng phía biển, kêu lên nói trời ơi lão đại hiện tại tôi gấp đến độ dạ dày muốn thủng mấy người ở trên phòng họp liền đem một loạt sự việc lớn toàn bộ giao cho chúng tôi hàng trăm nhân viên của chúng tôi bao gồm cả đoàn lái xe đều vừa mệt vừa nóng đến lẻ lưỡi cũng không phải là chó sẽ tới sẽ tới trước 3 giờ nhất định sẽ đến yên tâm chấm than ngoặc kép anh nói xong nhanh chóng để điện thoại xuống muốn ngồi vào trong xe trưởng phòng Trần chấm than ngoặc kép, đường khả hình đi tới, nhìn về phía trưởng phòng Trần gọi lớn. Trưởng phòng Trần bất đắc dĩ đứng bên cạnh cửa xe, xoay người nhìn về phía đường khả hình, vẻ mặt cầu xin nói có chuyện gì vậy, đường tiểu thư. Quản lý phê chuẩn cho chúng tôi một chiếc xe, nghe nói là xe của các anh đều rời đi rồi. Đường khả hình cảm giác có chút khôi hài nhìn về phía anh, nói. Chúng tôi cũng cần xe, nhưng người của chúng tôi xin sớm 10 phút. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh cười nói. Thà cô giết tôi đi, chấm than ngoặc kép, trưởng phòng trần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nếu không phải đang ở đại sảnh khách sạn, anh đã sớm gào lên rồi, thật sự không có cách nào nói. Hiện tại toàn thế giới đều chèn ép bộ phận thu mua của chúng tôi. Không biết là người nào nghĩ ra được chủ ý, phủ định kế hoạch ban đầu. Hôm nay chúng tôi mệt chết đi được. 30 phút, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh nhanh chóng nói trưởng phòng trần lặng lẽ nhìn về phía cô. 30 phút là được rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh, đường khả hình mỉm cười nói. Được, 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 trưởng phòng trần lập tức cầm di động lên, dặn dò trợ lý, lập tức phái người đem chiếc xe A6821 qua đây cho tôi. Dừng đằng sau vườn hoa, nhìn xem đi, đây là trắng trợn cướp xe, đã nhớ kỹ mã số xe, đường khả hình lại bất đắc dĩ cười nói. Đi đi, trưởng phòng Trần nhanh chóng ngồi lên xe, bởi vì có một số lượng lớn hải sản Nhật Bản qua đây, anh liền phải đi xem thử. Đường Khả Hinh nhìn chiếc xe đi xa, cô nặng nề thở hổn hển một hơi, lập tức xoay người gọi điện thoại cho vô Tình nói, cô lập tức phái người đến đằng sau vườn hoa của khách sạn nhận chiếc xe mã số A6821, sau đó phân phó đồng nghiệp, đem rượu ở phòng bên trái sảnh VIP, toàn bộ bàn và khăn trải bàn bảo quản thật tốt, quản lý phòng rượu vụ sẽ điều nhân viên giám sát đến kiểm tra. Vâng, vô tình lập tức đáp. Hôm nay nhân viên lễ tân mặc đồ màu trắng cũng được. Lúc này, quản lý phòng quan hệ xã hội cùng quản lý sân khấu nhanh chóng đi về một hướng. Mà nếu thật sự mấy người mặc đồ màu trắng cùng lễ phục nhân viên sân khấu của chúng tôi sẽ bất đồng. Quản lý sân khấu bộ lập tức phản bác. Vẻ mặt Đường Khả Hinh mệt mỏi nhìn tất cả đều rối loạn, bận tối mày tối mặt, điều hòa hạ thấp như thế mà vẫn đầm đầy mồ hôi, cũng biết trong nhà hát phía trước gần 100 nhân viên lễ tân đang luyện tập nâng đèn, chuẩn bị nhận 3 vạn tấm vé vào cửa của khách quý đi vào, thế nhưng vô cùng khó khăn, nhưng tất cả đều nghiêm túc tập luyện. Mà sảnh VIP nhà hát còn chưa chuẩn bị tốt, cô nặng nề thở dài, mới xoay người đi về hầm chứa rượu, lại nhìn thấy hai chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng trước sảnh khách sạn, cô dừng lại nhìn. Tưởng thiên lỗi mặc bộ âu phục màu đen đường vân thẳng, áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi mở ra, chiếc châm hoa tơ tầm màu xanh đậm, một phong thái yêu nhã mang theo một chút lạnh lùng vốn có, mỉm cười xuống xe, nghe Đông Anh báo cáo tình hình yến hội, tất cả đều tiến hành thuận lợi, anh gật đầu hài lòng. Một chiếc xe Rolls Royce khác màu bạc mở ra. Trang hạo nhiên điều chỉnh tâm trạng, anh mặc bộ âu phục màu xanh lam, áo sơ mi màu xanh nhạt, đeo chiếc chân hoa tơ tầm màu đỏ sậm, tỏa ra mị lực đặc biệt, không người nào có thể giống, toàn thân phát ra khí chất vương giả, anh nhiệt tình mỉm cười, càng hiện ra một mặt quân vương lẫm liệt chỉ thấy anh nhẹ nhàng cởi nút áo khoác, cùng tưởng thiên lỗi giữa những ánh đèn flash, vừa nói vừa cười đi tới. Hai người bọn họ ở trước mặt người khác, đều hài hòa như vậy, tình anh em sâu đậm. Đường khả hình a một tiếng, cười rộ lên. Trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi nhìn thấy đường khả hình, đồng thời dừng bước lại, nghi ngờ nhìn cô. Toàn thế giới đều mệt đến mức người ngã ngựa đổ, cũng là bởi vì các anh nói một câu, đường khả hình cũng không khách khí nhìn bọn họ, thấp giọng lầm bẩm tiếp tục suy nghĩ, các anh giỏi lắm, giờ cánh tay lên rồi bỏ mặc tất cả. Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép, Tưởng Thiên Lối cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời giật mình nhìn về phía cô. Chương 867, anh có khát không? Tưởng Thiên Lối cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời trầm mặc liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, vừa muốn chào hỏi cô. Tổng giám đốc, chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng cùng Đông Anh nhanh chóng đi tới nhìn về phía hai vị tổng giám đốc gấp gáp nói, thủ tướng phái người qua đây, làm một lần tuần sát nhà hát cuối cùng. Hiện tại trưởng cục cảnh sát cùng đội trưởng đội đặc công đang chờ ngài. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên nghe vậy, liền tức khắc gật đầu, im lặng bước nhanh cẩn thận đi về phía trước. Tổng giám đốc dẫn đoàn cán bộ cấp cao của khách sạn Á Châu cất bước cùng bọn họ đi về phía trước. Đường khả hình cả người ngơ ngác đứng ở đại sảnh, cảm giác được hai vị tổng giám đốc cũng thật bạn rộn đi, cô đành phải thở dài một hơi, cũng lập tức xoay người hướng nhà hát đi đến. nhà hát chia làm bốn cửa, cửa chính cao nhất, khắp nơi đều tụ hội tại đây. bữa yến tiệc được diễn ra tại đằng sau nhà hát, cửa trước thì hướng về phía tòa nhà chính, cùng trung tâm đường phố. đằng trước cửa chính huy hoàng khí thế, vô số ký giả nhao nhao nâng máy ảnh, quay quay chụp chụp. các vị tiểu thư ở bộ phận nghi thức, mỗi người đều mặc lễ phục màu trắng bó sát người, búi tóc cao nhã, tay dơ bảng hiệu của từng khu vực chỗ ngồi trong nhà hát làm thử một số lần nghi lễ, rất nhiều các nhà nghệ thuật ra nổi danh trên thế giới. Mặc kỳ hình dị phục, đứng ở trước nhà hát khiêu vũ, mặt mày hớn hở, bên cạnh trái phải nhà hát, là các bức tượng thần đang vô cùng trang nghiêm đứng đó. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên ngồi trong xe con chuyên dụng của khách sạn, đi tới cửa chính nhà hát, nhìn thấy cục trưởng cục cảnh sát, đội trưởng đội đặc công, còn có tổng thư ký của thủ tướng, cùng thị trường, nhân viên chính phủ đang chờ, bọn họ lập tức nhanh chóng xuống xe, cài lại nút áo, đầu tiên là cùng ngài thị trưởng nắm tay trước, sau đó sẽ cùng trưởng cục cảnh sát nắm tay, nói một chút lời khách khí, sau đó liền cùng mọi người mỉm cười vào bên trong nhà hát. Bên trong nhà hát xa hoa, nhân viên công tác chính trong trong ngoài ngoài bận rộn, trước sân khấu đạo diễn đang đứng ở giữa vũ đài, phân phó nhân viên chỉnh ánh sáng đèn vàng trung tâm, vô số ghế ngồi bằng nhung màu đỏ hồng, được đặt ở các khu vực chỗ ngồi, nhân viên công tác trong nhà hát đang cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi hạng nhất tại tầng 1 cho các vị khách mời một bộ phận nhân viên mang những giỏ hoa bách hợp đặt ở trung tâm. Đội đặc công, cảnh sát phố trang, bộ đội, còn có bảo tiêu của các cấp lãnh đạo tối cao, mặc âu phục màu đen, đeo tai nghe, dò xét khắp nơi, xác định thân phận của các vị khách tiến vào, trừ điện thoại di động, các phụ từng tùy thân, còn lại các loại vũ khí bằng kim loại, cùng với các loại chất lỏng đều không được mang vào, vô số cảnh sát cấp cao, mang dụng cụ dò xét vũ khí, đặt bên dưới mỗi chỗ ngồi, liên tục dò xét khắp nơi. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi lấy thân phận chủ nhà, cùng đi với các vị lãnh đạo đón tiếp khách mời, cùng nhau vừa nói vừa cười đi vào nhà hát, vừa vặn nhìn thấy giữa vũ đài, đang diễn tập vũ đạo, những giải lụa mộc màu xanh tượng trưng cho sinh mệnh chi thủy không ngừng vũ động, thiếu nữ váy trắng mỹ lệ phiêu nhiên, tóc dài tự nhiên, đang ở trên nước không ngừng xoay tròn. Một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên, còn có thị trưởng đang chờ người cũng mỉm cười vỗ tay, cổ vũ cùng khen ngợi. Trên đài cao, vũ đạo viên lập tức dừng lại, hướng về tổng giám đốc khom người. Tưởng thiên lỗi xoay người, hơi dương tay dẫn mọi người đầu tiên là theo vũ đài tuần sát, quan sát chỗ ngồi đệ nhất là dành cho thị trưởng cùng các quan viên chính phủ an tọa sau đó sẽ xem lướt qua chỗ ngồi của các vị đại sứ quán, rất hài lòng gật đầu, sau khi nghe người quản lý nhà hát báo cáo mới đến phía sau nhà hát, nhìn cả đám nhân viên diễn xuất, bao gồm cả các bạn nhỏ của Viện Phúc Lợi ở phía sau đài náo nhiệt vừa nói vừa cười sau đó chuẩn bị cho tốt, liền cùng nhau đi đến phòng dùng cơm. Trang hạo nhiên tươi cười tiến lên, ôm lấy một trong số những tiểu cô nương đáng yêu trong đó, nhìn các bảo bối này, mặc vũ phục thiên nga màu trắng thuần khiết, vòng hoa màu trắng, đội lên búi tóc nho nhỏ, khuôn mặt ngọt ngào, đôi mắt to trong sáng, nheo lại khẽ cười, anh càng xem càng yêu, ngón tay nắm lấy cái cằm của cô bé, tràn đầy cưng chiều hỏi, bảo bối, có mệt không? Cô giáo có nói khi nào được ăn cơm không? cô giáo có nói khi nào mặt trời rơi xuống thì có thể đi ăn cơm tiểu cô nương khôn ngoan cười nói ha 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 trang hạo nhiên ngửa mặt hào sảng cười to ở trên khuôn mặt nhỏ bé của bảo bối hôn một chút mới nói mặt trời nếu như rơi xuống thì rất phiền toái phải nói là mặt trời đi du lịch ở nơi khác qua một buổi tối nó liền quay trở lại nó không mệt mỏi sao mỗi ngày đi chơi ở nơi khác tiểu cô nương ngây thơ lãng mạn hỏi trang hạo nhiên lại tươi cười đùa cô bé nói, đương nhiên không mệt. Bởi vì ở một chỗ khác trên trái đất, còn có thật nhiều các bạn nhỏ đáng yêu đang chờ nó. Cho nên, bảo bối nhất định phải học tập thật giỏi, mau cao lớn lên, như vậy cũng có thể đi đến những nơi khác trên thế giới, nhìn xem mặt trời ở nơi đó làm cái gì. Có được không? Được à, chấm than ngoặc kép, tiểu cô nương cao hứng bừng bừng cười khanh khách trả lời. Một trận tiếng cười, từ phía sau đài truyền đến, mọi người nghe hai người bọn họ người nói chuyện, cũng không khỏi cười rộ lên trưởng cục cảnh sát càng tươi cười hơn nhìn về phía trang hạo nhiên thực sự kinh ngạc nói không nghĩ đến một người dưới một người trên cả vạn người như tổng giám đốc trang đây lại có một bộ dáng dỗ trẻ con như vậy tương lai người này nhất định là một người cha tốt trang hạo nhiên nghe thấy cũng cười cười buông tiểu cô nương mới bất đắc dĩ nói tôi cũng muốn a à. thế nhưng tổng giám đốc tưởng không hy vọng tôi sinh đâu toàn bộ diễn viên trong hậu trường Cùng nhân viên công tác cũng nhịn không được cười rộ lên. Tưởng thiên lỗi thật sự là không có cách nào với anh, cũng đành nửa đùa nửa thật nhíu mày nói, cậu thật không biết xấu hổ, ở trước mặt nhiều người như vậy, còn thích nói đùa. Ô kìa, toàn bộ thế giới đều biết quan hệ giữa tôi và anh mà. Trang hạo nhiên tuyệt không chú ý cười nói. Mọi người lại được một trận cười to. Xin mời, tưởng thiên lỗi không để ý đến anh, mà đi cùng trưởng cục cảnh sát cùng bí thư thủ tướng tiếp tục tuần sát mọi người cùng đi đến khu vực chỗ ngồi trong nhà hát, nghe người phụ trách giải thích, sau đó gật gật đầu, lại dọc theo hai bên cầu thang xoay tròn, tới trước ghế ngồi VIP tầng 2, quan sát trang trí cùng bầy biện bên trong, nhìn thấy phó quản lý bộ phận quan hệ xã hội đang phân phó nhân viên bày đặt những bàn tròn bên trong không gian xa hoa, còn có những giá rượu được phục cổ sao tương tự, dùng để trưng bày những loại rượu đỏ quý báu. Sao sao phục cổ, được chế tác khôi phục lại gần giống với đồ cổ. Hai vị tổng giám đốc, các vị khách quý, xin chào. Tất cả nhân viên công tác lập tức đứng lên, tôn kính khom lưng hạ lễ. Mọi người vất vả rồi. Tưởng thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong, định tiếp tục tuần sát sảnh viếp khác, lại đến trên phòng thủ tướng ngay chính giữa, nhìn không gian xa hoa yêu nhã bên trong, kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây, bàn trà được chế tạo bằng gỗ mun thượng đẳng, chín đỉnh cây tử đàn, gối ôm kiểu dáng Âu Tây, sofa đệm nhung sắc tím. Được kết hợp vô cùng đặc biệt mà thoải mái, vì thủ tướng luôn luôn cường điệu là không cần quá xa hoa, như vậy vừa vặn thích hợp. Bọn họ đồng thời gật gật đầu, nhìn về phía các đặc công xuất sắc đã được phái đến tối hôm qua, hết sức cẩn thận, liền cũng yên tâm đi ra ngoài. Bên ngoài phòng yến tiệc nhà hát, nhân viên công tác chính đang làm việc như thiêu thân, một chiếc xe tải lớn, chậm lãi chạy tới, dưới sự chỉ huy của nhã tuệ cùng kỹ sư, vô số những tảng băng hình thù kỳ là được đặt cạnh bể bơi. Băng, Trưởng cục cảnh sát nhìn về phía vô số tảng băng, thần kỳ kêu lên. Mùa hè dùng cơm ở bên ngoài, thập phần nóng bức, đặt băng ở đây, vừa có thể giải nhiệt, lại vừa có thể thưởng thức. Hơn nữa chi phí mua băng ít, lại càng tuyệt vời hơn. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, cũng đã nhìn thấy nhã tuệ chính sai người mang băng đến đặt lên trên thiết bị khởi động làm lạnh. Lúc này Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng phân phó công nhân, đem khăn trải bàn, bày xếp cẩn thận, rồi mới đi ra căn dặn tiểu thanh đem dụng cụ làm thức tỉnh rượu vào, vừa vặn nhìn thấy tưởng thiên lỗi cùng trưởng cục cảnh sát đang đứng ở trước tảng băng, đang bàn luận về chỗ ngồi trong yến tiệc, còn có các món ăn, đều đã qua các chuyên gia, nhân viên thử đồ ăn cùng cục cảnh sát thử rồi mới mang lên. Trang hạo nhiên thì hơi yêu nhã cúi người xuống, ngồi xổm trước một tảng băng nào đấy, cau mày, cắn răng giúp đỡ nhân viên công tác đẩy lên. Đường khả hình dừng lại ở trung tâm bãi cỏ, nhìn trang hạo nhiên một mình ngồi xổm ở trong đám người, chuyên chú hỏi thăm nhân viên những điều có liên quan đến mấy tảng băng này, vô cùng cẩn thận nghe kỹ sư giải thích, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, tiêu đồng săn sóc vì anh đưa qua khăn tay, anh một bên nhận lấy, một bên nghe nhân viên công tác nói cách làm lạnh khí, cũng không thể để tảng băng thời gian lâu như vậy nữa, anh hơi nghĩ nghĩ, mới dùng khăn tay lau lau tay dính bùn, đưa ra ý kiến nói, nếu là như vậy, tăng thêm khí lạnh, thời gian kéo dài không được lâu, nhất định phải bảo đảm, dòng nước trong mọi tình huống phải được thông thuận nước đá của chúng ta sẽ chảy vào trong suối phun như vậy hiệu quả làm lạnh sẽ cao hơn coi như là một vòng sử dụng rồi kỹ sư cười nói trang hạo nhiên nghe xong hài lòng gật gật đầu vươn tay vỗ bờ vai của anh cười nói cực khổ cho anh rồi không vất vả kỹ sư đứng dậy lại bận rộn đi đến nơi khác trang hạo nhiên đứng lên nghiêm túc nhìn về phía khăn trải bàn để đồ ăn còn có những chiếc ly bằng thủy tinh bên kia người pha rượu chính đang khẩn trương chuẩn bị các loại cốc tai đặt lên bàn, có một ít loại cốc tai đã được làm sẵn, anh lập tức đi qua, lấy phong thái của chuyên gia, cầm lấy một cái ly màu u lam, rót một ly cốc tai, nếm thử, ngưng thần mím môi cảm nhận hương vị của rượu. Đường khả hình đứng ở dưới một tán cây đa nào đó, nhìn về phía trang hạo nhiên lúc anh nghiêng mặt nâng ly cốc tai, nuốt một cái nơi cổ họng, làm lộ ra cái cần cổ khiêu gợi, nổi bật trên nền áo sơ mi, vô cùng gợi cảm mị hoặc. Cô kìm lòng không được một tay nắm chặt lấy cây que, nhìn về phía người đàn ông hoàn mỹ trước mặt, mặc kệ là nhìn theo góc độ nào, cũng đều mê người như vậy, hai mắt của cô lại đỏ bừng. Trang hạo nhiên nâng ly rượu xoay người, nghe thấy tiêu đồng nói, tiểu thư Diệp ra hôm nay trước khi qua đây đã đến câu lạc bộ cưới ngựa, muốn mời anh dùng bữa tối, anh mỉm cười cự tuyệt, tiêu đồng lập tức nói đùa, chốc nữa cô ấy sẽ đến phòng làm việc tìm anh, lần trước anh ở trại ngựa cưới ngựa, anh đánh con ngựa một cái. Cô ta liền hôn mê, Đường khả hình khẩn trương nắm chặt cây que, cấp thiết nhìn về phía trang hạo nhiên đang hào sảng tươi cười, chỉ là hỏi tiêu đồng đang ở phòng làm việc gần đây. Tiêu đồng cười đáp, ở phòng làm việc bên trái tầng 2. Đem văn kiện của Yến hội hôm nay, đưa đến phòng làm việc cho tôi. Trang hạo nhiên không nói hai lời, liền xoay người, đi về phía phòng làm việc tạm thời ở tầng 2. Vâng, tiêu đồng tức khắc xoay người, đi về phía bên kia. Trang hạo nhiên không cho thư ký đi theo, trưởng cục cảnh sát đón người đã có tưởng thiên lỗi làm bạn, chính anh đi về phía bên cạnh đại sảnh, đi qua sân khấu, tay anh ném ba thanh sô cô la cho mấy cô gái đang tiếp đãi ở trên đài, mới nói tổng giám đốc tưởng mời các cô ăn sô cô la, nói các cô đã vất vả rồi. Ba nữ nhân viên tiếp nhận thanh sô cô la Pháp, lập tức mỉm cười gật đầu cảm kích, cảm ơn tổng giám đốc Trang. Cảm ơn tổng giám đốc Tưởng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, chỉ là cất bước đi lên cầu thang hình xoáy ốc, đi tới phòng làm việc tạm thời ở tầng 2, nhìn thấy nhân viên bộ phận hành chính đang bận rộn, anh hơi giơ tay ý bảo họ cứ tiếp tục, rồi mới đẩy cửa đi vào phòng làm việc, nặng nề thở một hơi, phân phó người phía sau nếu thấy phó tổng lãnh thì bảo anh ấy lập tức qua đây, an an tức khắc gật đầu, đi ra ngoài. Trang hạo nhiên có vẻ hơi mệt mỏi cởi âu phục ra, ném tới ghế sofa, lại đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía nhân viên ngoài trời, nhấc cổ tay lên, cúi đầu tháo cúc áo. Bóng dáng đường khả hình, chậm chạp xuất hiện ở phòng khách lầu 2, yên tĩnh mà lại nóng bỏng nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đã khép chặt kia, trong lòng cô lộp bộp hai tiếng, đôi mi khẽ chấp, bàn tay đỡ lấy mặt tường bóng loáng, nhớ tới trang hạo nhiên vừa đứng ở bên cạnh bàn để ly cốc tay, lúc ngẩng đầu uống rượu, ánh mắt mê hoặc, cô nhẹ cắn môi dưới, cuối cùng không nén được, bước nhanh về phía trước, trong nháy mắt đẩy ra cửa phòng làm việc, đi nhanh đi vào, lại phịch một tiếng đóng cửa lại. Lưng dựa vào cánh cửa phía sau, đầu cúi xuống dưới, im lặng không lên tiếng. Trang hạo nhiên sửng sốt đứng ở trước cửa sổ, xoay người, nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cắn chặt môi dưới, vẫn như cũ dựa sát vào cửa, rất sợ có người chạy vào, trái tim đập loạn xạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên lộ chút thâm tình, nghi ngờ nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình chớp mắt, cảm giác được trong lòng là vô hạn tình cảm cùng nỗi chua chát, cô phát hiện ra bản thân mình mỗi ngày đều kìm lòng không được, quả thật là không chịu được. Cô có chút hối hận, cảm giác mình thật là quá mất mặt rồi, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, tay còn đang nắm tay cầm cánh cửa, nghĩ mình còn có thể kéo cửa đi ra ngoài, nhưng lại thấy như vậy thật đáng tiếc. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn như trước đứng ở đó, kích động nhìn về phía cô. Đường khả hình do dự thật lâu, rốt cuộc cũng cất bước qua đây, đi tới trước mặt anh, vươn tay cởi bớt cúc áo cho anh, từng nút lại từng nút, khẩn trương đến tim đập thình thịch nói, gần đây. Gần đây khí trời nóng bức, nếu anh không có việc gì, không cùng người khác ăn cơm thì. Về nhà ăn đi. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, trên mặt bộc lộ mấy phần kích động cùng cương chiều. Đường khả hình thật sự là không nhịn được nữa, lại nhanh chóng hỏi anh. Anh, anh có khát không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía cô, qua một lúc lâu, mới yếu ớt gật đầu, nói, ừ ầm. Đường khả hình mặt soạt một cái đỏ bừng, lập tức đi đến tủ lạnh ở bên trái phòng làm việc, lấy ra một chai rượu đã được mở sẵn, trong nháy mắt dường như muốn tu ứng ực cho hết chai rượu. Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên giật mình nhìn về phía cô. Đường khả hình uống một ngụm thật lớn, làm cho mình lý trí một chút, mới phịch một tiếng, ném mình rượu xuống, lau đi ít rượu nơi khóe miệng, bước nhanh đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, kiếng chân, tay ôm lấy cổ anh, làm bộ muốn hôn anh. Đừng, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nắm lấy eo cô, tránh đi nụ hôn của cô, kiên quyết nói. Đường khả hình nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, ngẩng đầu nghẹn ngào nhìn về phía anh, kích động nói anh cử tuyệt em. Không chừng đêm nay em sẽ xảy ra chuyện gì đó, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng, chấm than ngoặc kép. Khả Hinh không nên nói bậy, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên trong lòng tê dại, nắm chặt bả vai của cô, bàn tay khẽ vuốt ve một chút, mới trầm trọng nói, ông ấy là cha của em. Là người quan trọng nhất trong kiếp này của em. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình chừng mắt hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía trang hạo nhiên. Đôi mắt trang hạo nhiên cũng bị phủ mờ bởi một tầng hơi nước, lắc lắc đầu. Em ghét anh, em ghét anh, chấm than, thêm một ngày yêu anh, cũng là thêm một ngày sinh mệnh của em lụi tàn. Thật hy vọng rằng tất cả những khổ đau, kiếp nạn đều kết thúc trong một ngày này đi. Chết như vậy, cũng là lý do hôn anh lần cuối cùng. Thế nhưng anh cư nhiên cử tuyệt em, em biết cho dù có hôn anh lần cuối cũng sẽ không có được anh. Cũng biết rằng không thể yêu anh thêm lần nào nữa. Anh thật tàn nhẫn, đường khả hinh nói xong, trong nháy mắt buông ra cổ anh ra, tùy ý để nước mắt chảy xuống, lại xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nghĩ muốn đuổi theo, như hai chân như bị ghim lại chỗ, đau lòng nhìn về phía người con gái đang dần biến mất trước mặt, trái tim như bị vỡ nát, đau đớn. Chương 868, chỗ này mưa. Vào mùa xuân, mẫu đơn mãi mãi là quốc hoa. 12 nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc quần áo đồng phục truyền thống của khách sạn, tóc búi cao, tươi cười, tay bưng đĩa ngọc ở trên đó trang trí một bông hoa mẫu đơn trắng đang nở, ở giữa có nhụy màu vàng trông rất đẹp mắt mùi thơm tỏa ra khắp phòng làm cho người ta chợt cảm thấy tinh thần khoan khoái, từ từ tiến vào phòng tiệc. Sau đó, 12 nữ nhân viên phục vụ khác, tay cũng bưng 12 đĩa ngọc, ở trên cũng trang trí một bông hoa mẫu đơn nhưng nó là màu hồng, cùng với đĩa thức ăn có hoa mẫu đơn màu trắng, đặt ở giữa bàn tiệc. Trong lúc ấy, mấy phụ bếp nam nhanh chóng ôm giỏ hoa cúc vàng, vội vàng đi vào phòng bếp chính. Tại phòng bếp chính, không khí cực kỳ khẩn trương, việc ai người đấy làm từ bếp trưởng bếp chính và cả các phụ bếp cũng nhanh chóng đem bào ngư, tôm hùm sơ chế sạch sẽ, đem đi hấp chín, sau đó đặt những cái giỏ lên. Hoa đã tới, chấm than ngoặc kép, ba phụ bếp người đầy mồ hôi nhễ nhại, thật vất vả đợi phòng thu mua đưa tới, lấy từ nhà kính 80 bông. Bày ở đây, chấm than ngoặc kép, đầu bếp nói chưa hết lời, cũng đã nhanh chóng xoay người, tự mình đến lồng hấp, lấy một càng cua Nhật Bản rất to, có màu vàng ánh kim rất đẹp, không sợ nóng trong nháy mắt đưa tay vào trong lòng hấp, đem càng cua dài khoảng 50 phân bỏ ra, đặt giữa bàn, mùi thơm của nó sông lên mũi quá hấp dẫn. Bên này phụ bếp cũng nhanh chóng đem một gốc cần tây xanh đậm, loại bỏ bớt lá nhỏ ở trên, sau đó cắm nhẹ vào giữa miệng con cá chép, lại cầm củ cà rốt lên cắt tỉa thành một chiếc đèn lồng đỏ, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào gần nhau, cúi xuống lấy thân cần tây, làm thành cây treo đèn lồng, cuối cùng chuyển cho phụ bếp khác để hoàn thiện món ăn đúng lúc này một cái giỏ được đem tới cẩn thận bày đặt ở trên mặt bàn bên kia đầu bếp phụ trách món trắng miệng khẩn trương mở tủ lạnh đem một phần thạch hoa quả tạo hình giống cây dừa đặt ở trên bàn phụ bếp lập tức cầm cái thìa hình mặt trăng nhẹ nhàng từng chút từng chút một xiên vào giữa phần thạch đó cuối cùng hai ngôi sao lập tức hiện ra một đĩa màu trắng đưa tới đầu bếp đặt một chiếc thìa lên sau đó đem phần thạch hoa quả đặt ở trên một phụ bếp khác lại nhanh chóng đem đường phèn tổ yến chưng cách thủy một vài tiếng rồi được đem đi ướp lạnh phủ lên. Ông anh trong suốt, nhìn giống như nhụy của một bông hoa. Thời gian dần dần trôi qua. Hoàng hôn bắt đầu tới, mặt trời phía tây đang lặn xuống, tân khách lần lượt tiến vào. Nhân viên phục vụ bữa tiệc khẩn trương đem hoa mẫu đơn màu trắng và màu xanh trang trí khắp phòng, sau đó đem 10 chiếc đèn xứ Trung Quốc cao 1m8 theo chỉ đạo của Nhã Tuệ được thắp lên, lợi dụng trời tối ánh sáng màu vàng phát ra từ những ngọn đèn đang xoay tròn kết hợp với màu trắng, xanh của hoa mẫu đơn tạo ra bầu không khí ấm áp, lung linh đúng là phong cách truyền thống của người Trung Quốc, giống như khung cảnh của Hồng Lâu Mộc hay Dương Quý Phi. Cả đám nhân viên đều kìm lòng không được dừng tay, mỉm cười ngừng đầu, nhìn về phía 10 chiếc đèn xứ. cảm giác này thật là tuyệt vời, bọn họ nghĩ nhất định thủ tướng sẽ hài lòng. Nhã tuệ cũng đứng ở một bên, tay cầm bộ đàm, nhìn về phía ánh đèn xoay tròn chiếu vào bàn ăn, tao nhã mê người, cô cũng kìm lòng không được mỉm cười. Trần Mạn Hồng một trận cảm thán đi tới bên cạnh Lưu Nhã Tuệ, nhìn khắp 80 bàn tiệc, được phủ lên ánh đèn xoay tròn, vô cùng ấm áp lại tao nhã, kết hợp với những bông hoa mẫu đơn nở rộ như vì bữa tiệc lại tăng thêm vẻ rực rỡ. Cô cười nói, may mắn bây giờ hoa mẫu đơn vừa mới vào mùa, trang trí kiểu này quá hấp dẫn. Đúng vậy, Nhã Tuệ thở hồn hển một hơi, mỉm cười, nói thực sự là ông trời bảo vệ tôi. Trần Mạn Hồng xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ nói đùa, cô không cần nói lời này, chúng ta làm việc ở khách sạn, sợ nhất là nói ông trời bảo vệ mình. Sẽ lập tức gặp chuyện không may. Phi 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 phi, thật sự quên mất, chấm than ngoặc kép, Nhã Tuệ thoáng cái lấy tay tát vào miệng, bất đắc dĩ cười lên nói tôi thật sự đáng đánh. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng không khỏi phi cười. Đúng rồi, quan khách sắp tới, giả dạ tiệc hôm nay tổ chức hơi sớm, 7 giờ sắp bắt đầu, 9 giờ kết thúc, sau đó xem biểu diễn. Nhã Tuệ nhất thời có chút khẩn trương nhắc tới công việc, nhìn đồng hồ nói: "Đúng, lập tức phải hoàn thành, vì vậy cô đi thay quần áo đi. Ở đây giao cho tôi và phó quản lý là được." Trần Mạn Hồng thúc giục, cười nhìn về phía Nhã Tuệ, nói: "Sau đó đứng ở bên cạnh tổng giám đốc, ngàn vạn lần không được xấu hổ a." À. "Được rồi." Nhã Tuệ ngay lập tức đỏ mặt, đánh nhẹ vào người Trần Mạn Hồng, cười, nói: "Cô suốt ngày chiêu tôi." tôi không trêu cô, là tôi ca ngợi cô, tổng giám đốc đã quyết định cho cô một vị trí cao hơn. Trần Mạn Hồng lại thúc giục cô, mau đi đi, mặc lễ phục đẹp một chút. Nhã Tuệ vẫn có chút lo lắng, lại nghi ngờ hỏi, khả hình đâu? Tôi muốn đi cùng cô ấy. Ô, mau đi đi, cô ấy đang quản lý hiện trường, rất bận. Cô còn sợ cô ấy không có ai chăm sóc sao? Trần Mạn Hồng không ngừng thúc giục. Nhã Tuệ thực sự không có cách nào, đành phải nói lời cực khổ, liền nhanh chóng hướng khách sạn Á Châu đi tới. Buổi tối 6 giờ 30, sảnh khách sạn trải thảm màu tím, 20 nữ phục vụ mặc sườn xám màu trắng ngà, thêu hoa màu đỏ rất thanh lịch nhưng cũng bắt mắt, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, hai tay để nhẹ bên hông, đứng ở hai bên thảm màu tím, đứng ngược hướng gió, mỉm cười hơi khom lưng gật đầu, cúi chào quý khách, thời đồng nhẹ nhàng nói, chào mừng quý khách tới khách sạn Á Châu. Nhiều doanh nhân và chính khách ưu tú ăn mặc lịch sự mỉm cười dìu bạn đi cùng tiến vào khách sạn Á Châu, một nhóm nữ nhân viên khác mặc sườn xám màu trắng theo gen màu xanh, dẫn tân khách hướng đến vườn hoa, lúc đó sẽ có những chiếc xe chuyên dụng phiên bản dài đưa họ qua sân cỏ, vừa được ngắm toàn cảnh khách sạn, vừa không phải đi bộ. Quản lý bộ phận PA toàn thân mồ hôi ướt đẫm, tay cầm bộ đàm, mỉm cười khi nhìn thấy nhân viên phục vụ thướt tha, duyên dáng di chuyển, giơ cánh tay thon thả dẫn tân khách đi về phía trước, lộ ra dáng vẻ tự nhiên trong lòng cô cảm thấy thoải mái, yên tâm. Tiếng bước chân khẩn trương truyền đến. Hai cửa thang máy đồng thời mở ra, Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên mặc lễ phục, hiện ra khí thế quân vương, bước ra thang máy, đi theo sau cả đám phó tổng giám đốc cùng thư ký trưởng, vội vã bước đi sợ thủ tướng Lý đã đến. Quản lý bộ phận PA lập tiến lên, hướng hai vị tổng giám đốc tôn kính nói, "Tổng giám đốc. Phía trước thông báo Thủ tướng Lý 5 phút nữa mới đến khách sạn Á Châu. Được, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt lên tiếng trả lời, sau đó cùng trang hạo nhiên tươi cười đi ra sảnh khách sạn, đồng thời đứng ở bên trái cửa khách sạn. Lúc này, lại một loạt tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Mọi người cùng nhau nhìn sang. Nhã tuệ mặc váy cúp ngực màu lam, tóc bồ cao để hết về bên trái, mang giày cao gót màu trắng dịu dàng thuần khiết, tay cầm ví màu trắng, bước nhanh dọc theo vòng xoáy cầu thang hơi vén váy đi xuống, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, có một vài giọt mồ hôi. Lâm sở nhai nhìn bộ dáng bạn gái như vậy, lại cảm giác đau lòng. Tưởng thiên lỗi hiện ra nụ cười ái náy, nhìn về phía nhã tuệ, lấy thân phận tổng giám đốc kêu nhỏ qua đây. Trang hạo nhiên cũng tươi cười, lấy thân phận người trong nhà, nhìn về phía nhã tuệ. Thực sự rất xin lỗi, tôi đã tới chậm, nhã tuệ một trận thở dốc, một tay cầm túi sách, một tay nhấc chân váy lên, vội vàng bước tới, đứng phía sau tổng giám đốc tưởng xin lỗi nói, bởi vì có chuyện, nên đến muộn một chút. Hôm nay cực khổ, tưởng thiên lỗi hơi nghiêng người nhìn cô một cái, liền mỉm cười nói. Nhã tuệ vội vã thở dốc, gật đầu. Xa xa hơn 10 chiếc xe màu đen của chính phủ, từ từ mà khí thế tiến đến sảnh khách sạn. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên với dáng vẻ tôn kính, nghiêm trang nhìn về phía chiếc xe dẫn đầu màu đen ánh kim mang theo vẻ quyền uy, oai hùng tiếp đón. Cuối cùng chiếc xe dẫn đầu đoàn xe của chính phủ từ từ dừng ở trước cửa sảnh khách sạn, xe sau là xe gia đình, tiếp theo là xe chở thủ tướng Lý, theo sau là cục trưởng cục cảnh sát, đội trưởng đội đặc công và thị trưởng cùng nhau xuống xe, đứng sang một bên. Quản lý an ninh khách sạn mở cửa xe, tôn kính nói, chào mừng thủ tướng Lý tới khách sạn Á Châu. Ngay lúc đó, Tô Linh mặc váy dài màu trắng, tóc buộc gọn, cài chiếc bầm đính hơn chục viên kim cương, tay cầm ví theo thanh lịch, xinh đẹp, tươi cười, giống như nữ thần bước ra từ một chiếc xe màu đen đầu tiên hướng về phía tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên gật đầu và mỉm cười sau đó mới xoay người đỡ ông nội cười khẽ gọi ông nội mọi người đều vui mừng chào đón ông người mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện thủ tướng lý mạc âu phục màu đen một phong thái nghiêm nghị nhưng cũng rất vui vẻ bước ra khỏi xe tất cả các phóng viên nháy đèn flash liên tục để chụp lại thời khắc này thủ tướng lý chào mừng tới khách sạn á châu tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên đồng thời cất bước tiến lên, mỉm cười khom người gật đầu. Tổng lý theo thói quen ngửa mặt lên, tràn đầy yêu thương nhìn về phía hai người đàn ông hiên ngang trẻ tuổi này, nhẹ nhàng cười nói các cậu là những doanh nhân trẻ nhưng cũng đã đạt nhiều thành công, đối với sự nghiệp từ thiện lại hết sức quan tâm. Ta rất mừng, hôm nay các cậu đã vất vả rồi. Thủ tướng đừng nói vậy, tưởng thiên lỗi khách khí trả lời. Thủ tướng Lý mới gặp chúng tôi luôn nói mấy câu khách sáo, sau đó sẽ từ từ giáo huấn. Trang Hạo Nhiên cũng nở nụ cười, khách khí nhưng cũng khôi hài nói. Một trận cười vang lên. Hạo Nhiên vẫn là như vậy, thủ tướng Lý chưa nói hết câu, liền liếc mắt nhìn, hỏi Thủy Kỳ đâu? Đang đến, phía trước kẹt xe, Tô Linh mỉm cười nói xong, cũng đã nhìn thấy một chiếc màu đen xe con, nhanh chóng lái tới, bảo vệ cũng nhanh chóng mở cửa xe. Tô Thủy Kỳ tối nay mặc bộ Âu phục có sọc thẳng màu đen bên trong là áo sơ mi trắng phía trước là ve cải áo màu trắng hình hoa hồ điệp cánh hoa trong suốt trong mắt mọi người lại càng hiện lên vẻ tôn quý đẹp trai khí chất vương giả của anh vừa đi vừa gật đầu chào hỏi hai bên tươi cười tới trước mặt ông nội nói xin lỗi đã tới chậm con không bao giờ đến sớm thủ tướng lý không khách khí nhắc nhở cháu trai mọi người lại được một trận cười to thời gian không còn sớm mời thủ tướng tưởng thiên lỗi vừa nói vừa đưa tay ra mời Thủ tướng Lý và Tô Linh, còn có Tô Thủy Kỳ cùng nhau hướng bên trong khách sạn đi đến, sau đó qua sảnh, đi ra phía tây vườn hoa, chợt cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, mưa lắc rác rơi, bầu trời có phần u ám. Mọi người kìm lòng không được ngẩng đầu lên. Nhã tuệ trong lòng cảm thấy ớn lạnh, mở to mắt ngẩng nhìn về phía bầu trời u ám kia, sao tự nhiên lại mưa lúc này nhỉ? chương 869, Kim Ngọc Mãn Đường Vĩnh viễn cũng không muốn tin dự báo thời tiết một buổi tối vui vẻ tuyệt vời như vậy mà trời lại mưa, nhã tuệ kích động suốt ruột đứng trên bãi cỏ, đưa bàn tay ra, hứng lấy những giọt nước mưa, nhớ tới những đồng nghiệp đã chuẩn bị xong xuôi cho buổi tiệc, vậy mà trời lại mưa. Cô khóc không ra nước mắt đứng ở trên bãi cỏ, khẩn trương đến nói không ra lời. Lúc này tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cũng sững sờ, nghĩ đến tối nay trời mưa, vì sao còn đề nghị mở tiệc ngoài trời, bình thường mở tiệc ngoài trời so với trong đại sảnh yêu cầu càng nghiêm khắc hơn vốn có gió thổi hay không là chuyện của trời, cũng đã hỏi ý kiến nhiều lần mới dám ra quyết định, tại sao tới thời khắc này, phạm phải sai lầm lớn như vậy. Mặt nhã tuệ soát cái đỏ lên, rõ ràng khi đề nghị mở tiệc ngoài trời đã hỏi bên cục khí tượng Thủy Văn. Hơn 10 cây dù màu đen được bung lên, tất cả đều giơ tay cầm dù che mưa, che cho ông chủ của mình trước, trưởng cục cảnh sát cũng lấy dù che mưa tôn kính che cho thủ tướng bên cạnh. Lo lắng nói, đêm nay chúng ta mở tiệc từ thiện, ở ngoài trời, trời mưa như vậy sao mở tiệc được. Tưởng Thiên lỗi nghe vậy, lập tức áy náy xin lỗi nhìn thủ tướng, có chút lúng túng nói, "Thủ tướng, thật xin lỗi, thật không ngờ đêm nay đúng lúc muốn mở tiệc ngoài trời, lại gặp thời tiết như vậy, tôi lập tức hạ lệnh, hủy bỏ tiệc tối hôm nay, thay đổi địa điểm vào đại sảnh yến hội dùng cơm." Tâm của Nhã Tuệ phát lạnh, ngẩng đầu áy náy và đau lòng nhìn về phía Tưởng Thiên lỗi, nghĩ đến vì buổi tiệc tối nay, đã làm việc nỗ lực bao nhiêu thay đổi địa điểm cái đó, không phải sẽ rối loạn hết sao. Thủ tướng nghe lời này, ngược lại có chút tươi cười yêu thương, tha thứ mà nhìn về phía tưởng thiên lỗi, giọng nói chậm chạp nói tổng giám đốc tưởng chưa từng nghe qua một câu. Gọi là mưa gió gọi quý nhân, thời tiết vì thời có biến hóa, đây là chuyện thường. Nhưng tôi cũng rất quen thuộc với khách sạn Á Châu, biết rõ các người tổ chức yến hội ngàn người như vậy cũng không dễ dàng, nếu như lúc này mới hủy bỏ yến hội, như vậy đối với quý khách sạn tổn thất rất lớn, nhất là tối nay còn tiến hành chính là buổi từ thiện, vốn là có chút phô trương và lãng phí. Chuyện này xác thực là chúng tôi sơ sót, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi vẫn như cũ kiên trì nói, chúng tôi không thể bởi vì sai lầm của mình, mà lại để cho khách đến một nơi không thoải mái dễ chịu. Ai, thủ tướng lập tức tươi cười, nhìn về phía tưởng thiên lỗi lại có chút thông cảm nói, chúng tôi cũng không có cảm thấy không thoải mái dễ chịu, cũng biết quý khách sạn có năng lực xử lý nguy cơ mạnh mẽ, một tập đoàn mạnh mẽ quả thật là không sợ mưa gió, mau đi đi, tôi tin tưởng mọi người có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Trong nháy mắt tưởng thiên lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía thủ tướng. Trang hạo nhiên lập tức xoay người, vẻ mặt nghiêm túc, kêu quản lý lưu. Ngoặc kép, vâng, nhã tuệ lập tức kéo váy thật dài tiến lên, kích động đáp lời. Trang hạo nhiên vội vàng nói với nhã tuệ, yến hội ngoài trời của chúng ta, đều có biện pháp khẩn cấp xử lý khi trời mưa, nếu như thủ tướng cũng tha thứ, cô nhanh chóng xử lý chuyện này cho ổn thỏa. Lấy công chuộc tội, ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, đôi mắt nhã tuệ lập tức đỏ bừng, liền vội vàng gật đầu xoay người rời đi. Thủ tướng khẽ nhếch môi cười, nhìn thấy tất cả, mới tiếp tục không nhanh không chậm mà cất bước, y muốn tản bộ, lắng nghe âm thanh êm dịu của hạt mưa, mới ung dung nói, ở thời cổ đại, cháy liền kêu đi lấy nước, trời có mưa gió ngoài dự liệu, cũng sẽ bị gọi mưa đúng lúc, người tuổi trẻ bây giờ, dù sao vẫn là cảm thấy nói chuyện dối trá, có chút lảng tránh cùng nịnh nọt sự thật, thật tình không biết, là dạy bảo mọi người, mọi thứ không phải chỉ muốn một nơi tốt. Trang hạo nhiên lập tức cười rộ lên, nhìn về phía thủ tướng nói, xem đi. Tôi nói không sai, thủ tướng lại bắt đầu giáo huấn người. Mọi người cười khẽ, bầu không khí lúc này mới trở nên khá hơn. Tối nay thủ tướng ngược lại có chút nhẹ nhóm, cũng khẽ nhách vui vẻ hẳn lên nói, tôi già rồi, không kịp ý chí tiến thủ phồn vinh mạnh mẽ của mấy người trẻ tuổi các ngươi chỉ là quốc gia chúng ta phát triển quá nhanh tôi phát hiện bước chân của ít người trẻ tuổi cũng đi được quá nhanh thật tình không biết chính thức thành công không phải là ở nhanh mà là đang chậm đầu tiên một người muốn làm đến khi trong lòng thỏa mãn tài năng rất tốt mà phát triển tương lai của mình sốt ruột nghĩ muốn dùng thành công đến bổ sung thế giới hư không của bản thân đây là ngây thơ và không thể làm được phải biết rằng có sắc mặt chính là người lớn tất nhiên coi trọng vài phần truyền thống và cảm xúc, lấy con người làm ra vốn, thông qua suy nghĩ người khác, ảnh hưởng sắc mặt, như vậy thế giới của ngươi gặp bởi vì người khác mà trở nên rộng lớn vô bờ. Bất đắc dĩ người hiện đại quá mức nói đến đời sống vật chất, ánh mắt thiển cận, có chút hẹp rồi. Đêm nay tôi nghe được Hạo Nhiên nhắc nhở cấp dưới, nói đúng lúc này lại có chút cảm xúc. Rất lâu rồi không có người coi trọng truyền thống và chuyện xưa. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức cười rộ lên nhìn về phía thủ tướng nói thủ tướng ngài nên khen tôi thật nhiều trước mặt cha tôi ấy dù sao ông ấy vẫn là nói tôi không còn dùng được nói tôi là người luôn quên lời tổ tiên cứ để sau lưng không giống thiên lỗi luôn khiến người ta lo lắng mãi ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh thủ tướng nghe được ý tứ bên trong lời nói của trang hạo nhiên ngẩng mặt cười rộ lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói thiên lỗi thì không cần phải nói cậu ấy luôn là một người lãnh đạo ưu tú cậu ấy không nhiệt tình giống cậu như vậy, cậu ấy càng lộ vẻ trầm tính, có phong cách làm việc quyết định nhanh chóng, càng khó chính là hai người có tính tình khác nhau, nhưng lại phối hợp rất ăn ý, tôi cứ nghĩ là ông Tưởng và ông Trang năm đó, chia ra quyết định hoàn cầu, vô cùng vĩ đại. Ở trước mặt tiền tài và lợi ích, có thể giữ được ánh mắt thanh tính. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, không nhịn được cười rộ lên nói, Thủ tướng ngài có chỗ không biết, ở trên báo chí và truyền thông luôn nói tôi và anh ta bất hòa, nào có, Trang Hạo Nhiên lập tức cười rộ lên nói, báo chí luôn nói tôi và anh luôn vô cùng ân ái đấy. Nói anh không cưới, tôi không lấy, chồng, đều cũng có nguyên nhân. Ha 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 ha, Thủ tướng nghe lời này, không nhịn được nhìn Hạo Nhiên cười rộ lên nói, từ nhỏ đến lớn cậu cũng không có thay đổi, miệng luôn cậu luôn đòi mảng như vậy. Miệng cậu ấy chính là lợi hại. Tưởng thiên lỗi không nhịn được lại cười rộ lên. Nghe đi, lời này không phải là của một người chồng nói sao. Trang Hạo Nhiên chọc anh ta, cười rộ lên. Mọi người rất nhanh cười vui vẻ hơn. Tô Linh và em trai đứng ở bên cạnh, cũng không nhịn được mà cười rộ lên nói, vì vậy tôi mới nói, mỗi lần yến hội nơi nào có tổng giám đốc Trang, nhất định không buồn tẻ, nơi có tổng giám đốc tưởng, nhất định không cần lo lắng, đây đều có căn cứ hết á, khách sạn Á Châu có thể cho người ta cảm giác giống nhau, nhà, đều có quan hệ với hai vị tổng giám đốc, bởi vì hai người đều là lãnh đạo ưu tú, xử lý nguy cơ trước mặt, càng có thể lộ ra hăng hái, khi nói chuyện với nhau lại hài hước động lòng người. Lãnh đạo như vập, sao có thể không có cấp dưới tốt và có năng lực được. Tôi rất chờ mong yến hội ngoài trời tối nay đấy. Ngoặc kép, tô tiểu thư khách khí, bởi vì có cô ở đây, bách hoa cũng phải mất màu ấy chứ. Trang hạo nhiên cười nói. Anh đừng chụp cái mũ lớn như vậy, thôi đi. Tô Linh nhẹ kéo cánh tay em trai, lại mỉm cười nói, bên cạnh tôi đã có một người thân sĩ, mỗi ngày tôi đều nghe rồi, chị gái tốt này tốt nọ tôi nghe đến dài cả tai luôn rồi, có đôi khi tôi thực hoài nghi kiếp trước tôi và em trai là tình nhân. Tô Thụy luôn giữ im lặng, nghe được chị gái nói như vậy, không khỏi cười tình cảm nói, em có tăng bốc chị đâu, em là nói thật, có thể em chính là không rõ, tại sao mỗi lần chị muốn tham gia yến hội, đụng phải chị Trang, chị liền sợ hãi. Này, Tô Linh thoáng cái vươn tay vỗ nhẹ cánh tay em trai. Mọi người cùng cười rộ lên, tiếp tục đi về phía trước, đặc công xung quanh thủ tướng trong phạm vi không xa, nghiêm mật bảo vệ nơi này. Nơi tổ chức yến hội Đã đến màn mời khách, được vị tiếp tân sôi nổi mời vào đại sảnh phụ lâu, tạm thời đứng ở trước bàn rượu dài, cầm ly rượu cười cười nói nói. Đoàn nhạc ngồi ở chính giữa sân khấu, vị tân khách diễn tấu khúc nhạc du dương. Sau đó nhân viên công tác chuyên cần, cùng đội công nhân xây dựng, còn có công nhân hậu cần, còn có bộ phận nhân viên tạp vụ trong yến hội, Cùng đứng một chỗ ở trong mưa, phụ giúp bày đặt khung sắt màu trắng chống ẩm dài theo đường, dọc theo chỗ ngồi kéo thật dài, đi phía trước, nhã tuệ đang bên cạnh cầm bộ đàm phân phó công nhân đưa đồ chống ẩm tới đây, vừa giúp nhân viên công tác cố gắng đứng ở trong mưa, phụ giúp khiên khung sắt đi lên phía trước. Sau đó nhân viên công tác khiêng mấy miếng mạn lụa nặng gần mấy trăm cân nặng đến, nhìn thấy mọi người đẩy ra ba hàng khung sắt, cố gắng giúp đỡ gắn mấy tấm vải trên khung sắt, chuyển động đi. Bên này nhân viên công tác nhanh chóng tiếp được rồi, móc ở trên đỉnh, đám người Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu đứng ở trong mưa, cố gắng hỗ trợ cài tốt rèm vải màu trắng. Bên này nhân viên công tác, cố hết sức mà phụ giúp gắn hết những đóa hoa xanh lên vải, sắp xếp chia làm hai bố trí ở yến hội, sau khi gắn điện, hoa đăng xoay tăng thêm cho cảnh đẹp, khác là khẽ đảo vòng. Thân thể người thiết kế ướt đẫm, ngồi xổm bên cạnh hoa đăng, cũng không để ý nước mưa chảy ròng trên trán mình chế tạo chốt mở điện nhanh chóng đẩy hoa đăng lại. Sau khi nhã tuệ đẩy xong khung sắt, đưa mắt nhìn về phía thủ tướng người đứng đầu buổi tiệc, trái phải hai bên được xếp thành ba hàng màu trắng, chỗ giữa đặt tất cả là hoa mẫu đơn xinh đẹp và trước dược, hoa cầu cũng ở thời điểm này, từng đê đê ôi một mà ở trên không trung rơi xuống, 12 hoa đăng tròn nhỏ, lúc này chậm chạp xoay tròn, các màu sắc khác nhau vô cùng đẹp mắt mà chiếu sáng tất cả bàn ăn màu trắng, đặt ở chính giữa ly thủy tinh và bộ đồ ăn màu bạc, vô cùng lãng mạn tuyệt vời. Cuối cùng một đám nhân viên công tác nghe theo phân phó đẩy bàn hoa mẫu đơn đặt thêm phía trên yến hội hình thành biển hoa mỹ lệ. Cẩn thận những chậu hoa mẫu đơn tất cả đều là mượn tới đấy. Cả người nhã tuệ ẩm ướt cầm bộ đàm khẩn trương mà nhìn đi tới gần nhân viên công tác lúc sách hoa mẫu đơn đi quá mau thiếu chút nữa ngã xuống cô vội vàng thở hổn hển suốt ruột mà phân phó yên tâm đi chấm than ngoặc kép. Tiểu Nhu vừa giúp đỡ Mạn Hồng xong, cùng đồng nghiệp trong nhà hàng đến giúp, cũng mồ hôi đầm đìa mà ôm chậu hoa, đi đến phía trên yến hội. 1, 2, 3, chấm than ngoặc kép, người thiết kế và nhân viên hậu cần, ngồi ở trên mui xe, cùng một chỗ cố gắng tạo ra những bọt biển lớn ở hai bên, từ bên trong khối băng chiết xạ ra ánh sáng phấn hồng xinh đẹp, đứng ở trong mưa, trông rất sống động. 10 tiểu thư tiếp tân, đang mặc sườn xám màu trắng cút xanh bên cạnh, trải búi tóc xinh đẹp, chia ra đứng ở hai bên hoa mẫu đơn bên cạnh, khuôn mặt thanh tao lịch sự mỉm cười. Nhã tuệ kéo váy thật dài, nhanh chóng đi đến chỗ cao yến hội, lại một lần nữa thận trọng mà nhìn hoa đăng, thấy 12 hoa đăng đang long trọng mà xoay tròn, không chút ảnh hưởng vì trời mưa, vẫn như cũng chiết xả ánh sáng óng ánh, trong lòng của cô lập tức kích động, đôi mắt liền đỏ bừng, nghẹn ngào mà cầm lấy bộ đàm, chân thành nói với tất cả đồng nghiệp, các vị đồng nghiệp. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện liên tiếp nhau, nhưng trải qua một buổi tối như vậy, khiến tôi thật sâu cảm thấy, đoàn kết chính là vinh quanh, quan trọng hơn bất cứ cái gì. Mọi người vất vả rồi, cảm ơn mọi người, chấm than ngoặc kép. Cô nói xong liền lấy tay ấn trước ngực, hướng về đồng nghiệp bận rộn tối nay, cúi đầu thật sâu. Mọi người mệt mỏi nhưng vẫn cảm xúc mỉm cười mà nhìn về phía cô, Trần Mạn Hồng và Đường Khả Hinh đang từ xa đi tới, vẻ mặt cũng kích động nhìn về phía cô ta. Nhã Tuệ Thu xếp lại suy nghĩ của mình, mới cầm lấy bộ đàm, kích động nói tiệc sẽ bắt đầu. Chấm than ngoặc kép, tất cả đơn vị chuẩn bị, tiệc sẽ bắt đầu, chấm than ngoặc kép, tất cả ngành quản lý nhận mệnh lệnh của nhã tuệ, trong nháy mắt cầm bộ đàm lên, phân phó tiệc sẽ bắt đầu. Chấm than ngoặc kép, bộ phận quản lý PA rốt cuộc nghe được tiệc sẽ bắt đầu, cô lập tức giống như mệt lả, nắm chặt bộ đàm, mệt mỏi nói tiệc sẽ bắt đầu. Lập tức dẫn tân khách vào đây, chấm than ngoặc kép. Vâng, nhiều tiểu thư tiếp tân mỉm cười lên tiếng, sau đó mới cất bước yêu nhã tập trung đứng ở trong đại sảnh, hai tay đặt nhẹ ở bên trái bụng, hơi gập người gật đầu chào hỏi, mới dịu dàng nói các vị khách nhân tôn quý, hoan nghênh đến khách sạn Á Châu, thật có lỗi các vị, bởi vì thời tiết nên yến hội lùi lại 10 phút, hiện tại nơi tổ chức yến hội tất cả đã chuẩn bị xong, mời khách nhân rời bước. Chúc các vị có buổi tiệc tối vui vẻ. Nhiều tân khách nghe vậy, lập tức tươi cười xoay người, dưới sự dẫn dắt của tiếp tân, Đi vào đại sảnh tiệc giống như biển hoa, nhìn thấy những thứ kia thay thế băng điêu, còn có ngọn đèn hoa đang xoay tròn, đến cuối cùng thấy biển hoa mẫu đơn ở chính giữa, đều sợ hãi thán phục, chợt cảm thấy tiệc tối lần này, nếu như ngắm hoa, lại có thể trong tâm tình sung sướng, nhấm nháp mỹ thực, thật sự là một chuyện vui lớn trong cuộc đời. Vẻ mặt tươi cười dịu dàng của tiểu thư tiếp tân vẫn như cũ, hơi giơ tay mời khách nhân ngồi vào vị trí. Phòng bếp cuối cùng nhận được tin trợ lý đầu bếp chạy đến tất cả phòng bếp, đè xuống đèn tín hiệu, nói tiệc sẽ bắt đầu. Chấm than ngoặc kép, chủ bếp nghe nói như thế, trong nháy máy đặt cái phếu có nhỏ trên khung xoay tròn, lưu loát đặt những miếng cá được thái mỏng lên cái phếu đang xoay, đặt những cánh hoa được cắt tỉa quanh cá, trong chốc lát, một đóa hoa mẫu đơn được bày ra. Trong nháy mắt trợ lý lập tức mở nắp canh súp, lập tức ngửi được hương vị món canh ngon nhất trên thế giới, đây là công thức bí mật của đầu bếp. Tránh ra, Chấm than ngoặc kép, chủ bếp nói vừa xong, liền bỏ cả cá sống và đậu phộng vào trong nồi súp, lại nhanh chóng vớt lên, cái đóa hoa mẫu đơn màu hồng phấn, trong nháy mắt biến thành hoa mẫu đơn màu trắng tươi trong suốt, nóng hỏi, chảy ra nhiều chất lỏng ngon ngọt. Trợ lý nhanh chóng bưng lấy khay đặt hoa mẫu đơn đi lên trước. Chủ bếp chính tay cầm cái phếu, hơi cắn răng, cánh tay chậm chạp dùng sức, cái đóa hoa mẫu đơn non mềm, giống như bay lên trên không trung, trượt thành một vòng hình cung cuối cùng chuẩn xác mà rơi vào trong mâm, một trợ lý khác nhanh chóng cầm giá lớn, múc nước nóng được đun sôi ở bên trong, múc giá canh xương cá trứng gà lên, dọc theo nước cá hoa mẫu đơn trong suốt đổ xuống, một mùi thơm xương cá, trộn lẫn mùi thơm hoa mẫu đơn, trong nháy mắt bay lên. Một trợ lý đầu bếp khác trong phòng bếp, nhanh chóng bưng lên, cua kết hoa, đặt ở trong mâm, đi ra phòng bếp, đưa đồ ăn cho nhân viên bên ngoài, bưng mân vàng ra, sau đó mới quay người, bước nhanh mà đi ra ngoài, chuẩn bị bưng thức ăn lên. Mọi người vào tiệc vô cùng náo nhiệt, nghe bên kia truyền đến, thủ tướng đã đến, trong nháy mắt một người ở cùng một chỗ nhiệt liệt đứng lên, tất cả đều kích động vỗ tay. Cũng không lâu lắm, cuối cùng thủ tướng và Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lõi, còn có trưởng cục cảnh sát, vốn là thị trưởng và nhiều quan lớn trong chính phủ cùng đi xuống, cất bước tới, đi qua những hoa đăng xoay tròn, nhìn về phía những khách quý và quỹ viên vì viện phúc lợi mà đến đây, khuôn mặt tươi cười vỗ tay chào đón nhìn bản thân, ông lộ ra dáng tươi cười có chút an ủi, cùng nhiều quan viên trong chính phủ đi tới chỗ yến tiệc. Theo thói quen bình thường của tổng giám đốc, lập tức tươi cười mà đứng ở phía sau chăm sóc, Tô Linh dựa vào ông nội ngồi xuống, Tô Thụy ở bên cạnh lui xuống phía dưới đi cùng quan viên, đi cùng Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. 12 cô gái đang mặc sườn xám màu hoa, đầu tiên bưng lấy khay màu vàng, càng như người trong bức họa chân thành mà đến một người cầm đầu đi trước một bước đến trước mặt thủ tướng, ngọt ngào vui vẻ, dịu dàng nói, mời thủ tướng uống nước trái cây đặc biệt trong yến hội đêm nay, kim ngọc mãn đường. Hai tay tổng giám đốc lập tức tiếp nhận khay màu vàng, đặt ở chính giữa bàn ăn, nhẹ kéo vải che ra. Một cơn gió lạnh thổi tới. Mọi người thấy bên trong khay 10 khối băng óng ánh, khí lạnh bay lên, lại có vẻ đặc biệt và mê người. Đây là Tô Linh và Tranh Hạo Nhiên có chút giống nhau vui vẻ khi thấy đồ ăn ngon, liền mỉm cười mà tò mò hỏi, bên trong kim ngọc mãn đường có chuyện xưa gì sao? Tổng giám đốc lập tức mỉm cười mà giới thiệu nói, những năm qua kinh quả để tổ chức yến hội, dù sao vẫn là trông thì ngon mà không dùng được, vì vậy đêm nay, chủ bếp chúng tôi liền đưa ra, bởi vì là yến hội từ thiện, cũng không thể quá khoa trương lãng phí, cho nên liền đã làm ra kim ngọc mãn đường, bên trong băng có quả táo bùn, thịt trái hạnh, dâu xanh, việt quất, quy trưng cá muối cùng vài miếng chanh vàng mà chế ra một kim ngọc mãn đường có hương vị đặc biệt. Mời thủ tướng và các vị nếm thử. Phải không, món ăn này cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua, cũng muốn nếm thử chút. Tô Linh mỉm cười nói. Tổng giám đốc lập tức gật đầu, sau đó mới tự mình lấy thìa, múc giúp thủ tướng một khỏa băng, bỏ vào trong chén của ông. Nhân viên bên cạnh ba người đi theo thủ tướng cũng lập tức tiến lên, giúp đám người Tô Linh, nhẹ múc một khỏa băng, bỏ vào trong bát của mọi người oi tô linh giống như có chút không thể chờ đợi được liền lấy thìa múc một viên băng cầu bỏ vào trong miệng nếm thử băng được bỏ vào trong miệng lập tức tan ra liền tản ra từng đợt mùi thơm đậm đặc của thịt quả trộn lẫn theo trứng cá tương và trứng muối hương vị vô cùng đặc biệt hẳn lên tâm tình cũng cảm thấy thoải mái khiến cô không hiểu sao lại nghĩ đến đêm trăng tròn cô mang theo chút kích động nhìn về phía mọi người hơi cười rộ lên nói món này đúng là đặc biệt trong buổi tối hôm nay hương vị độc đáo Khách sạn Á Châu quả nhiên là nơi có thành tựu kỳ tích. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa có nếm qua loại kinh quả này, mùi vị này có lẽ cả đời vẫn ở trong đầu rồi, thật ngon. Mọi người thoải mái mà nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cũng yên lòng nở nụ cười. Một câu nói của Tô Linh, như mở màn cho buổi tiệc từ thiện này, nhân viên bưng lên những món ăn của buổi tiệc hôm nay, những món ngon tinh xảo đa số quản lý và nhã tuệ nhân viên công tác và nhà thiết kế đứng sau hậu trường, thấy tân khác vui vẻ mà dùng cơm, bọn họ đều nặng nề thở dài một hơi, ngược lại, dựa vào là dựa vào, mệt chết đi được. Quản lý lưu, chấm than ngoặc kép. Trước khách sạn, bàn tiếp tân nhanh chóng truyền lời tới đây, nói chủ tịch Hàn của tập đoàn Hàn Thị và thiên kim đại tiểu thư Hàn gia 5 phút sau, sẽ đến nơi yến hội. Chấm than ngoặc kép, chương 870, nhắm vào. Nhã Tuệ cơ hồ mệt đến đứt hơi ngồi bệt trên sân cỏ phía trước tòa nhà phụ, nghe thấy phía trước có người thông báo, cô liền lập tức lấy bộ đàm ra, bật kênh nhanh chóng nói, Tổng Giám Đốc. Chủ tịch tập đoàn tài chính Hàn Thị và Thiên Kim Tiểu Thư 5 phút nữa sẽ tới khách sạn Á Châu. Hoác Minh nghe thấy lời nói truyền đến từ tai nghe, lập tức lặng lẽ mỉm cười đi tới trước mặt tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên, hơi cúi người xuống, nhỏ giọng nói, hai vị Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Hàn cùng Hy Văn Tiểu Thư chuẩn bị tới. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời ngẩng đầu, lộ ra một chút vui mừng, lặng lẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, mới mỉm cười chào thủ tướng, "Xin lỗi, thủ tướng, buổi tiệc từ thiện đêm nay, ngoài thủ tướng còn có một vị khách quý nữa, đó là chủ tịch công ty tài chính Hàn Thị, Hy Văn tiểu thư còn tham gia biểu diễn một vở kịch. Cho nên có khả năng chúng tôi phải rời đi một chút." A, à, thủ tướng nghe lời này, liền hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người mỉm cười gật đầu nói ta nghe nói chủ tịch Hàn là một người chăm chỉ làm từ thiện quanh năm, khó có được dịp đêm nay gặp mặt, đi đi. Vâng, hai người tưởng thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời hơi gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Tô Linh ngồi trên ghế ăn cơm, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía biển hoa mẫu đơn trước mặt, còn có những cánh hoa xanh biếc xoay xung quanh. Lúc này 12 vũ công đã chuẩn bị xong, đặt mình giữa những cánh hoa xoay tròn. Cô lập tức để ý tới ý nghĩa trong đó, mỉm cười gật đầu nói buổi yến tiệc này không hổ danh là bách hoa yến không khí tao nhã hoa mẫu đơn khuynh nước khuynh thành xinh đẹp vô cùng mỗi bông hoa này nhìn vào đều có ý nghĩa của nó tô thủy kỳ nghe lời này liền mỉm cười nhìn về phía chị nói chị chị nói như vậy em có thể hiểu là ý nghĩa tại nơi này ý nghĩa ở trong linh hồn mỗi bông hoa tô linh mỉm cười liếc mắt nhìn em trai một cái mới nhìn về phía mấy vũ công bên kia đang xoay tròn trên không xung quanh những ngọn đèn ung dung tự tại nhìn vào vừa tao nhã vừa man rượu nhẹ phẩy ống tay áo dáng múa tự nhiên phóng khoáng cô mỉm cười nói những bông hoa sở dĩ có thể duyên dáng xinh đẹp là ở hình dáng và âm thanh hình dáng để con người có thể thưởng thức còn âm thanh tác động đến ý thức của con người một bó hoa đẹp mê người làm cho con người ta nhìn vào cảm thấy vui vẻ và thoải mái có thể suy nghĩ về những điều tốt đẹp đây chính là linh hồn mỗi bông hoa đã phát huy tác dụng. Tối nay chúng ta có thể thấy một biển hoa, còn cho chúng ta thưởng thức một màn múa như những linh hồn ẩn núp giữa những cánh hoa, thật là làm cho người ta cảm động rất nhiều. Nghĩ xem người phụ trách tổ chức yến hội tối nay, chị muốn biết ý tưởng này cô ấy làm sao mà nghĩ ra được. Tổng giám đốc nghe lời này, lập tức mỉm cười tôn kính nói, người phụ trách yến tiệc bách hoa tối nay là quản lý bộ phận yến tiệc lưu nhã tuệ, cô ấy vừa mới nhậm chức. Tính tình vô cùng dịu dàng và hiểu rõ lòng người, rất quan tâm đến nhân viên, thành tích luôn dẫn đầu, là nhân tài hiếm có của khách sạn chúng tôi." Tô Linh nghe lời này, lập tức bộc lộ mấy phần hứng thú, hài lòng cười nói, "Tôi có thể gặp người quản lý này một chút không?" "Xin chờ một chút." Hoắc Minh mỉm cười xoay người, đi về phía sau nơi tổ chức yến tiệc, chưa cần nói lời nào, Nhã tuệ đã thay một chiếc váy ren dài màu trắng cúp ngực, tóc búi cao trông lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, khẽ nâng làn váy mỉm cười đi theo tổng giám đốc tới trước mặt Tô Linh, tôn kính gọi Tô Tiểu Thư. Tô Thủy Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Nhã Tuệ, không khỏi bộc lộ vui mừng, mỉm cười gọi Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng tôn kính nhìn về phía Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu, kêu nhỏ Tô Thiếu ra. Hai người quen nhau, Tô Linh quay đầu nhìn về phía em trai, vui mừng cười hỏi. Cô ấy là chị em tốt nhất của Khả Hinh, Tô Thủy Kỳ cười nói. À, Tô Linh không kìm được lòng ngẩng đầu, Nhìn về phía nhã tuệ dung mạo xinh đẹp động lòng người, lộ ra sự thuần khiết cùng ôn nhu, khí chất phi phàm, cô vô cùng tán thưởng cười hỏi, không nghĩ đến nhân tài của khách sạn Á Châu Đông đúc như vậy, cô còn trẻ như vậy đã làm quản lý, lại có thể phụ trách một buổi yến tiệc lớn như vậy. Kỳ thực yến tiệc có thành công hay không không phải ở việc có quy mô lớn, mà ở nội dung có đặc sắc, chủ đề sáng tạo hay không. Hai điểm này cô đều làm được, nhất là truyền đạt linh hồn từ những bông hoa làm chúng ta lĩnh hội được rất nhiều điều, chuyên tâm hưởng thụ. Nhã tuệ lập tức mỉm cười gật đầu, mềm giọng nói cảm ơn tô tiểu thư khen ngợi, nhưng chủ đề bách hoa của yến tiệc tối nay cũng không phải một mình tôi có thể nghĩ ra được, đó là sự nỗ lực của toàn thể đồng nghiệp của khách sạn Á Châu, hy vọng ở trong buổi tiệc này tô tiểu thư có thể thư giãn thưởng thức. Chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực, dụng tâm phục vụ. Được, tô linh mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, khả hình đâu. Làm sao lại không thấy? Tô Thủy Kỳ nhìn xung quanh hội trường một lượt, biết cô là người quản lý rượu trong đêm nay, nhất định sẽ tới. Cô ấy đang bận rộn ở phía sau, đoán rằng một lúc nữa sẽ thay trang phục đi ra. Nhã Tuệ mỉm cười nói: "Um, Tô Thủy Kỳ nghe lời này, không nhịn được quay đầu nhìn về phía tòa nhà phụ bên cạnh. Quản lý Lưu, tới đây ngồi đi." Trần Tuấn Nam cùng một số phó tổng, còn có mấy vị lãnh đạo cấp cao của khách sạn Á Châu bên cạnh anh vẫn còn một vị trí. Được, nhã tuệ lộ ra mấy phần ngượng ngùng nhẹ nâng làn váy, cất bước đi tới chỗ ngồi bên cạnh Trần Tuấn Nam, cẩn thận ngồi xuống. Trần Tuấn Nam phát hiện trên trán của cô, chảy ra mấy giọt mồ hôi, lập tức cầm lên một chiếc khăn tay thoảng mùi hoa oải hương, cẩn thận đưa cho cô. Cảm ơn, nhã tuệ mỉm cười nhận khăn tay, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ môi trên trán chảy xuống. Gương mặt nhã tuệ hơi đỏ lên. Trần Tuấn Nam cứ như vậy im lặng mỉm cười nhìn cô. Trên một chiếc bàn khác, Lâm Sở Nhai vẫn dõi theo Nhã Tuệ từ lúc cô bước ra, giật mình thở dài thấy cô đã thay một chiếc váy ren dài màu trắng cúp ngực, vô cùng xinh đẹp, ai ngờ cô cũng không có liếc mắt nhìn mình một cái, liền bước tới chiếc bàn kia, thậm chí cái tên Trần Tuấn Nam kia còn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ái muội, mà đúng ra chính là nhìn chằm chằm, anh đập bàn đến bộp một tiếng, trực tiếp nói, "Lão tử không muốn ăn nữa." Chấm than ngoặc kép Tô Lạc Hoành đang ăn món sashimi, ăn rất hăng say, nghe thấy bộp một tiếng, liền kỳ quái hỏi, lại có chuyện gì vậy? Cô ấy thật sự không hề để tôi vào mắt, Lâm Sở Nhai tức giận nhìn về phía trước nói. Tào Anh Kiệt cùng Tô Lạc Hoành nghe lời này, nhất thời kỳ quái ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ, cũng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Nhã Tuệ đang cùng Trần Tuấn Nam trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn xấu hổ cúi đầu mặt ửng đỏ, Trần Tuấn Nam thì nhìn Nhã Tuệ bằng ánh mắt đầy tình ý, mỉm cười. Ôi, Tô Lạc Hoành cảm thấy chuyện này thật thú vị, nhịn không được cười rộ lên nói, Trần Tuấn Nam này người duy nhất có phần sinh động trong mấy vị phó tổng lạnh lùng của tổng giám đốc Tưởng. Không giống cái tên Thẩm Quân Dụ kia, tôi vừa nhìn thấy anh ta đã nghĩ ngay đến Hạo Nhiên ở tòa thành nước Anh nuôi dưỡng một con chó to béo. Nhìn thế nào cũng thấy buồn nôn. Có lần tôi và Mạc Hàn ở trong thang máy, tôi đứng phía trước, thiếu chút nữa còn bị lạnh chết. Có thể nói đến chuyện khác hay không? tự nhiên lại nói đến thẩm quân dụ làm gì. Hiện tại cái tên Trần Tuấn Nam kia đang có chủ ý lên người phụ nữ của tôi. Chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai tức giận nói. Ý của cậu là, Tô Lạc Hoành mặc dù không muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng vẫn nhịn không được cười rộ lên, nhìn lâm sở nhai nói, những người khác thì không nói làm gì. Thế nhưng Trần Tuấn Nam này ở trong khách sạn Á Châu là một người có khí chất, không ít phụ nữ theo đuổi hắn. Thế nhưng người này rất chứng chạc đàng hoàng, lại hài hước chập, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt chịu không nổi gấp một phần sashimi, bỏ vào trong miệng nhai mấy cái, mới nói thời gian lão tử bị lưu đầy, chịu không ít cơn giận của hắn đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm sở nhai lập tức nhìn về phía bọn họ hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ? Chỉ ăn một bữa cơm, cậu liền khẩn trương như vậy. Tô Lạc Hoành nhịn không được cười nói. Phi, ăn một bữa cơm, mà hắn ta cứ như thế ái muội nhìn lão bà của tôi lâm sở nhai khẩn trương nói hắn ta hoàn toàn không đem tôi để vào mắt chấm than ngoặc kép được tất cả mọi người ai cũng biết nhã tuệ là lão bà của cậu chỉ ăn có một bữa cơm cậu khẩn trương cái gì quản lý lưu là ai cậu không thể không biết tô lạc hoành nhíu mày nhìn về phía lâm sở nhai nhịn không được cười nói hiện tại lâm sở nhai không nghe vào bất kỳ lời nói nào chỉ thật khẩn trương nhìn về phía trước lúc này sau khi nói chuyện với trần tuấn nam được một lúc Nhã Tuệ cũng nhìn qua đây, liếc mắt thấy Lâm Sở Nhai ngồi đó, liền coi như không có việc gì, lại quay đầu, mỉm cười tiếp tục nói chuyện cùng Trần Tuấn Nam. Trái tim như bị người ta đâm một nhát. Lâm Sở Nhai triệt để bị thương, lục phủ ngũ tạng cùng nhau mở tung nhìn về phía Nhã Tuệ, thương tâm tức giận khẽ gọi, lưu. Nhã, Tuệ. Đêm khuya, có mưa, gió có chút lạnh. Hơn 10 cỗ xe con màu đen, đi sau một chiếc xe con Rolls Royce màu bạc chậm rãi đi đến, cuối cùng dừng trước thảm đỏ. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên đồng thời mỉm cười cất bước tiến lên, lấy thân phận chủ nhân buổi tiệc, đứng trước thảm đỏ, vẻ mặt nghiêm túc lễ độ nhìn về phía bóng tối bên trong kính xe, tưởng tượng ra được chủ tịch Hàn đang ngồi bên trong, là một nhân vật lớn, tại thị trường bất động sản Trung Quốc, tạo ra sự nghiệp huy hoàng, rực rỡ, đến nay vẫn làm cho các hậu bối bàn luận say xưa. 15 chiếc xe màu đen cũng dừng lại, nhân viên nhanh chóng mở cửa xe. Mười mấy người bảo vệ mặc trang phục màu đen, mang tai nghe, nghiêm túc bảo vệ từ bốn phía, Anna nhanh chóng đi tới trước cửa xe Rolls-Royce, vô cùng tôn kính lễ phép mở cửa xe, mỉm cười khom người kêu nhỏ: "Chủ tịch, tiểu thư." "Um," một âm thanh nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra. Không bao lâu sau, từ bên trong một người đàn ông trung niên khoảng tầm qua tuổi 50 bước xuống, mặc một bộ Âu phục màu đen, cả người nghiêm nghị phong độ như một vị vương, toát ra khí thế không thể phá vỡ chậm rãi đón những làn gió biển thật lớn bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng khó đoán, hơi nghiêng mặt qua, đôi mắt sáng ngời nhìn trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi, mang theo thần thái cao quý bước về phía mình. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên nhanh chóng tiến lên, mỉm cười nhìn về phía hàn trí trung tôn kính gọi, chủ tịch hàn, hoan nghênh ngài tới khách sạn Á Châu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, hàn chí trung chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía bọn họ, đôi mắt sáng ngời bỗng trở nên thâm thúy, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Anna bước đến một cửa khác của xe, mở cửa nghênh đón tiểu thư Hy Văn, mỉm cười nói tiểu thư, mời cô. Tối nay Hy Văn khoác chiếc áo vét nhỏ màu trắng do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế riêng cho cô. Bên trong mặc một chiếc váy dài màu đen bóng, chân đi đôi giày la mã màu đen, tóc được búi lên cao, trên chắn quấn một chiếc mũ dạ nhỏ màu bạc, trang điểm vô cùng đáng yêu, khẽ nhếch khóe môi nhìn về phía mọi người trong bóng tối một khẩu súng trường, trong nháy mắt nhắm ngay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Văn, tập trung nhìn. Audio điện tử võ tấn bền chương 871, bọt rượu Mười ngón tay trên bàn phím thần tốc gõ Hai mắt Mỹ Linh nhìn chầm chầm vào hình ảnh camera trên màn hình máy tính, hai ngón tay tiếp tục hoạt động, nhanh chóng nói, Chủ tịch Hàn và Hy Văn Tiểu Thư đã tới khách sạn Á Châu, các đơn vị chuẩn bị. Chấm than ngoặc kép, Người áo đen trên tầng cao nhất nghe từ tai truyền đến, trong nháy mắt mở ra cái hộp màu đen, bên trong là những viên thuốc nổ côn trùng lấp lánh giống như một loại máy trong suốt. Mỹ Linh cấp tốc khởi động thuốc nổ côn trùng bay trên không, ánh đèn camera giám sát thuốc nổ côn trùng mở ra, ấn mạnh Enter. Trong mưa nhẹ nhàng, gần cả trăm loại côn trùng lấp lánh chậm rãi từ trong bóng tối vỗ cánh, bay về phía khoảng không trên sân cỏ của phòng tiệc. Quyền thanh trống trên mặt bàn máy vi tính, Khẩn Trương nhìn về phía trong camera đàn côn trùng đang bay lên, lập tức gọi Thanh Bình. "Khởi động hệ thống giải mã, tránh hệ thống theo dõi của chính phủ." "Vâng." Thanh Bình lập tức vẻ mặt ngưng lại, hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, nhìn số liệu trên màn hình máy tính, bắt đầu trình tự giải mã. Phía sau khách sạn Á Châu, các chuyên viên chính phủ đang trong phòng làm việc, mặc cảnh phục màu đen, nét mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc, hai tay hoạt động trên bàn phím. Khởi động vệ tinh quét qua hệ thống, đem toàn bộ quá trình diễn ra bữa tiệc xem xét lại, xem xét những hình ảnh có liên quan đến tuyến ngoài của quá trình bắn súng trường. Hệ thống truyền tin vệ tinh khác, còn có các camera giám sát, vừa nhìn lướt qua vừa số liệu tiếng vang, nói tất cả đều bình thường. Thanh Bình không ngừng di chuyển ngón tay, để cho đám côn trùng phá bỏ phần mềm theo dõi của chính phủ, thế nhưng phát hiện ra, phần mềm của bọn họ tầng tầng lớp lớp, mật mã được giải hết tầng này lại đến một tầng khác, vẫn không thể nào phá được hai mắt cô nhanh chóng lóe ra, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt lan xuống. Còn không được sao, Uyển Thanh chống trên mặt bàn, nhìn về phía cô khẩn trương hỏi. Mỹ Linh ở bên cạnh camera nhìn thấy tưởng thiên lỗi, Trang Hạo Nhiên, Chủ tịch Hàn và Hy Văn Tiểu Thư đã ngồi lên xe chuyên dụng của khách sạn, cô nhanh chóng căn dặn, nhanh lên. Thời gian sắp hết rồi. Thanh Bình thở hổn hển một hơi, ngón tay lại nhanh chóng hoạt động, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Phòng làm việc chính phủ Sau khi lập trình viên máy tính cấp cao nhanh chóng bẻ khóa của một mật mã khóa tự động, trong nháy mắt lại nhập vào một thứ tự mật mã mới. Thanh Bình thở hổn hển một hơi, tức khắc ngừng tay, mặt đầy mồ hôi ngừng đầu, nhìn về phía Uyển Thanh khẩn trương nói, không có cách nào cả. Phần mềm theo dõi của bọn họ vốn cứ sau 5 phút, tự động bẻ khóa. Đem người ta đùa giỡn xoay vòng, chúng ta còn tưởng rằng chính mình đã giải mã được, thế nhưng ai ngờ chính là bọn họ tự động bẻ khóa, nếu như chúng ta theo thứ tự đi vào, sẽ rơi ngay vào phần mềm kiểm soát, lập tức có thể tra ra địa chỉ IP của chúng ta. Chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Uyển Thanh kinh ngạc nhìn cô, hai mắt mãnh liệt lưu chuyển, tức khắc cầm di động lên, bấm số điện thoại của Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đang ở một nơi khác, chỉ huy trận địa phía sau, mọi người trong bóng đêm cầm súng lục sẵn sàng đón quân địch, từ màn hình camera thấy được nhân viên làm việc bên phe mình đang nhanh chóng bưng điểm tâm, hướng về hiện trường tiệc đi vào, xung quanh sàn khiêu vũ với những đồ sứ men xanh, đều là thuộc hạ của mình, hai mắt anh cường liệt chớp lóe, chăm chú nhìn tình hình, thật lâu không rời, luôn có dự cảm, sẽ xảy ra chuyện. Di động lúc này vang lên. Alo, lãnh mặc hàn nhanh chóng nhận điện thoại. Uyển Thanh nhanh chóng nói với anh tình hình bên này. Hai mắt lãnh mặc hàn lưu chuyển, cầm chặt di động thử ra một lúc lâu, rốt cuộc mới chậm rãi nói, tôi biết. Chờ tôi 2 phút. Hiện trường bữa tiệc. Tô Lạc Hoành đang nhìn một loại gan ngỗng được chế biến, tách ra vài phần, đặt trước rượu băng, xung quanh bài trí vài đóa hoa violet. Anh không thể chờ đợi được muốn cầm dao dĩa, chọc gan ngỗng lên, ai ngờ di động trong túi Âu phục vang lên. Anh liền khó hiểu lấy điện thoại di rộng ra, nhấn nút nhận cuộc gọi, trả lời, alo. Lời lãnh mặc hàn yếu ớt truyền đến. Tô Lạc Hoành ban đầu còn có chút đùa giỡn trên gương mặt, từ từ thu lại, một lúc sau mới cười rộ lên nói bảo bối xem ra anh nhớ tôi rồi chờ a à. anh nói xong liền cùng lâm sở nhai nháy mắt ra hiệu sau đó liền đứng lên nhanh chóng đi ra phía sau tiệc bước qua bụi hoa mẫu đơn liếc mắt nhìn ngụy hoa một cái mới đi nhanh về phía trước tiếng gõ cửa vang lên uyển thanh nhanh chóng mở cửa nhìn thấy tô lạc hoành thở hổn hển một hơi mới nói anh rốt cuộc cũng đã tới chúng tôi không phá giải được mật mã của chính phủ vào không được máy chủ theo dõi. Khi Văn tiểu thư sắp đến rồi. Tránh ra, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành nhanh chóng lại gần phía trước máy vi tính, đầu tiên đưa mắt liếc nhìn phần mềm theo dõi của chính phủ một cái, di chuyển ngón tay, mới nói, đồ ngốc, muốn giải mã có rất nhiều phương pháp, nếu như gặp loại trong thời gian ngắn có thể tự động giải mã, nhất định phải theo phần mềm đã giải mã, hướng lên. Theo phần mềm giải mã hướng lên, Thanh Bình không thể tin nổi nhìn về phía anh, nói, vì sao? Tô Lạc Hoành nhanh chóng hoạt động ngón tay, vừa hoạt động vừa chăm chú nhìn số liệu trên màn hình máy tính, đang từng đợt phân giải, mới chậm rãi nói, "Cô hồi bé chưa từng học qua đề tài ứng dụng sao?" Phía trước không có đường nhưng lúc đi, sẽ từ những phân giải phía dưới mà đi lên, trình tự giải mã của bọn họ đều giấu trong phần mềm giải mật mã, như vậy sẽ không ai có thể chú ý. Anh nói xong, ngón tay lại nhanh chóng hoạt động, cuối cùng nhìn thấy phần mềm có một chỗ hở. Mỹ Linh cùng Uyển Thanh còn có Thanh Bình cùng Khẩn Trương nhìn, đều biết chỗ hở này là then chốt, nếu như qua được không có chuyện gì, không qua được sẽ kinh động đến người trong văn phòng chính phủ, bất lợi cho hành động trước mắt. Hai tròng mắt Tô Lạc hoành cứng lại, hai tay nhanh chóng hoạt động, không ngừng nhập vào các ký tự giải mã, trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, cuối cùng nhìn thấy trạm kiểm soát đã được phá bỏ, anh ngừng thở, cuối cùng nhận enter qua cửa. Leng keng leng keng ding, cuối cùng mật mã phần mềm lập tức hình thành một mũi tên màu hồng giữa mạng lưới Internet minh mông này bay về phía trước, rốt cuộc theo pass, bốn chữ tiếng Anh lớn thuận lợi vượt qua cửa. Bốn người khẩn trương nhìn màn hình máy vi tính, đang đợi tin tức từ bên kia phòng làm việc chính phủ. Nhân viên chuyên môn của chính phủ, nhanh chóng di chuyển ngón tay, vẫn không ngừng sáng tạo các loại mật mã, phục chế lại thứ tự vốn có, nhìn máy phân tích hình ảnh hệ thống vệ tinh, quét qua toàn bộ hiện trường tiệc, cùng với tình huống trong phạm vi ba dặm, không bao lâu sau, liền nói tất cả đều bình thường chấm than ngoặc kép mấy người tô lạc hoành đều thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lạnh trên trán cười mau khởi động đám côn trùng chấm than ngoặc kép uyển thanh lại nhanh chóng đi về phía trước vâng chấm than ngoặc kép mỹ linh nhanh chóng ngồi trước máy vi tính di chuyển ngón tay trên bàn phím không ngừng gõ lại khởi động thuốc nổ côn trùng cùng với phần mềm theo dõi lại khẩn trương quan sát tình hình cụ thể của đám côn trùng cầu thang mưa lạnh nhẹ nhàng bay Gần một ngàn con côn trùng trên không trung cầu thang, giống như con chim xanh, vỗ nhẹ đôi cánh, cuối cùng nhận được mệnh lệnh cuối, mở ra một chút ánh sáng nhỏ ở đuôi, tránh khỏi hệ thống theo dõi của chính phủ, bay về phía trước, có một vài con đậu phía trên hội trường tiệc, có vài con lại đậu trên không trung, trong bóng đêm không thể nào thấy được. Thanh Bình lại nhanh chóng khởi động thuốc nổ côn trùng sẵn sàng để kích nổ, mới nhanh chóng nói, đã khởi động thuốc nổ côn trùng, chỉ cần trong bữa tiệc, ai dám nổ súng làm bị thương thủ tướng, cùng các khách mời, chúng ta lập tức có thể cho kích nổ. Nổ chết hắn, chấm than ngoặc kép. Uyển Thanh gõ đầu cô, mới đưa hai tay chống trước màn hình máy tính, nhíu mày nói, tôi thực sự. Tôi thực sự, tuyệt đối không tin, toàn bộ thiên la địa võng chúng ta bày ra như vậy, vệ sĩ Hàn ra lại được xưng là quỷ đoạt mệnh. Bọn họ đêm nay rốt cuộc có thể làm chuyện gì? Tô Lạc Hoành cũng nhíu mày đứng một bên, nhìn về phía màn hình máy vi tính, quan sát tình hình trong hội trường bữa tiệc, trong tiệc, có vệ sĩ thân cận của thủ tướng, canh giữ cách đó không xa, đứng cùng một chỗ, là hai cháu nội của mình. Còn có thị trường thân cận với mình, cùng với cục trưởng cục cảnh sát, sau đó chính là tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên, nhân viên phục vụ bước qua sân khấu tiệc, đưa đến thực đơn, tất cả đều là tổng quản lý tự tay bưng đến bàn, trước khi tiến vào, nhân viên đã thử món ăn, chịu sự tiến hành giám sát chặt chẽ của đặc công. Theo lý không ai có thể tiếp cận làm tổn thương khách mời. Bên ngoài lại có đặc công cùng vệ sĩ canh phòng cẩn mật, trên không đã có chính phủ và lập trình viên của phe mình quan sát theo dõi, bọn họ có thể từ nơi nào mà ra tay. Anh vẫn không tin. Một chiếc xe chuyên dụng màu đen của khách sạn, giữa trời mưa phùn, chậm rãi chạy đến, cuối cùng dừng trước sảnh tiệc, các nhân viên chuyển thức ăn đang nhanh chóng bưng một loạt các món ốc được chế biến đi vào tiệc rượu, tổng quản lý nhẹ nhàng phong độ nhận lấy món ăn thứ nhất, thật cẩn thận bày giữa bàn tiệc, nhẹ hé mở nắp đậy lập tức nhìn thấy đĩa sứ trắng sau khi tiếp xúc với không khí, liền bốc cháy lên ngọn lửa xanh lam, đem vỏ ngoài món ốc đồng đã được sơ chế nhanh chóng cháy lên, lại đem vỏ ốc bên cạnh dùng nấm phơi xương lạnh tạo thành một đám màu xanh. Nhanh chóng tan chảy, nấm phơi xương kia cùng với chín thứ thịt chế biến thành món ăn, bao gồm thịt cừu sống, thịt trâu sống, thịt chó sống, thịt gà sống, còn có chân giò hun khói kim hoa nóng, hương vị thơm ngon được không gì so sánh được. Lúc tiếng từ tư vang lên từ giữa đĩa, nấm phơi xương kia từ từ tan chảy ra, tràn vào bên trong vỏ ốc, tỏa ra mùi hương nồng đậm của thịt ốc. Tô Linh thực sự hết sức ngạc nhiên nhìn về phía món ốc này, bộc lộ sự xúc động cười nói, tôi nghĩ muốn một chai rượt băng hồ điệp của trang trại rượu bác dịch. Chấm than ngoặc kép, phó quản lý đứng một bên, nghe thấy lời Tô Linh, tức khắc cầm bộ đàm lên, truyền lời đến phòng rượu, nói, dâng rượu bọt lên cho các khách mời. Lời vừa nói xong, tưởng thiên lối cùng trang hạo nhiên, còn có hàn chí chung cùng ghi văn đã xuất hiện giữa tiệc rượu. Tổng quản đường, tiến hành chuyển rượu băng hồ điệp của trang trại bác dịch lên cho các vị khách mời. Chấm than ngoặc kép, phó quản lý lại nhanh chóng nêu lên. Vâng, chấm than ngoặc kép, bộ đàm truyền đến lời đáp ngắn gọn. Đường khả hình cầm bộ đàm, ngẩng đầu nhìn về phía 12 chuyên gia hầu rượu, mỉm cười nói, lập tức đưa lên loại rượu băng hồ điệp của trang trại bác dịch. Chấm than ngoặc kép. Một chai oxy hóa trì, từ từ rơi xuống, bác dịch mặc âu phục màu đen, dưới ánh đèn bàn, nhìn chai thủy tinh trống rỗng kia, hai tròng mắt thâm thúy lại lóe lên ánh nhìn nóng cháy. chương 872, lời vàng ý ngọc. Trong phòng tiệc, một chiếc bàn dài màu trắng, để 12 thùng đá, xung quanh mỗi thùng đá thắp các cây nến nhỏ màu trắng. Đường khả hình lo lắng theo dõi, nhìn động tác của 12 nhân viên phục vụ rượu, một lúc sau mới cầm bộ đàm lên, ra lệnh, khui rượu. Chấm than ngoặc kép, 12 nhân viên phục vụ rượu nghe thấy lệnh, lập tức lộ vẻ chuyên nghiệp mỉm cười, quay người bước tới bàn, cầm chai rượu Băng Hồ Điệp của bác dịch lên, nhẹ nhàng, nhanh chóng dùng khăn lau sạch những giọt nước bám ở chai. Sau đó cùng nhau đem Băng Hồ Điệp đặt lên trước mặt bàn có trải khăn màu trắng, tay trái nắm chặt phía dưới, tay phải nhanh chóng xé miếng giấy bạc, rồi tháo vòng sắt bao quanh miệng chai, ngón tay cái bên trái ấn chặt nắp, tay phải bắt đầu khéo léo xoay tròn thân chai, lát sau, nghe thấy tiếng "bá" vang lên một làn khói nhẹ bay ra. Một mùi hương hoa ngọt ngào thoát ra, tỏa khắp phòng tiệc. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. 12 nhân viên phục vụ rượu mỉm cười tay cầm chai rượu, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, xác định chính xác thời gian, trước mặt quan khách, rót ra ly, đầu tiên nhìn thấy màu vàng đậm của dịch rượu, sau đó từ từ nếm thử. Đường khả hình có phần khẩn trương nhìn vào màn hình ở phía trong sân khấu xem nhân viên phục vụ rượu. Sau khi nếm thử, 12 nhân viên phục vụ rượu gật đầu, mỉm cười. Đường khả hình thở vào nhẹ nhóm, sau đó cầm bộ đàm lên nói, đưa rượu lên. Chấm than ngoặc kép. Nhân viên tạp vụ lập tức đẩy xe thức ăn, đẩy thùng rượu, kim hồ điệp, đi vào, đầu tiên đi tới trước bàn thủ tướng. Nhân viên phục vụ rượu mỉm cười đi theo tới, đeo găng tay màu trắng, nắm thân chai, động tác hết sức yêu nhã, thuần thuộc rót vào ly của tô linh, tôn kính mà lễ phép cười nói, tô tiểu thư mời thưởng thức. Tô Linh vừa ăn xong một viên thịt ốc, lúc này dơ ly lên đưa tới bên môi nếm một chút, lập tức cảm giác mùi hương hoa ngọt ngào lan tỏa trong miệng, giống như trăm hoa nở vào mùa xuân quyến rũ, xinh đẹp và mờ ảo, sau đó nhận ra vị ngọt rất đặc biệt ở đầu lưỡi, lập tức mỉm cười, tâm tình trở lên thoải mái, dễ chịu. Cô bật cười nói, kỳ thực rượu cùng hoa rất giống nhau, hoa đẹp làm lòng người vui vẻ, rượu ngon tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, giống như trăm hoa đua nở vào mùa xuân, bươm bướm bay lượn qua làn khói xanh mở ảo ven hồ, tương lai không cần biết như thế nào hiện tại chỉ cảm thấy thế giới thật là tuyệt vời, rất lãng mạn, cảm giác này thật không mấy khi gặp. Mấy năm gần đây tôi nếm thử không ít loại rượu, mùi vị đều rất ngon nhưng đối với rượu, kim hồ điệp, này thật sự không sánh được, có hương vị hiện đại nhưng cũng có hương vị rất truyền thống, hai hương vị này cùng một chỗ kết hợp với nhau rất hoàn mỹ. Tôi nhất thời đối với sự nghiệp rượu đỏ của Trung Quốc chúng ta có thêm lòng tin. Thủ tướng Tôn nghe thấy những lời này của cháu gái, liền có vài phần hứng thú cười nói, nghe nói bác Dịch là người Trung Quốc duy nhất đạt huy chương vàng trong ngành công nghiệp rượu đỏ của thế giới, sau này nếu có điều kiện, ta muốn gặp người thanh niên này. Tổng giám đốc nghe lời này, tức khắc hơi khom người mỉm cười nói, thủ tướng, bác Dịch tiên sinh sẽ tham dự bữa tiệc rượu nho nhỏ sau đó. Được, thủ tướng Tôn mỉm cười gật đầu. Tô Thủy Kỳ nghe chỉ ca ngợi hương vị rượu này, bản thân cũng tò mò liền kêu nhân viên phục vụ rượu rót cho một ly, sơ lên ngửi ngửi, sau đó nếm thử một chút, chợt cảm thấy hương vị tinh tế, ngọt ngào mê người. Anh không thể không mỉm cười gật đầu, và không khỏi nhớ tới đường khả hình. Không biết cô hiện nay ở đâu. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Hàn Chí Trung và Hy Văn mỉm cười chào hỏi, sau đó theo tấm thảm màu trắng, đi vào bữa tiệc đến bàn của Thủ tướng Tôn Kính mỉm cười chào hỏi, Thủ tướng Tôn. Thủ tướng chậm chạp ngẩng đầu, thấy người đứng đầu tập đoàn bất động sản khổng lồ Hàn Thị là Hàn Chí Trung, tuổi đã già nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, ánh mắt sáng ngời. Thời gian trước từng đến thăm trụ sở của Hàn Thị, hết sức huy hoàng, bất động sản có mặt ở khắp nơi, đứng đầu cả nước, chỉ là khi đó ông không gặp được người này, ông mỉm cười, còn muốn đứng lên. Tô Linh lập tức lấy hai tay đỡ ông nội, cũng mỉm cười đứng lên. Hàn Chí Trung nhìn thấy thủ tướng lịch sử như vậy, ông lại tôn kính gật đầu, mỉm cười hỏi thăm, thủ tướng tôn, xin lỗi tôi đến nơi muộn tối nay đột ngột mưa cho nên đường bị kẹt thủ tướng nghe thấy vậy rất khoan dung ôm lấy ông cười nói trời mưa như vậy mà vẫn lặn lội qua đây ủng hộ bữa tiệc từ thiện này đây chính là may mắn lớn của nước ta hàn trí trung mỉm cười Khi văn cũng lập tức ngẩng đầu lên một cô gái nhỏ thanh lịch tự tin mỉm cười chào thủ tướng tôn con kêu hi văn thanh âm này vừa nói ra toàn bộ mọi người trong bàn tiệc kinh ngạc nhìn về phía cô bé nhất là Tô Linh, lộ vẻ vui mừng cười nhìn Hy Văn, nói: "Nghe nói Thiên Kim tiểu thư của Tổng giám đốc Hàn, từng có nhiều năm sống cùng Tổng thống Pháp, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, khí chất thông minh, mọi người đang mong chờ một thiếu nữ tài năng đây. Bây giờ nhìn thấy, tin đồn quả nhiên rất đúng, thật là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu." Hy Văn hướng mặt về phía Tô Linh, mỉm cười nhìn. Ngay lập tức thủ tướng cũng rất thích tiểu bảo bối Hy Văn đáng yêu này, vẫy tay cười nói: "Qua đây." ngồi ở giữa thủ tướng Tôn và ông nội con, có sợ không? Không sợ, có thể ở bên cạnh thủ tướng và ông nội là do con có phước lớn, ông nội con và cha con cũng rất vinh hạnh. Khi Văn Tươi cười nói, ha ha ha, thủ tướng Tôn nghe lời này, không khỏi phì cười, véo nhẹ vào mặt cô bé, sau đó cười nói, còn nhỏ tuổi như vậy, rất tự tin, xem ra Tổng thống Pháp và cha con giáo dục rất tốt. Nghe nói diễn viên của chúng ta cũng dạy bảo con rất cẩn thận. Thi văn tựa vào người thủ tướng, mỉm cười ngồi xuống, đem túi sách nhỏ nhẹ đặt trên đầu gối, mới nói, mẹ con thường nói, cuộc sống của người nghệ sĩ đều là cống hiến sân khấu, con và cả gia đình nhất định sẽ toàn tâm ủng hộ sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của mẹ, cho nên thỉnh thoảng cũng bị mẹ bỏ bê nhưng con không giống như cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích lớn lên, và cũng không thấy đó là điều đáng buồn. Lời này vừa nói ra, Tô Thủy Kỳ tay cầm ly rượu, có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu nha đầu này. Thủ tướng tôn cũng hơi giật mình, nhìn cô bé thông minh và đáng yêu này, cười rộ lên. Mọi người cũng vui vẻ, mỉm cười. Đúng là trẻ con, thủ tướng có chút cảm thán ôm lấy hy văn, nhìn về phía tưởng thiên lối cùng trang hạo nhiên đầu tiên là kêu hàn trí chung ngồi xuống, mới nói tiếp, nhìn đứa nhỏ này, tôi nghĩ không biết bao giờ cháu gái và cháu trai của tôi sẽ sinh cho tôi một đứa bé đây, để tận hưởng niềm vui lúc già. Ông nội, con và Thủy Kỳ lớn như vậy. Ông cảm thấy còn chưa có hưởng niềm vui tuổi già sao? Tô Linh cố ý nhìn ông nội, kìm lòng không được, cười nói. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, tức khắc ho nhẹ, không dám lên tiếng. Thủ tướng Tôn nhìn hai cháu, nhưng ngay lập tức lại ngẩng đầu nhìn khắp phòng, tò mò hỏi, sao hôm nay không thấy Khả Hinh? Bình thường bữa tiệc như thế này, đều thấy con bé này đến mà. Cô ấy đang trong cánh gà, chủ trì tiệc rượu, tổng giám đốc mỉm cười nói, gọi con bé qua đây ta muốn gặp, đã lâu cũng không có nghe đứa bé này trò chuyện, Thủ tướng mỉm cười nói. Vâng, Tổng Giám Đốc lập tức trả lời. Tô Thủy Kỳ miếm cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía ông nội. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, hai tròng mắt lóe lên, trong lòng không hiểu sao rất lo lắng. Một lúc sau, Lauren cùng Vitus với thân phận là Tổng Thị Tiệc Rượu, hướng Thủ tướng Tôn khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó lại đi quanh giám sát bữa tiệc. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy dài màu trắng cúp ngực, đi giày cao gót hơn 10 phân màu trắng, chậm chậm bước tới, làm cho bông hoa mẫu đơn màu hồng đính bên hông đung đưa theo chân váy, nhìn rất sống động. Dáng người lại vô cùng quyến rũ, bờ vai trắng hồng cùng với eo thon thả hấp dẫn, gợi cảm mê người, trên bím tóc dùng hơn 10 cánh hoa màu trắng đính lên, lộ vẻ thanh tao, lịch sự. Trong bữa tiệc, ngoài những vị khách là nam giới trong nước, còn có vô số khách nam ngoại quốc, đầu tiên là người thấy mùi hương của hoa mẫu đơn, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái phương đông tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đi qua trước mắt, làm người ta không khỏi tò mò, cô ấy rốt cuộc là ai. Thủ tướng cùng mọi người ngồi bàn đầu cũng không thể không ngẩng lên nhìn. Tô Thủy Kỳ cũng hơi xoay người, thấy đường khả hình tối nay xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, vừa đi vừa nhấc chân váy, uyển chuyển đi tới, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cũng đã tạo ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, rất tự nhiên, dịu dàng vô cùng nhưng thân thể cũng toát lên vẻ gợi cảm, thực sự làm cho người ta không có cách nào rời mắt được. Hai trong mắt của anh lóe sáng, trái tim nhảy loạn lên. Trang hạo nhiên cười như không cười ngồi ở một bên, liếc nhìn Tô Thủy Kỳ, yết hầu hơi rung lên, ngẩng đầu hướng về đường khả hình. Đường khả hình mỉm cười đi tới bên thủ tướng, tôn kính, vui mừng kêu nhỏ thủ tướng tôn. Thủ tướng tôn thấy đường khả hình tối nay trông rất thanh lịch, duyên dáng, đã lâu không gặp, hôm nay thấy được nụ cười tự tin, ông hài lòng mỉm cười, nói đã lâu không gặp Khả Hinh sau một thời gian tự tin lên rất nhiều Đường Khả Hinh lập tức tươi cười nói đây đều là do ơn huệ và lời dạy bảo của Thủ tướng ban cho đồng thời cả những người lãnh đạo luôn quan tâm giáo dục còn mới có thể tự tin như vậy để dũng cảm tiến tới hy vọng trong tương lai sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Thủ tướng tiếp tục tận lực vì sự nghiệp rượu đỏ của chúng ta Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh tốt Thủ tướng rất hài lòng, vui mừng mà gật đầu, ông luôn luôn yêu thích những người trẻ tuổi trong lòng có lý tưởng, tự tin và tràn đầy năng lượng, liền vẫy tay kêu, "Ngồi đi." Chỗ ngồi mà mọi tân khách đều mơ ước, Đường Khả Hinh lập tức ngăn cản, mỉm cười nói, "Cảm ơn ý tốt của thủ tướng, chỉ là con thân nhẹ phận mỏng, sao lại không biết xấu hổ mà ngồi ở đây. Có thể được gọi qua đây đã là vinh hạnh, là phúc phận lớn của Khả Hinh rồi, mời thủ tướng cùng các vị chậm rãi dùng cơm, con đi trước không quấy giày lúc sau con quay lại để nghe lời vàng ý ngọc của người. Thủ tướng Tôn nghe thấy vậy liền mỉm cười gật đầu, nói khả hình thực sự đã tiến bộ rất nhanh. Nghĩ có phải muốn nhận làm cháu dâu không? Tô Linh đùa ông nội. Ở trước mặt quan khách, đừng làm đứa bé này xấu hổ. Thủ tướng mỉm cười nói. Đường khả hình cúi đầu, ngượng ngùng cười. Tô Thủy Kỳ lúc này nhìn về phía nàng, cười hỏi đi vào trong đó em cùng thầy và các đồng nghiệp ở Hoàn Cầu ngồi cùng nhau ở bên kia. Đường Khả Hinh mỉm cười nói xong, lại hướng mọi người cúi chào, sau đó rời đi. Tô Thủy Kỳ thấy đường Khả Hinh mặc dù đã xoay người đi sang bên kia, nhưng cũng không có ngồi vào vị trí, mà đứng ở bên hông hậu trường, nghe nhân viên phục vụ rượu nói gì đó, mỉm cười gật đầu nói, vậy tiếp tục phục vụ rượu thôi. Vâng, nhân viên phục vụ rượu lập tức nâng khai rời đi. Tô Thủy Kỳ hơi ho một tiếng, Nhìn thấy ông nội đang ngồi nói chuyện với Hàn Chí Trung, mắt anh lóe lên, im lặng đứng lên hướng Đường Khả Hinh đi tới. Chương 873, bị cảm. Đường Khả Hinh vừa đứng bên cạnh thầy, nói vài câu gì đó, Vitus nhỏ giọng đáp lại mấy câu, cô nhẹ gật đầu nói con biết. Vitus liếc mắt nhìn cô một cái, liền trầm mặc xoay người rời khỏi. Thầy ơi, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh tức khắc nhẹ nắm lấy cánh tay thầy mình, tươi cười thuần khiết, nói, hôm nay con xinh đẹp chứ? không đẹp Vitas xoay người rời đi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đường khả hình nhất thời trầm mặc mỉm cười nhìn chằm chằm bóng lưng thầy không khỏi bật cười mới xoay người lại nhìn thấy hy văn ngồi bên cạnh thủ tướng không chút khách khí nhìn mình cô cũng nheo mắt không khách khí nhìn cô bé nghĩ nhà đầu chết tiệt kia một lát nữa tiệc tối sẽ bắt đầu sao lại còn ở chỗ này ăn những thứ kia không đi tập luyện sao hy văn nhìn thấy ánh mắt này của cô liền cố ý ho khan một tiếng vô cùng lịch sự và thuộc nữ quay về phía thủ tướng nói xin lỗi phải rời đi một chút liền rời bàn tiệc cố ý làm ra vẻ không lưu tâm đi tới đường khả hình đứng một bên hai mắt lên xuống nghi ngờ quét qua cô bé có chút không khách khí khi văn tay nâng một ly cốc tai của công chúa bạch tuyết ngẩng mặt có chút kiêu ngạo đi tới trước mặt đường khả hình lại nhìn về phía ngọn đèn xoay bằng sứ hoa văn xanh đang xoay tròn kia ho khan một tiếng mới ra vẻ một thuộc nữ pháp nói được rồi em đồng ý với chị. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình giật mình nhìn về phía Hy Văn, a à một tiếng cười khó hiểu nói, đồng ý với chị. Đồng ý cái gì? Hy Văn lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía đường khả hình, rất nhanh lanh lảnh nói, đồng ý cho chị làm bạn của em. Sau này mỗi tuần lễ em sẽ cử người đến đón chị một lần, đến nhà em cùng uống trà chiều, rồi bàn chuyện đất nước và thế giới này. Nếu như chị muốn tìm người đi dạo phố, những lúc em rảnh rỗi, cũng có thể đi cùng chị, nhưng không nên quá lâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình lại không nói gì nhìn Hy Văn một lúc lâu, cuối cùng, mới phì một tiếng, cười rộ lên nhìn cô bé, lại khinh bỉ không chút lịch sự nói, em cho rằng chị đây bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm sao. Làm bạn của em, Hy Văn thoáng cái ngẩng đầu, mở to mắt nhìn đường khả hình, nhanh chóng nói, em cho chị làm bạn với em, đây là nể mặt chị rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, liền muốn vung tay đánh cô bé. A, à, Hy Văn có chút sợ hãi ôm đầu kêu nhỏ. Hàn Chí Trung trong nháy mắt nhìn qua. Đường Khả Hinh đã vô cùng yêu thương ngồi sổ người xuống, mặt nhìn về phía Hàn Chí Trung không xa kia, tươi cười ngọt ngào đáng yêu, vươn tay nhéo mạnh khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn của Hy Văn, giống như chị gái, thân mật nói, chị nói. Hy Văn à, chị nhịn không được lại muốn dạy dỗ em đạo lý làm người. Con người, sinh sống trong một quần thể xã hội, cần có bạn bè, hiểu chưa? Bởi vì thế giới của em có lớn hơn nữa, bất quá cũng chỉ là thế giới của em mà thôi, ánh mắt nhìn một sự việc một người cũng đều là hữu hạn. Mục đích quan trọng nhất của việc thảo luận chuyện quốc gia đại sự, không phải là để tán gấu, cũng không phải là khoe khoang, càng không phải là vì cho rằng mình có bao nhiêu năng lực dự đoán sự việc, mà là vì quan tâm, còn là vì trong lòng ẩn giấu sứ mệnh tình cảm cùng với ý thức trách nhiệm đối với nhân loại. Sau này không nên tùy tiện lấy chuyện như vậy ra nói đùa biết không? Những lúc như vậy, không bằng chuẩn bị một chút thức ăn ngon, cùng với những bạn nhỏ diễn tập ăn uống. Còn tốt hơn chuyện em ở nơi này khoe khoang, em cho dù ngồi bên cạnh thủ tướng cũng có gì đặc biệt hơn người. Lời nói, việc làm của bọn họ, em có thể tham gia vào sao? Đã không tham gia vào được thì nên đi làm chuyện mà một cô bé nên làm. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép Hy Văn lại cắn chặt môi dưới trợn mắt nhìn cô. Có nghe không, đường khả hình lại bộc lộ ánh mắt uy hiếp, nhìn cô bé nói, nếu như nghe thấy, ăn xong cơm, lập tức đi diễn tập ngay. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Hy Văn sống 7 năm, cả đời cũng chưa từng mất thể diện đến vậy, lại vì là người vẫn coi trọng chút đạo lý, đành phải thở dốc, nhịn không được nói, nghe thấy rồi. Đường khả hình hai mắt thoáng qua một chút ý cười, lại nhìn lướt qua, mới nhìn Hàn Chí Trung xoay người, đang cùng thủ tướng mỉm cười nói chuyện, cô mới đưa người đến gần, mặt ghé sát vào tai Hy Văn, mới hơi nhướn chân mày, uy hiếp nói, còn nữa. Em cách xa chú đẹp trai kia xa một chút, đã nghe chưa? Hy Văn hé miệng, vẻ mặt không phục. Đường khả hình thấy cô bé có vẻ muốn nuốt lời, lại muốn giơ tay đánh. Hy Văn mặt hơi nghiêng, lẩm bẩm nói, nghe thấy rồi. Chấm than ngoặc kép, nếu như em tất cả đều nghe lời, chỉ có thể suy nghĩ cho em làm bằng bạn chị. Đường khả hình nhất thời có chút kiêu ngạo đứng lên, cúi xuống dưới liếc mắt nhìn về phía Hy Văn, đắc y nói. Hy Văn chấp hai mắt, lại liếc mắt nhìn chị gái này một cái, mới hừ một tiếng xoay người, lại nói với ông nội, tự mình một lát qua dùng bữa tối, để cho đầu bếp chuẩn bị một ít điểm tâm mà các bạn nhỏ thích ăn, mời bạn bè cùng ăn, rồi lại đi diễn tập. Thủ tướng cùng Tô Linh và mọi người nghe thấy Hy Văn cư nhiên hiểu chuyện như thế, sôi nổi khen cô bé đáng yêu động lòng người, lại thiện lương. Hàn Chí Trung càng cảm thấy tự hào cười. Đường Khả Hinh đứng một bên, nhìn Hy Văn hiểu chuyện ngồi ở đó, rất vui vẻ cùng thủ tướng nói chuyện. Cô khẽ cười, xoay người lại nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đang nâng ly rượu băng hồ điệp kia, mỉm cười đầy thâm ý nhìn về phía mình. Cô cũng hơi giật mình, không khỏi đỏ mặt lúng túng cười rộ lên. Tô Thủy Kỳ cũng kìm lòng không được lắc lắc đầu, cười rộ lên. Đường Khả Hinh hiểu được ý của anh. Đành lúng túng nhận lấy ly rượu băng kia, cất bước đi tới trước mặt Tô Thủy Kỳ, có chút ngượng ngùng nói, "Có phải em rất ngây thơ hay không, cùng một cô bé so đo tính toán?" Tô Thủy Kỳ đứng bên cạnh cô, nhìn ngọn đèn sứ xanh xoay tròn kia, chỉ cười nhấp một ngụm rượu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của Tô Thủy Kỳ, lập tức có chút lúng túng nói, "Đừng như vậy, đáng ghét." Phốc. Tô Thủy Kỳ nhịn không được cười rộ lên nói em như vậy làm cho anh nhìn không được lại nhớ đến một y tá ở bệnh viện bọn anh, mới tới thực tập ở phòng anh chưa được bao lâu, mỗi ngày đều lấy kẹo dụ dỗ bệnh nhân, còn bị mẹ người ta mắng một trận, nói cô không nên cho bảo bối bọn họ ăn kẹo, y tá kia chỗ bọn anh uất ức không nói nên lời, có thể thấy việc đối xử tốt với một đứa bé là một chuyện rất khó và cũng rất áp lực. Đường khả hình hơi bộc lộ vài phần ôn nhu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ cũng ôn nhu nhìn cô, cảm giác được đôi mắt xinh đẹp của cô lóe ra vài phần ẩn nhẫn liền quan tâm hỏi tâm trạng em không tốt sao em sao đường khả hình hơi giật mình nhìn về phía tô thủy kỳ bật cười nói không có ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tô thủy kỳ trầm mặc nhìn cô thật sự không có đường khả hình nói xong đột nhiên cảm thấy khó chịu nhẹ đưa ngón tay thon ngọc chặn trước mũi nhẹ hắt xì một cái bị cảm sao tô thủy kỳ nhất thời quên nhẹ tay nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, quan tâm hỏi. Không có việc gì, đường khả hình bật cười nói, có lẽ là lúc vừa xử lý tiệc xong, có dầm mưa một chút. Em vốn là như vậy, chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân thật tốt. Mặt Tô Thủy Kỳ bộc lộ vài phần lo lắng, cầm di động lên muốn gọi điện thoại. Anh muốn làm gì, đường khả hình vươn tay nhẹ giữ lấy điện thoại di động của anh, lo lắng hỏi. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu, nhìn cô chứng chạc đường hoàng nói, gọi điện thoại cho 120A. Phốc, đường khả hình nhịn không được cúi đầu cười rộ lên. Trang hạo nhiên đang ngồi tại chỗ, cùng với thủ tướng Đờ Nác bàn luận công việc của khách sạn hiện thời, nghe thấy xa xa truyền đến một trận tiếng cười, anh kìm lòng không được quay đầu, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ cùng đường khả hình đang nâng ly rượu, vừa nói vừa cười, không biết Tô Thủy Kỳ lại nói những gì, đường khả hình thiếu chút nữa che miệng cười to, vai không khỏi dựa vào bên cạnh anh, Tô Thủy Kỳ đưa tay nhẹ đỡ hông cô, tâm trạng cũng vui vẻ cười rộ lên. Sắc mặt anh hơi thu lại, nâng ly rượu băng, uống một ngụm. Cậu cũng có ngày hôm nay, tưởng thiên lỗi vừa ăn một phần rượu đỏ gan ngỗng, vừa nhàn nhạt nói. Cái gì, Trang Hạo Nhiên có chút không khách khí nhìn anh, hỏi. Ghen đấy, tưởng thiên lỗi nhẹ nhai gan ngỗng, uống một ngụm nhỏ Henry Pino, mùi hương lập tức ngập tràn, liền thỏa mãn lại uống một ngụm nữa ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trang hạo nhiên trầm mặc nhìn anh một lúc lâu mới cười như không cười nói tôi đêm hôm đó trong phòng làm việc của anh quên nói cho anh biết một việc vì hận anh hồi bé không cùng tôi chơi đùa tôi cố ý ở anh nuôi một con chó màu nâu vừa béo lại vừa khỏe tên gọi là lỗi lỗi toàn thế giới này gặp nó cũng đều rất ghét bỏ chấm than ngoặc kép phụt tưởng thiên lỗi nhịn không được phun rượu ra lại nhanh tay che lại dịch rượu dọc theo tay nhỏ giọt xuống mọi người cùng nhau sửng sốt nhìn anh. Ôi, Tổng Giám Đốc tưởng, anh như vậy. Trang hạo nhiên nhất thời tiêu sái hào phóng cầm khăn ăn lên, chuyển một phần qua cho anh, cũng nhẹ lau phần trước cổ áo một chút, mới cười nói, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Xin lỗi các vị, bất cần bị sặc thôi. Tưởng thiên lỗi nghiêng mặt trợn mắt nhìn Trang hạo nhiên một cái, mới nhận lấy khăn ăn, lúng túng trả lau lòng bàn tay một chút. Trang hạo nhiên cũng nhân cơ hội đứng lên, muốn vào toilet, lúc xoay người, lại búng ngón tay, gọi phục vụ rượu đưa tới một ly rượu băng hồ điệp của bác dịch, chậm rãi đi về phía đường Khả Hinh và Tô Thủy Kỳ. Tối nay anh sao lại hài hước như thế? Đường Khả Hinh bị Tô Thủy Kỳ chọc lại nhịn không được cười ngọt ngào nói. Không biết, Tô Thủy Kỳ cũng có chút ký lạ nâng ly rượu lên, nhìn dịch rượu vàng óng lấp lánh kia, xúc động cười nói, loại rượu này vô cùng mềm mại ngọt ngào, có một chút khiêu khích nối liền với nội tâm, cảm giác thập phần kinh ngạc. Một giọng nói truyền đến, thì ra cậu chủ tô cũng là cao thủ thưởng thức rượu. Trang hạo nhiên cười bưng ly rượu đi tới, đứng trước mặt hai người, đầy nhiệt tình nói. Đường khả hình nhìn về phía trang hạo nhiên, hơi thu lại nét mặt, nhẹ chớp mắt, im lặng không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía trang hạo nhiên, bật cười nói, nghe nói rượu ngon thực sự, đối với lòng người có tác dụng chỉ dẫn, sẽ dẫn con người hướng đến những cảnh giới chưa biết, cũng nghe nói, lòng người vốn chính là một cảnh giới như vậy, cần một chút nhiệm màu của dịch rượu, để dẫn dắt. Nhưng bất kể như thế nào, đây thật sự là một loại rượu ngon. Làm cho người ta đau khổ triền miên. Nghe được những lời này, cậu chủ tô xem ra cũng là người lãng mạn. Trang hạo nhiên kín đáo lướt nhìn đường khả hình đang im lặng kia một cái, nhớ tới xế chiều hôm nay ở phòng làm việc chính mình lại cự tuyệt nụ hôn của cô, bộ dáng thương tâm rơi lệ của cô lúc đi ra, dừng lại một chút, mới cười nhìn về phía tô Thụy Kỳ, nói, nhưng mà dù cho rượu ngon thế nào, cũng phải tìm được người hiểu nó, hương thơm của nó mới có thể tỏa sáng đến cực điểm. Cũng có thể nói, cậu chủ tô vốn chính là người có cảnh giới cao, hiểu biết về mùi rượu, so với người khác vốn không phải bình thường. Tổng giám đốc trang tối nay cũng sai sao, sao lại tâm bốc tôi như vậy? Tô Thủy Kỳ nói xong, liếc về phía sắc mặt không vui tim có phần loạn nhịp kia của đường khả hình, tự nhiên có vài phần hiểu ra, liền quay đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười nói, Tổng giám đốc trang thật xin lỗi, lúc tôi vừa qua đây, nhìn thấy vài người bạn quen, trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được. Được, Trang Hạo Nhiên tức khắc cười nhìn anh. Tô Thủy Kỳ cũng liếc mắt nhìn đường khả hình một cái, nhẹ nắm lấy cánh tay có chút lạnh của cô, nói em bị cảm, vẫn nên uống ít rượu một chút, kiêng những thứ đồ ăn có gừng. Ừ, đường khả hình mỉm cười ngẩng đầu, nhìn anh. Tô Thủy Kỳ liền trầm mặc đi ra. Còn lại hai người, nhàn nhạt đối diện nhau, chỉ có bình hoa lưu ly li xoay tròn kia, dưới ánh đèn lãng mạn mê người vẫn đang xoay tròn. Bị cảm sao? Trang Hạo Nhiên có chút lo lắng nhìn cô, đau lòng mềm giọng hỏi. "À, có chút." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhàn nhạt đáp lại xong, liền nâng ly rượu xoay người, muốn rời đi. "Khả Hinh," Trang Hạo Nhiên cuối cùng mới vươn tay, nhẹ nắm cánh tay tuyết trắng của cô, đau lòng gọi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt lóe ra vài phần mơ hồ, quay mặt sang, kiềm chế bất mãn nói, "Tổng giám đốc Trang anh còn có việc sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường khả hình cảm giác được lòng bàn tay Trang Hạo Nhiên đang nắm chặt cánh tay mình, lập tức truyền đến một chút ấm áp nhồn nhột, khiến cho tim mình không khỏi kích động. Cô trong nháy mắt dẫy dụa thoát khỏi cánh tay anh, mặt bộc lộ ánh nhìn lạnh lùng nói, Trang Hạo Nhiên, nếu như không có việc gì, mời anh buông tay ra. Tôi phải về chỗ ngồi rồi. Cô nói xong, lại muốn xoay người. Trang hạo nhiên biết cô giận, trong khoảnh khắc lại nắm chặt tay cô, mềm giọng gọi Khả Hinh. Không nên như vậy, không nên như thế nào. Đường Khả Hinh mặt lạnh, hai tròng mắt bỗng nhiên đỏ bừng, thấp giọng nghẹn ngào nói, tôi một cô gái, ngay cả một chút rụt rè cuối cùng cũng không màng đến, chỉ muốn một nụ hôn. Anh lại cũng không muốn cho, còn muốn như thế nào. Tôi không dám yêu cầu xa vời cái gì cả, tổng giám đốc trang. Cô nói xong, trong nháy mắt lại kích động xoay người bỏ đi ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhất thời đau lòng nhìn cô vén váy dài, trong lòng xót xa nghẹn ngào rời đi như vậy, đôi mắt anh mạnh mẽ chớp lóe bộc lộ cái nhìn bất đắc dĩ, thở hổn hển một hơi. Đường Khả Hinh vẫn vẻ mặt oán trách nghẹn ngào tựa bên cạnh thầy, ngồi xuống, lấy khăn tay ra, nhẹ lau những giọt lệ nơi khóe mắt. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ đang vừa cùng bạn bè nói chuyện, vừa hết sức quan tâm nhìn về phía Đường Khả Hinh, Hai mắt anh lại lóe ra mãnh liệt, ngón tay nhẹ gõ, gọi Tiêu Đồng tới giúp. Tiêu Đồng lập tức trầm mặc mỉm cười đi tới. Trang Hạo Nhiên cúi đầu ghé sát tai Tiêu Đồng, nhỏ giọng nói câu gì đó. Tiêu Đồng chậm rãi nghe, liền gật đầu cười. Chương 874, làm người phụ nữ của anh. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, khách mời bữa tiệc, mỗi người đều vui vẻ trong lòng, cùng dùng bữa tối, có một vài vị khách hòa mình vào bầu không khí sôi động của bữa tiệc đi tới trước bàn tiệc, ngắm nhìn những đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp động lòng người, tỏa ra hương thơm thực sự mê người, bọn họ đều không khỏi xúc động, mặc dù rất nhiều những đóa hoa xinh đẹp, nhưng chỉ có màu đỏ mới thực sự là quốc sắc sao. Sao ở đây ý chỉ màu sắc tươi đẹp nhất, có thể đại diện cho tất cả các sắc màu của hoa mẫu đơn. Tiêu đồng lúc này, đã thay một bộ váy khúc ngực màu vàng kim, bên hông mang thắt lưng vàng bản lớn, tóc cột cao đuôi ngựa, giày cao gót trắng, để lộ vóc dáng người mẫu đầy gợi cảm, tay cầm túi sách màu trắng, mỉm cười đi vào tiệc. Tô Lạc Hoành đúng lúc này, sau khi xong việc ở phía sau, qua đây ăn uống, lại nhìn thấy tiêu đồng lần đầu tiên ăn mặc gợi cảm cùng xinh đẹp động lòng người đi vào tiệc. Anh A một tiếng, có chút kinh ngạc đi qua, nhìn cô cười rộ lên nói tiêu đồng của chúng ta hôm nay là sao vậy? Bình thường như một người đàn ông, hôm nay cư nhiên lại ăn mặc xinh đẹp gợi cảm như thế. Lão đại sắp xếp cho cô gần gũi bên cạnh rồi sao? Thôi thôi thôi, động một chút hết đàn ông, lại là bản thân, cứ cho chị đây là đàn ông đi, toàn những thứ làm người ta chán ghét. Tiêu đồng không nói hai lời liền nổi giận đi vào, lần trước chuyện mình bị đẩy, còn chưa cho qua đâu. Ôi ôi ôi, tô lạc hoành thoáng cái nắm cổ tay tiêu đồng, lại bật cười nói cô nói như vậy. Nếu như lão tử thật sự coi cô là phụ nữ, cô chịu được sao? Suy, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng thoáng cái tránh thoát tay anh, tức giận nói, một hai đều là cầm thú, không phải thứ gì tốt đẹp. Chà đạp nhiều người như vậy, còn dám tới ăn đậu hủ của tôi. Cô lập tức muốn đưa tay đánh anh. Ai, đừng đánh đừng đánh, đến đến đến, tôi dắt cô đi vào. Tô Lạc Hoành nói xong, nhịn không được bật cười muốn nắm lấy tay cô. Thôi đi, cẩn thận tôi lại nói với Lão Đại, chứ anh một nắm rưỡi tiền lương. Tiêu Đồng lại đẩy Tô Lạc Hoành ra, tức giận nói, còn đụng chạm tôi nữa, tôi đánh chết anh. Cô nói xong, cũng nhanh chóng đi vào yến hội hiện trường. Tô Lạc Hoành đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiêu đồng gần 1,9 mét xinh đẹp động lòng người, nhất là thắt lưng vàng, vây quanh vòng eo vô cùng mảnh khảnh, đôi chân dài gợi cảm trắng nón, làm cho những người nhàn rỗi đều phải suy nghĩ, anh nhịn không được cười rộ lên, vội vàng đi vào theo. Mấy người lâm sở nhai và Tào anh Kiệt vẫn đang vừa nói vừa cười, nhìn thấy tiêu đồng lúc này mới xong xuôi mọi việc, thay đổi một bộ trang phục dự tiệc khác nhập tiệc, bọn họ nhao nhao ôi ôi cười rộ lên, ôi! Tiêu đồng của chúng ta, tối hôm nay thực sự là rất đẹp. Tiêu đồng mím chặt đôi môi, mắt nheo nheo cười đi tới, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một cái, mới hỏi, lãnh mặc hàn đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Cô mỗi ngày kêu gào cậu ta làm gì? Lâm sở nhai kéo cô ngồi xuống, cô ý muốn cùng cô đùa giỡn. Chỉ có anh ấy mới có thể nói lời thật lòng với tôi. Tối nay tôi có thực sự xinh đẹp hay không? tiêu đồng nhịn không được vui vẻ cười nói. Trang hạo nhiên ngồi một bên, vừa nhìn chằm chằm đường khả hình đang ngồi phía bên kia, hơi nghiêng người về phía đồng nghiệp, mỉm cười lắng nghe, nhưng vì bị cảm, cho nên gương mặt có chút tiểu tụy, thỉnh thoảng còn cầm khăn tay lên, nhẹ lau mũi, cảm giác được cô có chút ảm đạm. Lúc này, Tô Thụy Kỳ mới sai người nhận lấy một chiếc hộp gỗ màu đỏ hồng mà tịnh kỳ gửi tới, mỉm cười đi tới bên cạnh đường khả hình. Đường khả hình nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, có chút thần bí ngồi bên cạnh cô, đem hộp gỗ đỏ hồng đặt trên bàn ăn. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía kia, mắt nheo lại. Đây là cái gì? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía chiếc hộp gỗ xinh đẹp màu đỏ hồng, được chạm chỗ hoa văn đẹp mắt. Tô Thủy Kỳ khẽ nhếch miệng, đem nắp chiếc hộp kia, thật cẩn thận mở ra, mới yếu ớt nói, hồi bé anh thực sự rất sợ đắng, càng không thích uống thuốc, cảm mạo phát sốt, cũng không tin những viên thuốc kia, chỉ luôn ăn hành lá, cho nên mẹ anh nói anh, dự đoán trời sinh chính là để làm bác sĩ. Đường Khả Hinh nghe lời này, kìm lòng không được cười rộ lên. Tô Thủy Kỳ vẫn có chút ngượng ngùng cười nói, thế nhưng bị bệnh luôn phải gặp bác sĩ và uống thuốc, nếu chỉ dựa vào mấy cây hành lá, quả thực cũng không giúp ích gì nhiều. Lúc đó mẹ anh bảo nhà bếp làm cho anh một vài món ngọt, thật ra là canh trị cảm mạo, gồm có bách hợp, hạt sen và một vài món đồ ngọt nấu lên cho anh thực sự rất ngon miệng. hôm nay anh thay đổi phương pháp một chút, đưa lên cho em một phần như vậy. đừng nên ghét bỏ, ngoan ngoãn uống hết đi. anh nói xong, liền đem một chén giống như thạch hoa quả trắng, mặt trên đặt một viên thịt quả anh đào, bày ra trước mặt đường khả hình. đường khả hình kinh ngạc nhìn về phía chén thạch hoa quả trong suốt đặt trước mặt mình, cảm nhận hương vị của các loại hoa quả kia, còn có mùi hương đặc biệt của nước dừa cùng với tổ yến. cô không nhịn được lại cười rộ lên, nói chơi à ngửi được mùi này đều cảm giác ăn sẽ rất ngon đây là thuốc cảm mạo sao thuốc cảm mạo ở chỗ nào khả hinh hệt như đứa bé nhìn về phía tô thủy kỳ kinh ngạc nói tô thủy kỳ lại nhàn nhạt cười rộ lên nói em nhanh chóng ăn một chút là được rồi đừng nghĩ nhiều như vậy đường khả hinh chỉ đành bộc lộ vài phần ẩn nhẫn cúi đầu cười mau ăn đi nghe lời tô thủy kỳ vươn tay nhẹ vén tóc mái trên trán của cô Ngón tay vuốt nhẹ những bông hoa lộn xộn trên tóc mái cô, có chút cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Đường Khả Hinh mỉm cười, liền ho nhẹ hai tiếng, mới cầm thìa lên, nhẹ múc một chút thạch hoa quả bỏ vào trong miệng, chợt cảm thấy vị chua chua ngọt ngọt, vô cùng lạnh thấm vào tận tim gan, cô có chút ngạc nhiên vui vẻ ngẩng đầu, nhìn Tô Thủy Kỳ nói, ăn rất ngon. Tô Thủy Kỳ tức khắc cười. Trang Hạo Nhiên đem một phần bò bít tết nướng than thấm tương, bỏ vào trong miệng, một chút mùi vị cũng không có chỉ nhai nhìn đường khả hình cách đó không xa vừa ôn nhu ăn thạch hoa quả, vừa nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười rộ lên, có chút mềm mỏng thương yêu như vậy. Hai chồng mắt anh chớp lóe, lặng lẽ cầm lên một ly rượu đỏ, uống một ngụm, nuốt xuống những cay đắng. Mấy người Tô Lạc Hoành nhìn thấy bộ dáng khẩn trương thất thần kia của Trang Hạo Nhiên, lại nhìn về phía Tô Thủy Kỳ và Đường Khả Hinh ngồi cạnh bên nhau vừa cười vừa nói, bọn họ kêu ôi lên một tiếng, bật cười bất đắc dĩ nói, nghĩ nếu thực sự là cậu chủ Tô, Thật đúng là không có cách nào, cậu ấy từng đã cứu mạng Tiểu Đường, thậm chí còn giúp cho khuôn mặt cô một lần nữa tái sinh. Lão đại của chúng ta, không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ a. À. Mọi người cùng nhau cười rộ lên. Đi đi đi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn bọn họ, lại trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh uống xong thuốc cảm mạo này, dường như có chút không cẩn thận, suýt chút nữa bị sặc. Tô Thủy Kỳ tức khắc lấy khăn tay đưa cho cô. Cảm ơn. Đường khả hình có chút dịu dàng nhận lấy khăn tay, nhẹ ho khan mấy cái, dùng xong thạch hoa quả mát lạnh này, chợt cảm thấy mũi có chút thông, liền nhìn về phía Tô Thủy Kỳ mỉm cười. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn về phía cô, ôn nhu cười. Một cơn gió, nhẹ nhàng bay tới, dường như trong bóng tối có chút lạnh xuyên qua. Một đóa hoa mẫu đơn nào đó, đang đón gió rung rinh lay động, sắc vàng giữa nhụy hoa, nhẹ lấp lánh ánh sáng khác với những nhụy hoa khác. Biệt thự Sức gió thật lớn, cây cối lay động, người giúp việc nghe nói thiếu gia cần nghỉ ngơi, liền kéo rèm cửa sổ lên, trầm mặc lui ra ngoài. Tần Vĩ Nghiệp trên mặt bộc lộ vẻ lo lắng, chậm rãi cất bước đi tới gần vị trí gương toàn thân trong thư phòng, nhẹ nhấn một ống đựng bút nào đó xuống, cái gương xoay tròn, cửa mật thất nhanh chóng mở ra, hắn im lặng cất bước đi vào, bên trong có hai người áo đen, ngồi trước máy vi tính, nhanh chóng di chuyển ngón tay, không ngừng gõ bàn phím, hắn ngưng mặt đứng phía sau hai người đàn ông nhìn thấy bên trong rất nhiều màn hình, có một bóng dáng xinh đẹp thuần khiết nhất tối nay, hắn sâu xa nhìn về phía giữa màn ảnh nhỏ. Đường khả hình cầm khăn tay, khẽ ho, hắn lập tức cảm giác mình như một người đàn ông, dũng mãnh kìm lòng không được vươn tay, nhẹ chạm vào màn hình, ngón tay cài ấn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm tĩnh mà say đắm cười, hai tròng mắt bộc lộ một ánh nhìn quỷ dị. Hai người trong bóng tối, nhanh chóng nói, hiện nay chính phủ cùng với tổ chức người áo đen đang nỗ lực phá giải mật mã, dò xét tình hình bên thứ ba. Tôi sợ hệ thống giám sát và điều khiển của chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nếu như muốn hành động, thì phải nhanh lên một chút. Bỏ thêm nhiều đường vào sâm panh, tác động vào mạch máu của con người, nhẹ thì khó bảo toàn gương mặt. Nhưng mà lúc nó phá hủy, chúng ta nắm giữ không tốt. Đêm nay liền xem hành động của bọn họ. Tần Vĩ Nghiệp im lặng không lên tiếng, vẫn như cũ mê luyến nhìn về phía đường khả hình. Trong bóng tối người nào đó, ngẩng đầu nhìn về phía tần vĩ nghiệp. Lúc này sắc mặt tần vĩ nghiệp mới có chút hòa hoãn, yếu ớt nhìn về phía bóng dáng Tô Thủy Kỳ nghiêng người mỉm cười trong màn hình máy vi tính, lạnh lùng vô tình nói, đêm nay hành động, ta sống. Hoặc hắn sống. Vừa nói xong, sức gió bỗng nhiên giống như ma quỷ nổi lên, toàn bộ khách sạn Á Châu sức gió lớn dần, mưa phùn bay tán loạn. Trong bóng tối, bầu trời thoạt nhìn cũng không vẻ kinh dị, mắt thường không thể nào nhìn thấy hơn 10 cái chấm đen, theo sức gió lớn dần, cầm trong tay dây thường dù để nhảy cỡ nhỏ, nhanh chóng bay về phía tòa nhà chính phủ. Thoạt nhìn lướt qua, khắp bầu trời tối tăm, không có một chút gì kinh dị. Mỹ Linh cùng với rất nhiều những tay súng tập kích, cùng đứng bên cạnh bể cửa sổ, nghiêng mặt nheo mắt nhìn về phía đối diện tòa nhà chính phủ, từng cánh cửa sổ, từng bức tường vây trên tầng cao nhất, đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, trên trán cô mồ hôi lạnh rơi xuống, yếu ớt nói tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn chấm than ngoặc kép. Uyển Thanh cũng tức khắc đi tới trước cửa sổ sát đất, cầm máy theo dõi đường dài lên, lại nhìn xung quanh tình hình trong bóng tối, cảm thấy khắp nơi đều đã bày ra thiên la địa võng, bọn chúng nếu như tối nay muốn hành động, rốt cuộc là ra tay từ nơi nào. Phòng rượu Đường khả hình dùng xong thạch hoa quả, chỉ cùng Tô Thủy Kỳ nói chuyện phiếm mấy câu, rồi lại nhanh chóng trở lại phòng rượu, theo dõi tình hình, tối nay loại rượu, băng hồ điệp, của bác dịch rất được hoan nghênh, cho nên giá rượu sâm panh, Loại băng hồ điệp kia đã từ từ dùng hết rồi, còn dư lại 20 chai cuối cùng. Cô liếc mắt nhìn, liền hướng về phía Tiểu Thanh gọi, "Tiểu Thanh." "Vâng." Tiểu Thanh mỉm cười đi tới, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, "Cô có gì dặn dò?" Tiệc đã sắp xong, tiếp theo là tiệc rượu nho nhỏ, cô lấy 20 chai rượu xâm panh này ra, trước tiên ướp lạnh đi. Đường Khả Hinh cặn dặn. "Được." Tiểu Thanh lên tiếng trả lời, tức khắc dặn nhân viên phía sau qua chuyển rượu ba nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe ăn, còn có thùng nước đá đi tới giá rượu, đem từng chai rượu, băng hồ điệp, thật cẩn thận bỏ vào trong thùng nước đá, lại chậm rãi đẩy ra. Cuối cùng một nhân viên phục vụ, đứng bên trong giá rượu xâm panh, nhìn thấy một chai rượu cuối cùng, đặt trong góc tối tăm, anh ta lập tức cúi người xuống, cầm chai rượu này lên đặt vào thùng, đẩy ra. Đường khả hình đứng một bên, xem xét từng người từng người một, sau đó cầm bộ đàm lên, Nói, tình hình các loại rượu phải được giám sát chặt chẽ, không thể có một chút sai sót. Vâng, chấm than ngoặc kép. Cuối cùng một nhân viên phục vụ đón mưa gió nhẹ nhàng đẩy xe ăn đi vào phòng tiệc, mặt bộc lộ vẻ bình tĩnh, từng bước một cất bước đi về phía trước. Chương 875, bắt. Sau khi tiệc tối qua đi, trước lúc khai mạc tiệc từ thiện, là một buổi liên hoan thưởng thức rượu nhỏ. Lúc này, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến vào sảnh, đem toàn bộ những món ngon của tiệc tối lui xuống sau đó thắp lên những ngọn đèn hoa muôn màu của phòng tiệc, cả biển hoa mẫu đơn cũng tức khắc sáng lên những ngọn đèn nhỏ trong suốt. Thật đẹp, Thi Văn ngồi bên cạnh thủ tướng, nhìn toàn bộ quang cảnh bữa tiệc, những ngọn đèn hoa xinh đẹp xoay tròn kỳ ảo, biển hoa mẫu đơn cũng hết sức đẹp mắt, những nhân viên lễ tân mặc sườn xám màu trắng, tươi cười ngọt ngào. Bưng những phần đồ ăn ngọt và hoa quả buổi tiệc chậm rãi đưa lên, có ngọc cầu đá trong suốt lòng nhãn bọc dâu tây, cành dương đẫm sương mai, mâm quả vài ngọc, còn dùng thịt 12 loại quả, làm thành phượng hoàng vẫy đuôi, vỏ dưa hấu được điêu khắc, dùng dao nhỏ cắt ra tạo thành đuôi phượng hoàng. Thập phần kỳ dị độc đáo. Bartender nhanh chóng từ tiệc rượu phía trước, bưng qua một mâm cốc tai trái cây lửa xanh, bên trong có mùi hương dâu tây, táo, quả đào tiên nhẹ nhàng lan tỏa ra. Trần Mạn Hồng lại dẫn theo nhân viên phục vụ, tay bưng đĩa bạc khăn mặt lạnh, khăn lông nóng, khăn khô, đưa đến tận tay các vị khách mời. Tịnh Kỳ cũng thuận tiện đứng bên cạnh thủ tướng, hết sức cẩn thận hầu hạ. Lúc này, Tô Linh đã dùng qua tiệc tối, theo lịch sử và thói quen muốn tham dự tiệc từ thiện sau đó, đã thay đổi một chiếc váy dài màu lam đậm, đuôi váy dần chuyển sang màu trắng, giống như đóa hoa lan giữa hang sâu thăm thẳm, bím tóc được thắt nhẹ, đeo trang sức kim cương gần ngàn vạn, yêu nhã động lòng người đi ra, các vị nữ khách mời của bữa tiệc, tham dự tiệc từ thiện tối, đều nhao nhao thay đổi quần áo đến. Hơn 10 chiếc xe con màu đen, cùng với hai chiếc rôn Royce màu bạc dẫn đầu từ từ chạy tới. Tưởng Vĩ Quốc và Trang tính Vũ hai vị chủ tịch, nhau nhau cùng gia đình đến, vì sau khi hai vị chủ tịch rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc, những tình huống như thế này đều lui tránh ba phần, để cho hai vị tổng giám đốc trẻ tuổi từng bước tiếp nhận quyền lực, chủ trì đại cục, do đó bữa tiệc tối nay, bọn họ làm chủ tịch, mới lấy hình thức tiệc gia đình, tham dự tiệc rượu. Cửa chiếc Rolls Royce đen, được vệ sĩ nhanh chóng kéo ra, tưởng Vĩ Quốc mặc Âu phục màu đen, nghiêm nghị khí phách bước ra khỏi xe, lại đích thân dắt tay phu nhân mặc váy dài đen tao nhã, tóc búi cao đi ra khỏi xe, lúc này tưởng tuyết nhi mặc chiếc váy dài hở lưng vàng nhạt, bên hông đeo thắt lưng bạch kim, tóc thắt bím dài, đeo găng tay trắng, mặt bộc lộ nụ cười thuần khiết đáng yêu cầm túi sách, đến bên cạnh cha mẹ, cùng nhau đi về phía trước. Cửa xe chiếc chiếc Rolls -Royce màu trắng cũng mở ra. Trang tính vũ mặc âu phục màu trắng, nhẹ nhàng phong độ, yêu nhã như nho sĩ mỉm cười đi ra, nhìn quang cảnh lộng lẫy của tiệc phía trước, hơi cài lại nút âu phục. Cửa xe bên kia được mở ra. Trang ngải lâm với phong thái nữ vương, mặc chiếc váy dài màu lam đậm lấp lánh, giống như nàng tiên cá, trong suốt óng ánh để lộ vóc người gợi cảm đầy kiêu ngạo, tóc được bới cao, trang điểm nhẹ nhàng, đeo trang sức mấy ngàn vạn, mặt bộc lộ thần sắc lạnh lùng, ngón tay nhẹ đặt lên kim cương phượng hoàng bên cạnh tay, liếc về phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Bác dịch lúc này cũng mặc âu phục màu đen, từ trên chiếc xe con của khách sạn, cài nút áo âu phục, bước ra, mặt lạnh lùng nhìn về phía cô. Trang ngải lâm dường như không nhìn thấy anh, mà lại nhìn thấy phía trước bước tới một người đàn ông anh quốc đẹp trai phong độ, trên mặt cô hiện lên vài phần mập mờ tươi cười, hướng về phía anh ta chậm rãi vươn tay. Người đàn ông anh quốc tức khắc nở nụ cười cùng cô đan tay vào nhau, cất bước đi vào tiệc. Bác dịch đứng tại chỗ, nhìn Trang Ngải Lâm cùng một người nước ngoài đẹp trai mập mờ thân thiết đi vào yến tiệc, Thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười, cảm giác ngọt ngào như đôi tình nhân, hai mắt anh lại chớp lóe, bộc lộ ánh nhìn lạnh băng, nhưng vẫn cất bước đi về phía trước, có vài nhân viên phục vụ bưng rượu, băng hồ điệp, bước qua bên cạnh anh, anh nghiêng mặt liếc nhìn dịch rượu trong ly, bay ra từng đợt bọt khí, tiếp tục im lặng không lên tiếng đi về phía trước. Lúc này, hai vị chủ tịch tưởng trang cùng với gia đình đi tới trước mặt thủ tướng Nick thân gửi lời thăm hỏi, rồi lại cùng với Hàn Chí chung chào hỏi bắt tay lẫn nhau. Sau đó đồng thời khách khí mời ngồi, Tô Linh, Tô Thủy Kỳ, còn có mấy người trang hạo nhiên thấy các bậc tiền bối đã tụ họp đông đủ, liền tức khắc đứng lên, nhường lại vị trí ghế ngồi, ngồi sang bàn ăn bên cạnh, lúc này bác dịch cũng chậm rãi tiến lên, đến chỗ ngồi dành cho khách quý của hoàn cầu, trước hết hướng về phía thủ tướng, mấy người trang Tĩnh Vũ. Tưởng Vĩ Quốc khom người chào hỏi. Thủ tướng không nhịn được nhìn về phía người thanh niên lạnh lùng như đá trước mặt, trên mặt có một loại khí thế nguyên thủy không thể phá vỡ dường như trời sinh lạnh lùng thâm trầm như vậy, trên người kia cảm nhận được một loại hận đời vô cùng mãnh liệt, quan trọng nhất là nhìn khuôn mặt hình dáng cậu ta, hết sức quen thuộc. Thủ tướng, các vị chủ tịch, sau khi bác dịch gật đầu thăm hỏi, liền lễ phép chào. Vị này là, thủ tướng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bác dịch, ánh nhìn thâm thúy, lộ ra nghi ngờ sâu sắc. Trang tính vũ ngồi một bên, tức khắc mỉm cười nói, vị này chính là bác dịch tiên sinh, chủ vườn nho đã từng đoạt giải vàng về rượu băng nổi tiếng thế giới. Nghe nói loại rượu, băng hồ điệp của tiệc tối nay đạt thành tựu xuất sắc, đó là xuất phát từ bàn tay bậc thầy trưng cất rượu thần kỳ này. Thủ tướng nghe xong lời này, đầu óc lập tức nhanh như chấp bóng thoáng qua vài hình ảnh, nhưng những ký ức lại không quá sâu sắc, tiếp tục nhìn về phía bác dịch. Tô Thủy Kỳ ngồi ghế bên cạnh, cảm giác được ánh nhìn của ông nội có chút không bình thường, cũng có chút tò mò quay mặt sang nhìn về phía bác dịch, chỉ thấy anh ta khuôn mặt cứng ngắc, bộc lộ vài phần ẩn nhẫn cùng không thoải mái, liền nhíu mày có chút nghi ngờ nhìn anh ta. Thủ tướng, ngài đối với vị thanh niên này rất hứng thú sao? Trang tính vũ nhìn thủ tướng mỉm cười nói. Thủ tướng vẫn thật sâu nhìn về phía bác dịch, chậm rãi cười rộ lên nói, hiếm khi nhìn thấy một người trẻ tuổi cứng rắn như thế, mặc dù chỉ là trông coi trang viên một phương. Công lao sự nghiệp hiển hách không thể sánh với hai vị tổng giám đốc tưởng trang, thế nhưng mị lực lại không kém chút nào. Bác dịch nghe lời này, liền chậm rãi gật đầu, bộc lộ vài phần tươi cười nói cảm ơn thủ tướng khen ngợi. trong bóng tối trên đỉnh tòa nhà chính phủ đoán chừng vài người này dường như chỉ cần nhận được lệnh nhanh chóng dùng súng nhất định phải thừa dịp hỗn loạn lúc xảy ra nổ ám sát tô thủy kỳ. có một nữ người bóng đêm trong mưa nhẹ rơi hai tròng mắt ánh lên sự lạnh lẽo nhanh chóng nâng khẩu súng trường lên đặt ngang trên tường cúi mặt ngắm chuẩn tại vị trí ống nhắm nhìn thấy hiện trường buổi tiệc ngàn hoa nữ khách mời đang lục tục kéo đến, nhất là hai chiếc xe rượu chuyên dụng đều đã nhanh chóng đến, nhâm tử hiền bước xuống xe, tối nay cô mặc chiếc váy dài kết hoa khêu gợi, vóc người gợi cảm, được ẩn giấu trong đó, đùi giữa những khóm hoa thêu tay như ẩn như hiện, bộ ngực đầy đặn hết sức quyến rũ. Tay cầm túi sách trắng, mái tóc dài óng ả, vừa muốn cất bước, lại nhìn thấy như mạt mặc váy dài hoa thủy tiên màu xanh thanh nhã, tóc thắt bím, để lộ bờ vai tiêu hồn, khuôn mặt bộc lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, cũng được sự giúp đỡ của người hầu, chậm chậm đi tới. Sắc mặt cô bỗng lạnh lẽo, như mà đón gió đứng tại chỗ, nắm chặt túi sách, không dám lên tiếng. Nhâm tử hiền nhìn thấy như mặt liền tức giận, lạnh lùng nói tôi vừa nhìn thấy cô, liền nổi giận. Vĩnh viễn đều là cả thế giới nợ cái dáng vẻ đáng chết của cô. Cô nói xong, cũng đã nhanh chóng đi vào tiệc ngàn hoa. Như mặt một mình đứng trước gió, hai mắt nhẹ chớp, bộc lộ vài phần ủy khuất. Nữ sát thủ bóng đêm nâng khẩu súng trường lên, lại cúi xuống nhắm ngay ống nhắm, sắc mặt lãnh đạm nhìn như mặt hệt như tiên nữ đứng trong gió, cô liền thật sâu chăm chú nhìn. Một cơn gió lạnh thổi lướt qua, làm tung bay những hoa văn hình lá trúc trong bóng đêm tối tăm. Tầng lầu nhà hát, Mỹ Linh vẫn nâng súng trường trong tay, nhắm vào đỉnh tòa nhà chính phủ, bỗng thấy có thứ gì đó chợt lóe lên, nhưng lại nhìn không rõ thứ gì, cô cắn răng, không hiểu sao cảm thấy không thoải mái nói, tôi vẫn cảm thấy bên tầng cao nhất phía đối diện có người. Cảm giác của tôi vốn không sai. Uyển Thanh cũng nhanh chóng đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về tòa nhà chính phủ phía đối diện trong bóng tối, hai mắt lóe ra một lúc lâu sau, mới căn dặn, Thanh Bình. Báo cho Điệp Y đi quan sát tòa nhà chính phủ phía đối diện. Camera của chúng ta không quan sát được phía bên kia. Vâng, Thanh Bình nhanh chóng di chuyển ngón tay, gõ bàn phím. Không bao lâu sau, một cơn gió bay tới. Một bóng người màu tím trong bóng tối, đứng tầng ngoài của tòa thị chính, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe đưa nước ngoài cửa chuẩn bị chạy vào tòa nhà, lại vì phải qua cổng bảo vệ nên dừng ở bên ngoài, để tài xế đi vào bàn bạc. "Được, cảm ơn, đưa vào xong sẽ lập tức ra ngay." Tài xế tức khắc xoay người leo lên xe, nhanh chóng lái xe hướng vào bên trong tòa thị chính chạy tới. Một vật lạ màu đen, hình như từ trên xe nhảy ra, lăn lộn trên đường vài mét, sau đó lại giống như quái thú, thân sông vào một cánh cửa sổ nào đó bên trong tòa thị chính, sau đó lại như âm hồn, coi như trốn không người bước vào đại sảnh tòa thị chính. Mỹ Linh nhanh chóng di chuyển ngón tay, đem video trước lúc điệp y chưa tiến vào đại sảnh, xem kỹ 10 giây hiện rõ ra trong video, để cho camera dừng lại tại hình ảnh lúc không có người. Điệp y chậm rãi như gió lách mình đi vào bên trong lối thoát hiểm bên trong thang máy, lúc hai mắt nhẹ chớp, đã hiện lên ánh nhìn màu xanh như mắt mèo, cô như âm hồn im lặng cất bước đi về phía cầu thang, từng bậc từng bậc thang đi lên. Cầu thang rất tối, chỉ có ánh đèn của lối thoát hiểm, lóe lên một chút ánh sáng xanh quỷ dị. Điệp y lại thong thả với sắc mặt lãnh đạm đi về phía trước, trong lòng đếm bậc thang dẫn đến tầng 18, cô vẫn không nhanh không chậm, không để cho từng bước từng bước chân phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như gió lướt trên cầu thang mà đi, vài người trên tầng cao nhất bỗng nhiên cảm giác được có luồng hơi thở khác lạ sau khi cùng liếc mắt nhìn nhau lập tức nhanh nhẹn chém móng thép xuống giữ chặt trong lòng bàn tay ầm um, chấm than ngoặc kép cửa tầng cao nhất ầm ầm mở ra điệp y lạnh lùng đứng tại cạnh cửa ban công tầng cao nhìn tình hình vắng lặng xung quanh cô lại hệt như ma quỷ không chút sợ hãi từng bước một đi về phía trước hai chồng mắt thanh lãnh nhìn cảnh vật chung quanh thỉnh thoảng lại đứng bên cạnh tường vây tầng cao nhất nghiêng mặt nhìn xuống tường dưới xem có gì khác thường không cô im lặng không lên tiếng từng bước một nhìn xuống toàn bộ mọi thứ không có một bóng người trong bóng tối vài tên sát thủ dùng móng thép đâm vào trong tường nhanh chóng từ bức tường sau lưng điệp y lặng yên không một tiếng động như con khỉ sắc bén xông vào phòng làm việc của tòa nhà chính phủ điệp y lạnh lùng đứng trong gió bàn tay khởi động một dụng cụ giám sát tia tử ngoại nó có thể khuếch trương như mạng lưới ngoại tuyến dừng giữa tầng cao nhất Dường như chính mình sau khi rời đi, có người đã động vào tia tử ngoại, phía sau máy theo dõi sẽ sáng lên ánh đèn báo động màu hồng. Một cơn gió bay tới, người trên tầng cao nhất kia không thấy đâu nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 876, hai trai. Ban công tầng cao nhất sức gió thật lớn. Hơn 10 tên người bóng đêm nhanh chóng tung mình vào cửa ra vào trên đỉnh, tên dẫn đầu cầm máy vi tính trong lòng bàn tay. Ngón tay nhanh chóng di chuyển, muốn phá giải mật mã máy theo dõi bên trong, trong bóng đêm chỉ có một chút ánh sáng vẫn thần tốc di chuyển, vô số những chữ số đang không ngừng di động. Tô Lạc Hoành vừa ăn đồ ngọt, vừa đùa giỡn với Tiêu Đồng. Tiêu Đồng thỉnh thoảng đẩy anh ra, giả vờ như muốn đánh anh. Giữa bữa tiệc hai người nhân viên phục vụ một nam một nữ, nhìn chăm chăm vào những bọt rượu làm ký hiệu, vô cùng thong thả đem các loại hoa quả tiếp tục bày ra trên bàn ăn cơm, tai nghe cỡ nhỏ trong tay. Thông qua kênh của khách sạn, truyền đạt tin tức, máy dao động cỡ nhỏ đã đặt ở bên trong giấy bạc dưới thân trai, nhạy bén mà tĩnh lặng. Cô nhàn nhạt mỉm cười, đem một ly rượu trái cây ngon rực rỡ sắc màu kỳ ảo, thật cẩn thận đặt trước mặt Như Mạt, dùng bật lửa chậm rãi đốt dịch rượu trong ly kia, nhìn thấy ngọn lửa xanh nhỏ từ từ bay lên, cô mỉm cười tôn kính kêu nhỏ: "Tiểu thư, xin mời dùng món ăn ngọt." Như Mạt mỉm cười gật đầu, nhìn về phía ngọn lửa xanh kia, nghe tiếng gọi tiểu thư kia, nét mặt nhã nhận lịch sự nghiêng thành nghiêng nước thoáng qua chút run run tươi cười dường như nhìn thấy một buổi tối nào đó cũng là đêm mưa như vậy có một đứa con trẻ hoa hoa khóc lớn trong viện phúc lợi sau đó chính mình cũng bị ôm vào viện phúc lợi lúc được vài tuổi thiếu chút nữa bị người ta cưỡng hiếp đó là một đêm đáng sợ tất cả đều kinh hồn khiếp vía dường như khắp nơi đều ngập tràn giả dối và toan tính như mạt chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên ngồi một bên mỉm cười nhìn về phía như mạt có chút kinh ngạc nói, em từ trước đến nay vẫn luôn không uống rượu trái cây, đêm nay sao vậy? Như Mạt có chút thở dốc ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kín đáo mỉm cười nói, đúng vậy, vẫn luôn không uống, chỉ là không hiểu sao gần đây, vị giác có chút nhàn nhạt, nhạt, hôm nay tới tham dự tiệc rượu ngàn hoa này, ngửi được những mùi vị hoa và quả kia, đột nhiên cảm thấy vị giác rất tốt, thịt quả đắng ngọt thơm mát, ăn thực sự rất ngon. Không biết thịt quả ngâm trong rượu, cảm giác thế nào? Nhâm tử hiền lạnh lùng cười trừ một cái, liếc nhìn về phía như mặt chật một tiếng nói cô vẫn nên thôi đi. Thịt quả trơn mềm ngọt này cũng không sánh bằng vóc người trẻ trung xinh đẹp, nhưng mặt cô tuổi cũng không còn nhỏ, dự đoán khẩu vị nhạt đi như vậy cũng không phải là nhạt miệng mà là trong lòng nhạt. Bởi vì cô quạnh, tưởng thiên lỗi trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhâm tử hiền. Nhâm tử hiền lập tức cúi xuống, mặt lạnh không nhìn anh. Như mà thở dốc, bộc lộ vài phần ủy khuất cùng nhu hòa, hai mắt lóe ra một tia hỗn độn cùng đau thương, im lặng không lên tiếng. Tuyết Nhi dựa bên cạnh mẹ, cùng thủ tướng ngồi chung một ghế, ăn bánh ngọt nhân đào mà mẹ lấy cho, đang vui vẻ cười, lại không hiểu sao nhìn thấy trên bàn ăn phía trước yến tiệc, để một chai rượu sâm panh, hai mắt cô sáng ngời, mở to nhìn chai sâm panh kia, muốn đứng dậy đi về phía trước. Tuyết Nhi, con sao vậy? Mạn Nghi mỉm cười nhìn con gái. Tưởng Tuyết Nhi im lặng nhìn chai sâm panh kia, toàn bộ đều được bao bọc bởi màu xanh, chỉ còn lại một chút dịch rượu màu vàng óng hiện ra bên ngoài, cánh bướm màu xanh ở thân chai kia nhẹ nhàng vẫy cánh, trông rất sống động, kỳ diệu hoạt bát, cô lại chớp đôi mắt, lập tức đại não lại tê buốt, nhớ lại một hình ảnh nào đó trước đây, nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, đứng trên một gò núi nào đó, vài người áo đen nhanh chóng đứng trước mặt cô, lặng lẽ hướng về phía cô nói gì đó, cô mặt lạnh đứng một bên nghe, thần thái chưa bao giờ có chút sợ hãi. Lúc đó một con bướm nhiều màu nhẹ nhàng bay tới đậu trên chiếc váy trắng xinh đẹp của cô, cô hơi nghiêng mặt, trong nháy mắt bộc lộ vẻ rét lạnh đáng sợ. Một cô gái nhỏ khác mặc váy màu hồng phấn, mỏng manh đứng giữa bãi cỏ dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt bị bắt đi, không bao lâu sau, cô bé này tỉnh lại trong bóng đêm, xung quanh tất cả đều là rắn độc, nhện, bò khắp người cô bé, trong bóng tối chỉ còn lại chút ánh sáng le lói, chỉ thấy được thân rắn khủng khiếp đang trườn, một âm thanh sắc nhọn kinh hoàng vang lên, từ sâu trong cơ thể truyền đến. Cả người Tuyết Nhi bị chấn động mạnh một cái, dường như cảm giác được toàn thân mình đang tê buốt, những thứ ấy vẫn tiếp tục đe dọa truyền đến. Cô đột nhiên kinh hoàng mất bình tĩnh ngã vào lòng mẹ mình, hai tay run run dẩy dẩy nắm chặt trang phục mẹ, sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tuyết Nhi, con làm sao vậy? Mạn Nhi lập tức ôm chặt con gái, nhất thời lại lo lắng nói con lại không khỏe sao mọi người cùng nhau lo lắng nhìn cô tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên đồng thời đứng dậy nhanh chóng đi tới trước mặt tưởng tuyết nhi ngồi xổm xuống lo lắng hỏi tuyết nhi em làm sao vậy khi văn còn nhỏ tuổi cũng hết sức tò mò nhìn tưởng tuyết nhi tưởng tuyết nhi vẫn mặt run rẩy trôn chặt vào lòng mẹ mình sắc mặt trắng bệch nước mắt chảy xuống đại não vô thức muốn nhớ lại những lời nói của người áo đen muốn nói với như mạt tuyết nhi như mạt trong nháy mắt đi tới trước mặt tưởng tuyết nhi lo lắng nhìn cô, nói, em sao vậy? Hai tròng mắt mộng ảo của cô, sâu như cặp mắt của những con rắn trong hang động tối tăm kia. A, à, chấm than ngoặc kép, tưởng tuyết nhi nhất thời sợ hãi né tránh ánh mắt của như mạt, thân thể rụt lại phía sau, lúc xoay người, nhìn thấy đường khả hình cất bước ra hội trường tiệc rượu, thăm dò các loại rượu, còn 10 chai băng hồ điệp cuối cùng, cô lập tức khẩn trương nhảy lên, dường như muốn tìm sự an ủi, thất thần nhào vào trong lòng khả hình, nhớ tới ngày đó mình lúc từ trong bóng tối bỏ ra, có một cô gái váy trắng khác, tay cầm trong chóng, từ trên người anh trai lớn bay ra mùi lưu huỳnh, ngọt ngào tươi cười đón gió đi tới. Chính là mùi lưu huỳnh trên người cô ấy, dọa cho rắn độc trong bóng tối bỏ đi. Tuyết Nhi, đường khả hình nhất thời sửng sốt xoay người, nhìn về phía dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi của tưởng Tuyết Nhi, liền kìm lòng không được vươn tay, nhẹ ôm lấy thân thể cô, khó hiểu hỏi đã xảy ra chuyện gì mọi người đều hiếu kỳ, Tuyết Nhi sao có thể thân thiết như vậy với Khả Hinh. Sau khi tưởng Tuyết Nhi nhìn thấy Khả Hinh, cảm nhận được toàn bộ mọi thứ trong bóng tối đều qua đi, còn lại tất cả đều là trời xanh, mây trắng. Nhưng nhiều năm trôi qua, thần trí của cô chưa từng khôi phục như vậy. Cô gái thuần khiết này, chỉ chăm chú ôm lấy đường Khả Hinh, nước nở nghẹn ngào nói, Khả Hinh, đừng rời bỏ em, em sợ. Đường Khả Hinh sửng sốt. Đám người tưởng vĩ quốc, cố mạn nghi, Tưởng Thiên lỗi, Trang Hạo Nhiên đều mang vẻ mặt kinh ngạc đứng lên, nhìn cô. "Đừng rời bỏ em." Tưởng Tuyết Nhi không chú ý đến sự quan tâm và lo lắng của mẹ, chỉ ôm chặt lấy Đường Khả Hinh. Như mà chậm rãi đứng giữa đám người, nhìn về phía thân thể đang run run của Tưởng Tuyết Nhi, hai tròng mắt thoáng qua vài tia u ám, lại nhanh chóng biến mất. Đường Khả Hinh nhất thời vì tính tình trẻ con của Tuyết Nhi, cười rộ lên, vươn hai tay nhẹ vỗ sau lưng cô, nói, "Không có việc gì, không có việc gì." chị ở đây, vẫn ở đây, không có việc gì, không cần lo lắng, có được không? Cố mạn nghi đứng một bên, nhìn lúc đường khả hình ôm tuyết nhi, bộc lộ vẻ ôn nhu động lòng người kia, vẫn không khỏi được an ủi, thở hổn hển một hơi. Tưởng tuyết nhi nhẹ buông lỏng cơ thể đường khả hình ra, mở to hai mắt ngây thơ lấp lánh, nhìn dáng vẻ ngọt ngào dịu dàng của cô, giống như một người chị, nắm chặt tay cô nói, khả hình. Tối nay chị ở bên cạnh em, chỗ nào cũng đừng đi em không muốn cách xa chị, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình giật mình một lát, rốt cuộc mới dịu dàng cười rộ lên, nhẹ tay vén tóc mái trên trán cô, nói, được. Tối nay chị sẽ ở bên cạnh em, chỗ nào cũng không đi. Cho nên em cứ yên tâm ở đây, được không? Tưởng Tuyết Nhi nghe thấy lời đường khả hình, mới chậm rãi yên tâm gật gật đầu. Đường khả hình nhìn cô dịu dàng săn sóc cười, sau đó cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, dặn người chuẩn bị món kem lửa mà Tuyết Nhi thích ăn. Làm sao chị biết em thích ăn kem lửa?" Tưởng Tuyết Nhi vui vẻ nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười hỏi. "Chị đương nhiên biết, chị là nhà ảo thuật mà." Đường Khả Hinh cười nói xong, lại trấn an Tuyết Nhi một lát. Thủ tướng ngồi một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh tươi cười đáng yêu động lòng người như vậy, liền chậm rãi gật đầu nói, "Khả Hinh tính tình thiện lương, càng khó có được chính là lòng giả tinh tế, chăm sóc người khác vô cùng chu đáo, hiếm thấy người còn trẻ lại hiểu chuyện săn sóc vậy." Ông nội, chấm than ngoặc kép, Tô Linh lại chọc em trai, cười nhìn về phía ông nội, nói có phải càng nhìn càng vừa ý cháu dâu này rồi hay không, nếu không tối nay liền bắt cóc cô ấy đến nhà chúng ta cùng ông chơi cờ đi. Mặt đường khả hình bỗng chốc đỏ bừng. Mọi người lại cười rộ lên, Tô Thủy Kỳ có vài phần xấu hổ ngừng đầu, nhìn về phía chị bật cười nói chị à. Tối nay chị thực sự là uống hơi nhiều rồi đấy. Rượu của bác dịch tiên sinh đúng là trêu chọc tâm tư con người dùng cốc tai lại càng không sai được tô linh lại cười rộ lên bác dịch ngồi một bên đành cúi đầu mỉm cười trang hạo nhiên đêm nay thật là cảm giác mình giống như vạn tiễn xuyên tâm sao sao ngàn vạn mũi tên xuyên tim cậu chủ tô đừng lấy em ra làm trò cười em chỉ là cùng với tuyết nhi tiểu thư khó có được chút ăn ý cùng duyên phận các vị thong thả dùng đường khả hinh lập tức đỏ mặt xấu hổ xoay người rời đi mọi người thấy cô xấu hổ như vậy đều xối nổi cười. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu là một trong những nhân viên truyền thức ăn và rượu, bước nhanh đi tới trước mặt đường Khả Hinh, nói, vừa rồi có một vị khách, muốn dùng chút băng hồ điệp. Trừ 10 chai trên kia, có còn chai nào nữa hay không? Còn có một chai, đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Nhu, cười trộm nói, đặt ở trong giá rượu. Tôi trộm giấu đi, chuẩn bị mời thầy uống. Nếu hiện tại có khách muốn dùng, Cô liền truyền lời của tôi với Tiểu Thanh, đi lấy đi. Phốc, hai người cùng nhau cười. Vậy tôi đi lấy, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu vui vẻ ngốc nghếch đi về phía trước. Nhanh lên một chút đấy, phần cao trào của bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn về phía cô cười nói. Tôi biết, Tiểu Nhu nói xong, tức khắc bước nhanh về phía trước, ai ngờ vì quá gấp, cánh tay không cẩn thận đụng phải một thùng ướp rượu cuối cùng trên bàn, chai rượu đang được ướp kia ầm một tiếng rơi trên thảm, ùm ụp lăn ra. Vài đôi mắt giữa buổi tiệc, liếc nhìn chai sâm panh kia, hai mắt nhất thời cấp bách, mượn cớ nhanh chóng đi ra ngoài. Như mặt cũng hơi nâng ly rượu, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài. Bác dịch cũng hơi nghiêng mặt, nhìn về phía chai rượu sâm panh lăn ra kia. Một nhân viên phục vụ nào đó dường như chú ý đến chai rượu sâm panh lăn ra, liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm, rời khỏi buổi tiệc, người đứng giữa cơn mưa phùn nhẹ nhàng, đã nhìn thấy tiểu nhu ôm chai rượu sâm panh kia, đi về phía phòng rượu, hai mắt cô liền ngưng động, giống như chịu trách nhiệm truyền rượu của cô, bước nhanh đi về phía trước. Bên ngoài phòng rượu mưa tí tách ướt át rơi xuống. Tiểu nhu ôm một chai, băng hồ điệp, trong đó lau sạch sẽ phía sau, đem một chai khác đặt chung một chỗ, đang muốn cười đi về phía trước. Một nữ phục vụ đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu nhu. chương 877, lễ vật thần bí nữ nhân viên phục vụ vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu bên trái cầm một chai, băng hồ điệp, bên phải cầm một chai, băng hồ điệp, vẻ mặt ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía người đồng nghiệp không hề quen thuộc được câu lạc bộ điều qua đây, lẩm bẩm nói tôi thực sự không biết chai nào là vừa mới lấy, chai nào là vừa được nhặt lên do bị rơi trên mặt đất nữa. Chấm than ngoặc kép, nữ đồng nghiệp cười rộ lên, liếc mắt nhìn hai chai băng hồ điệp giống nhau như đúc, chỉ có cái ký hiệu đã bị xóa đi, hai mắt cô ta cường liệt rung động, mới nói tôi. Tôi nghĩ, chuyện đơn giản như vậy, sao cô lại có thể không biết chứ? Một chai là được ướp lạnh rồi, một chai chưa được ướp lạnh. Không phải a, à, tiểu nhu thoáng cái dơ chai bên trái lên, rồi lại dơ chai bên phải này lên, mở to đôi mắt, thần bí mộng ảo tiếp tục ngây ngốc nói, có một chai vừa mới ướp lạnh qua, thế nhưng còn một chai băng hồ điệp cuối cùng trong phòng rượu, lại được đặt trong tủ lạnh. Nhiệt độ là như nhau a. À ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép nữ đồng nghiệp không biết nói gì chỉ nhìn về phía tiểu nhu nét mặt kia thật cổ quái hình như có vài phần cam chịu số phận nói vậy cô rốt cuộc có còn nhớ chai rượu nào vừa mới rơi trong bữa tiệc hay không nhất định phải suy nghĩ kỹ càng quản lý đã nói rượu bọt khí đã qua ướp lạnh giữ hương thơm là rất quan trọng nghiêm túc suy nghĩ một chút đi tiểu nhu nghe lời này cũng cảm giác được tình hình nghiêm trọng cô liền đem hai chai rượu đặt trên bàn một hồi sau đẩy chai rượu này ra nói tôi nhớ vừa rồi sau khi lau rượu xong là tay phải lấy rượu tay trái cầm khăn tay à không là tay trái tôi cầm khăn tay tay phải cầm rượu chứ à không hình như là tay trái hay là tay phải nhỉ người này dường như lạc vào cõi thần tiên vũ trụ mở to đôi mắt cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời mọi thứ nữ đồng nghiệp nắm chặt nắm tay chịu đựng loại buồn bực như muốn giết người tựa như ngàn vạn loài côn trùng đang bò đầy khắp người mình, hai tròng mắt cường liệt lưu chuyển lóe lên nhìn cô, nhưng vẫn cố hết sức kiềm chế, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi nói, xin hỏi cô bàn tay nào đưa ra cầm khắn, bàn tay nào lấy chai rượu, điều này có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng rồi, Tiểu Nhu vô cùng nghiêm trọng cẩn thận nhìn về phía đồng nghiệp, nói, nếu như tôi cầm chai bằng tay trái, sau khi lau sạch sẽ, liền sẽ giữ ở tay trái, tay phải lấy, liền sẽ giữ lấy ở bên phải A, đây là thói quen của tôi vậy nữ đồng nghiệp nhìn cô có chút cẩn thận hỏi rốt cuộc cô là tay nào cầm chai rượu tôi phải suy nghĩ thật kỹ a à, cô chờ tôi một chút tiểu nhu lại đứng ngay hai chai rượu trước mặt lúc cầm chai rượu này lên thử lúc lại cầm chai kia lên thử sau đó lại nhớ lại phương hướng lúc mình dùng khắn tay lau rượu đem hai chai rượu không ngừng xoay qua lại xoay lại xoay qua rồi lại xoay lại xoay đến mức nữ đồng nghiệp kia nhìn đều đã hoa mắt Kim Long không được cắn răng nghĩ, người này ngu mốc đến như vậy, tương lai làm sao mà gả đi được. Có lẽ là chai này, chấm than ngoặc kép, nét mặt tiểu nhu bỗng chốc ngạc nhiên vui mừng mở chai rượu ra, hướng về nữ đồng nghiệp, vui vẻ nói tôi cảm thấy hẳn là chai này. Chấm than ngoặc kép, thực, thực sự, nữ đồng nghiệp có chút không tin nhìn cô, trong lòng sao lại có chút hoảng loạn. Ừ, tiểu nhu nói xong, đầu tiên vui vẻ cười một cái, nhưng lại nhíu mày đem chai rượu thu lại, vẻ mặt mơ hồ đưa tay vỗ nhẹ đầu, mới lại dơ lên một chai khác, nhờ mắt nhìn chai rượu này, vẫn là vẻ mặt thật thà phúc hậu lẩm bẩm nói, thế nhưng tôi lại cảm thấy, chai này cũng có chút giống, nhìn thế nào cũng thấy có chút giống. Nữ đồng nghiệp thực sự rất bất đắc dĩ, rất cam chịu nhìn về phía tiểu nhu. Tiểu nhu vẻ mặt xin lỗi ngẩng đầu, nhìn nữ đồng nghiệp lẩm bẩm nói, tôi thực sự rất xin lỗi, thực sự là không nhớ được chai nào, thế nhưng có quan trọng không? Một chút cũng không quan trọng a. À lại ướp lạnh một chút là được rồi. Đến đây, cô một chai tôi một chai. Cô hệt như chia kẹo khi còn bé, cô một viên tôi một viên. Nữ đồng nghiệp ôm lấy chai rượu băng kia, mặt nhân lại không nói được nên lời, chỉ lại như nhận lệnh nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, đường khả hình lúc này nhanh chóng đi tới, nhìn Tiểu Nhu cùng một nữ đồng nghiệp đang đứng trong phòng rượu, cô liền kỳ quái hỏi sao lại lâu ra như vậy. À, vừa rồi tôi không cẩn thận đem một chai rượu làm rơi xuống cầm về lau lại thân trai một chút, rồi đem quay trở lại. Tiểu Nhu vội vàng cười rộ lên nói. Không cần, đường khả hinh nhìn cô, mỉm cười nói, hai chai rượu này đều không cần nữa, bởi vì nghi thức quyên góp sắp bắt đầu. Đem 10 chai rượu này sắp xếp cùng một chỗ đi, sau khi tiệc rượu thực sự kết thúc, lại mở ra uống mừng. Tôi qua đây lấy ba chai xích Hà Châu 1980, sứ thần Pháp muốn uống. Được, tôi giúp cô, Tiểu Nhu lập tức cười gật đầu, đem chai rượu đó kia đặt vào tay nữ đồng nghiệp, tự mình lại xoay người cười đi lấy xích Hà Châu. Nữ đồng nghiệp đáp lại xong, cả người đứng tại chỗ, ôm hai chai rượu, không biết nên làm gì bây giờ. Sức gió trên tầng cao nhất, càng lúc càng lớn. Hơn 10 tên người bóng đêm sau khi đem loại máy thăm dò của Điệp Y hoàn toàn giải mã xong, chặt đứt nó truyền số liệu về, lại nhanh chóng chạy tán loạn trên tầng cao nhất, lại phối hợp với súng ống, theo kế hoạch từ trước, sau khi xảy ra nổ hương, Lợi dụng lúc tình hình hỗn loạn, ám sát Tô Thủy Kỳ, lại bí mật bắt cóc Đường Khả Hinh, ai ngờ từ tai nghe cỡ nhỏ truyền đến tín hiệu, tạm dừng kế hoạch, bọn họ hơi giật mình. Nữ nhân viên kia nâng chai rượu bọt khí vừa đi về phía trước, vừa trong bóng đêm di chuyển dùng ngón tay, nhẹ ấn bên tai, truyền lại tín hiệu, tín hiệu là đụng phải một đứa ngốc, lại điều chỉnh nhiệm vụ. Tiệc từ thiện bắt đầu. Hơn 10 tay đàn violin danh tiếng, trong nháy mắt bắt đầu kéo đàn khiến cho bầu không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Quản lý bộ phận quan hệ xã hội nhanh chóng đi tới, thông báo với Tưởng Thiên Lỗi, khách mời của tiệc từ thiện, vì trời mưa nên vào đại sảnh sớm 10 phút, tất cả diễn viên cũng đã tập luyện xong rồi, quý từ thiện và nhân viên chính phủ, còn có giám sát viên chính còn có kiểm kê lạc quyên, ngọn đèn tầng cao nhất nhà hát bắt đầu chiếu ra những tia sáng rực rỡ huy hoàng, âm nhạc chấn động lòng người tại bữa tiệc này vang lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang của dòng người chen chúc náo nhiệt phía trước vang lên. Tiêu đồng cũng vào 25 phút cuối cùng của tiệc, lấy thân phận người dẫn chương trình mỉm cười đứng lên, đi về phía trước microphone của bữa tiệc, một tay nhẹ cầm microphone, khẽ cười nói, Thủ tướng kính yêu, các vị khách mời thân mến, cảm ơn các vị đã góp mặt trong bữa tiệc từ thiện tối nay của khách sạn Á Châu, ủng hộ sự nghiệp từ thiện của đất nước chúng ta sau bữa tiệc tối nay khách sạn Á Châu chúng tôi có một phần cao trào nho nhỏ, đặc biệt vì ủng hộ sự nghiệp từ thiện mà đặc biệt cống hiến một chút. Đương nhiên, sự nghiệp từ thiện rất nhiều người đều có trách nhiệm, khách sạn Á Châu chúng tôi cũng chỉ là vào một đêm kỳ diệu như vậy, mời các vị khách quý cùng chung chí hướng, cùng tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Bữa tiệc ngàn hoa đêm nay chính thức kết thúc, trước hết xin cảm ơn người chủ trì tiệc ngàn hoa xuất sắc đêm nay quản lý lưu. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nhã tuệ trong khao hình khắc nghiêng người, nhẹ tay giữ chặt lồng ngực mình, khiêm tốn lịch sự nhìn về phía khách mời gật đầu chào hỏi. Cho nên mới nói mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng lòng tham gia quan trọng như thế nào. Đồng thời một lần nữa cảm ơn các nhân viên của khách sạn Á Châu. Xin mời kỹ sư ưu tú thắp sáng ngọn lửa hoa mẫu đơn. Tiêu đồng nhất thời vươn ngón tay thon ngọc, hướng về hai bó đút hoa mẫu đơn bên ngoài hội trường tiệc trông rất sống động. Âm một tiếng, hai đóa mẫu đơn lập tức giữa cơn mưa sáng lên ngọn lửa xanh. Các vị khách mời hiếu kỳ nhìn về phía hai đóa mẫu đơn kia, cuối cùng nhìn thấy ngọn lửa hừng hực, sau khi đốt hết hai đóa mẫu đơn kia, lại cùng xuất hiện hai hộp gỗ màu đỏ thấm, mặt trên có một biểu tượng nghệ thuật pháp nào đó rất đẹp. Mọi người vô cùng tò mò ngẩng đầu, cũng nhìn về phía hộp gỗ kia, nhao nhao suy đoán bên trong có thứ gì. Tiêu đồng thần bí nhìn mọi người mỉm cười nói, có phải các vị cảm thấy rất tò mò hay không? rốt cuộc bên trong là cái gì đây? Đường Khả Hinh vừa đúng lúc này đi với thầy cùng ngồi vào ghế ở bàn ăn bên cạnh, cách thủ tướng không xa, cũng đồng thời nghi ngờ nhìn hai hộp gỗ đỏ thấm kia, nghĩ đây rốt cuộc là cái gì? Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi một bên, cùng tưởng thiên lỗi còn có lãnh mặc hàn vừa mới đen, đang to nhỏ nói gì đó, nói chuyện phiếm xong, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đá lạnh hai bên hộp gỗ. Tiêu đồng hướng về microphone, dịu dàng thần bí mỉm cười nói, quãng thời gian trước xảy ra một việc, viện phúc lợi có một bạn nhỏ đáng yêu, trên đường về nhà, không may chúng đạn bị thương, bây giờ đang ở Mỹ tiếp tục trị liệu, xế chiều hôm nay theo giờ Mỹ là khoảng 8 giờ tối, tình tình đáng yêu, cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra chuyện đầu tiên, chính là gọi chị ơi, vỏ ốc biển trong lòng bàn tay bé, vẫn mang theo một chút chúc phúc và vận may của chị cho cô bé ấy. Tim đường khả hình bỗng đập loạn, Ngồi trước bàn ăn, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Đồng. Các vị khách mời nghe đến say mê cũng nhìn cô. Tiêu Đồng vẫn mỉm cười nhìn mọi người, nói cho nên duyên phận là một thứ gì đó quý giá nhất trên thế giới này, tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thầy trò, thậm chí đối với tình yêu nghề đều rất khó khăn để gìn giữ. Người bạn nhỏ đáng yêu tên là Tình Tình kia, trong miệng vẫn kêu tên của người chị gái vô tư đáng yêu người ấy chính là tiểu thư Đường Khả Hinh tổng quản lý bộ rượu mới nhậm chức tại tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta, cô ấy vì cùng với tình tình một mối duyên phận hiếm có này, đã quyên tặng tấm vé số giải nhất của mình, trị giá 300.000. Xin mọi người cho cô ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chấm than ngoặc kép. Một trận tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Mặt Đường Khả Hinh trong nháy mắt có chút ngượng ngùng đỏ lên, ngồi một bên, rất lúng túng cúi đầu cười. Tô Thủy Kỳ, Nhã Tuệ cùng bạn bè xung quanh đều nhao nhao nhìn cô, tự hào kiêu ngạo mà cười. Thủ tướng, mấy người tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ, càng bộc lộ vẻ hài lòng nhìn về phía đường khả hinh, xúc động mỉm cười gật đầu. Thi văn cũng hơi nghiêng mặt, nhìn vị chị gái dịu dàng đáng yêu đang xấu hổ ngồi phía bên kia, cảm thấy chị ấy và mẹ cũng có chút đáng yêu, mặc dù vẫn còn chút ngốc nghếch. Hai tay tiêu đồng nhẹ đưa lên ấp chế tiếng vỗ tay, lại mỉm cười nói, đương nhiên, thực ra làm việc thiện, thứ đáng quan tâm hơn cả chính là có tâm ý. Thế nhưng như tổng quản lý đường, vẫn còn là người đang trên con đường gian khổ mà phấn đấu, cô ấy lại trả giá như vậy, có thể nói là dốc hết tất cả. Toàn tâm toàn ý, hai vị tổng giám đốc của Hoàn Cầu biết được đường tiểu thư không vụ lời và vĩ đại như vậy, cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu ngạo với người cấp dưới này, do đó vì cô ấy đã đưa lên một phần lễ vật nên cô ấy xứng đáng nhận được một phần lễ vật yêu thương khác. Giúp cho cô ấy kéo dài duyên phận sâu đậm này, tiếp tục đi về phía trước. Xin mời Đường tiểu thư cất bước tiến lên phía trước tiệc. Một trận tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh lập tức khẩn trương khó hiểu, tim đập loạn, ngồi một bên, không biết nên làm thế nào. Chương 878, vị khách quý thần bí. Mọi người cùng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng đứng ở phía trước mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Vitus vừa vặn lúc này đứng tiếp khách ở bên này. Gương mặt trầm ổn bộc lộ khí chất lãnh đạm nhưng khi nghe thấy việc học trò của mình quyên tặng 300.000 cho viện phúc lợi thì hai mắt của ông lóe sáng, cũng chậm rãi nhìn về phía học trò của mình. "Đường tiểu thư, xin mời." Tiêu Đồng nói xong, lại vui mừng tươi cười, đưa microphone cho Đường Khả Hinh, nói. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế, lại có cảm giác ngượng ngùng, ban đầu chỉ muốn quyên tặng 300.000 này mà không ai biết, ai biết đâu chuyện sẽ như thế này lại nghe thấy Tiêu Đồng gọi tên mình một lần nữa đành phải mỉm cười đứng lên, nâng váy lên, vẻ mặt xấu hổ đi về phía trước, chậm rãi đi lên bục phát biểu, kìm lòng không được liếc mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên là hai nhân vật có tiếng tăm, nhìn cô mỉm cười. "Đem quà tặng lên đây." Tiêu Đồng nhìn thấy Đường Khả Hinh đã đứng bên cạnh, tức khắc giơ tay, gọi lễ tân mang quà tặng lên. Lễ Tân mỉm cười đi đến chỗ hòa mẫu đơn đã tàn lấy một hộp gỗ hồng lên đặt chúng vào bên trong cái cầu thủy tinh khúc xạ, rồi cẩn thận từng khi từng tí đặt chúng vào bên trong xe đẩy, đẩy tới trung tâm bữa tiệc. Đường Khả Hinh cảm thấy hơi ngạc nhiên nhìn hai cái hộp gỗ màu hồng ở bên trên xe đẩy, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng hít thở kỳ dị, kìm lòng không được định vươn tay ra mở cái hộp kia ra. Chờ một chút. Chấm than ngoặc kép. Tiêu Đồng vươn tay ngăn cản Đường Khả Hinh mở hai hộp cái hộp này mà là mỉm cười nói tiếp, hai vị chủ tịch tập đoàn hoàn cầu chúng ta, biết được việc đường tiểu thư làm việc thiện, vì đề cổ vũ tinh thần của đông đảo công nhân của tập đoàn hoàn cầu, trong buổi tối ý nghĩa như ngày hôm nay hai vị muốn mua lại phần quà này của cô với giá 5 tỷ, còn số tiền kia của cô quyên tặng hay không là tùy cô. Không biết đường tiểu thư có đồng ý hay không? Hả, đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn về phía tiêu đồng. Toàn hội trường nhìn thái độ ngạc nhiên của cô, cũng kìm lòng không được cười rộ lên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cũng đồng thời cúi đầu mỉm cười. Tiêu Đồng nghe lời nói ngốc nghếch như vậy, nhịn không được cười rộ lên, nhìn Đường Khả Hinh nói, cô không có nghe lầm, phần lễ vật này tổng giám đốc Tưởng và tổng giám đốc Trang muốn mua lại với giá 5 tỷ còn số tiền này cô tự ý quyết định. Cô có đồng ý không? Toàn bộ mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nghe này những lời nói này rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề, cười ngọt ngào cảm động nói cảm ơn hai vị tổng giám đốc đã yêu quý tôi thông qua cách làm này giúp tôi có thêm cơ hội làm việc từ thiện nói thật ngày trước lúc tôi biết mình trúng số tôi liền nghĩ phần thưởng mà ông trời ban tặng không bao giờ thuộc về tôi mọi người đều trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn cô đường khả hinh đứng trước microphone có chút ngượng ngùng nhìn về phía mọi người yếu ớt ngọt ngào nói tôi nhớ sư phụ đã từng nói con người khi đi đường tắt có thể giống như bụi hoa tường vi mỏng manh yếu đuối cũng có thể vận mệnh giống như cạm bẫy, cũng có thể là một hành trình rất dài. Tôi vui mừng vì vào thời khắc này Thượng Đế đã cho tôi thời gian và tuổi thanh xuân, đó là điều vô giá đối với tôi. Tôi hy vọng tôi có thể tận dụng được tuổi thanh xuân và thời gian quý giá này, theo đuổi được ước mơ của mình mà không phải lo tới tuổi tác. Có đôi khi đối mặt sinh mệnh thì chúng ta thường bị lay chuyển thế nhưng chỉ cần có quyết tâm và tâm ta trong sáng dũng cảm bước đi thì không cần sợ khó khăn và dục vọng. Khi quyên tặng 300.000 này, trong giây lát tôi nhìn vào trong mắt của sư phụ tôi không hề có vui sướng hay dao động nào, lúc đó tôi nhìn thấy trong mắt của ông rất yên tĩnh, tôi không biết bao giờ mới được như sư phụ mình, đứng trước lợi ích, danh vọng thì tâm lúc nào cũng sáng như hương, không có chút tạp niệm nào. Vitus đứng ở thảm bên cạnh, nhàn nhạt ngửa mặt lên, nhìn học trò. Đường khả hình cũng đứng ở trước microphone, hai mắt lóe sáng lên, trong lòng nghẹn ngào nhìn về phía sư phụ, thật tình nói, tôi biết, Sư phụ của tôi không cần học trò của mình đạt được chức cao vọng trọng hay đạt được nhiều tiền tài mà cái cốt lõi là phải hiểu được ý nghĩa theo đuổi ước mơ chân chính đó chính là trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Khi đó con người mới cảm thấy hạnh phúc thực sự, cho nên tôi hiểu được khi theo đuổi tiền tài có chừng mực thì hạnh phúc mới viên mãn được. Quản lý nghe nói chuyện như vậy, hai mắt liền sáng lên kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, mặt lộ vẻ tươi cười. Vitus nghe học trò nói như vậy, hai mắt thâm thúy di chuyển lộ ra vẻ vui mừng. Cho nên, Đường Khả Hinh nói xong lời này, có chút kích động nghẹn ngào cười nói, "Đêm nay là buổi tối vô cùng ý nghĩa, tôi có thể dùng 300 ngàn của tôi ủng hộ cho viện phúc lợi đồng thời cũng giúp cho viện phúc lợi có thêm 5 tỷ, điều này làm tôi rất vinh hạnh." Tôi nghĩ đến những người không cha không mẹ không người thân, nhờ sự giúp đỡ của chúng ta mà họ một lần nữa có được hạnh phúc, vui vẻ như sống ở nhà, điều đó mới thật sự ý nghĩa. Mọi người trong bữa tiệc cùng đồng loạt vỗ tay, khách quý cũng gật đầu mỉm cười. Tiêu Đồng cũng nhiệt liệt vỗ tay, nhìn Đường Khả Hinh nói, như vậy nói cách khác. Đường tiểu thư cô đồng ý bán phần lễ vật này cho tổng giám đốc Tưởng và giám đốc Trang rồi quên tặng số tiền 5 tỷ bán được cho viện phúc lợi sao? Chẳng lẽ cô muốn quên tặng hết không lấy một chút nào sao? Mọi người lại cười rộ lên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời cúi đầu xuống mỉm cười. Đường Khả Hinh mặt đỏ lên, xấu hổ cười ngọt ngào lắc lắc đầu, nói tôi không muốn. Thật không muốn sao? Tiêu Đồng lại đùa cô. Thật không muốn. Đường Khả Hinh lắc đầu cười nói. Được, chấm than ngoặc kép. Tiêu Đồng có chút cảm động hài lòng nhìn hướng các khách mời, cười nói cảm ơn khách sạn Á Châu đã tổ chức một sự kiện từ thiện buổi tối hôm nay cho chúng ta thấy được những mảnh đời khó khăn, bất hạnh như vậy để chúng ta cơ hội để chia sẻ nỗi đau với họ. Cũng cảm ơn Đường Tiêu tốt bụng như vậy. Trong lòng của cô có rất nhiều tình yêu thương có cả dành cho người yêu, cho gia đình, cho bạn bè còn có cả với thầy giáo nữa. Như vậy cô muốn dùng lễ vật này đổi lấy 5 tỷ để quyên góp cho viện phúc lợi, vậy cô hãy mở nó ra sau đó cho khách quý nhìn. Lời này vừa nói ra, khách quý ở đây nhao nhao lên, mà nhìn chung quanh, muốn xem vị khách quý thần bí kia là ai. Đường Khả Hinh cũng hết sức tò mò, lại tò mò hơn về hai hộp gỗ hồng trong quả cầu thủy tinh kia rốt cuộc có cái gì. Đường tiểu thư, mời cô mở lễ vật ra." Tiêu Đồng lại tỏ vẻ thần bí tươi cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường khả hình thở nặng một cái, cuối cùng cất bước tiến lên, vươn hai tay ra có chút kích động cầm vào hai hộp hồng, trước mặt bao nhiêu người mở hai hộp ra, bên trong hộp là bốn bình rượu khang đế 1945. Cô khiếp sợ mở to mắt, nhìn về phía bên trong bốn bình, khang đế, toàn bộ máu của cô ngưng kết, thậm chí bên trong có một tấm thiệp nhỏ có mùi của hoa oải hương ở Provence nước Pháp, đó là quê hương của sư phụ. Trên thiệp là chữ viết của Trang Hạo Nhiên, gửi tặng cho sư phụ Vitus kính yêu nhất. Đường khả hình trong nháy mắt kích động rơi lệ, hé miệng để giảm bớt cảm xúc hiện tại, nhớ tới mỗi lần sư phụ về nhà buổi tối đều nhìn lên giá rượu ngắm bốn bình khang đế 1945 nhìn thật lâu. Sau này cô mới biết được khi ngắm những bình rượu này sư phụ đang nghĩ về vấn đề mà nhiều gia đình ở Pháp nghĩ đó là khi con gái trong gia đình đi xuất giá thì sẽ mở bình rượu này để chiêu đãi khách, chúc mừng con gái tìm được hạnh phúc. Vậy bây giờ là sao? Đường khả hình lúc này thực sự kích động, nhìn về phía bốn bình rượu đỏ kia, cô kìm lòng không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng ngồi ở ghế ngẩng mặt lên nhìn về phía đường Khả Hinh mỉm cười. Mọi người cùng nhìn thì phát hiện bên trong là bốn bình khang đế 1945, họ cũng không khỏi phải ồ lên phấn khích. Vitas nghe âm thanh của khách truyền tới, nghe thấy đó là khang đế 1945 thì tim ông đập nhanh dữ dội, nghi hoặc và kích động nhìn về phía học trò của mình. Đường tiểu thư, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, thật tình nói, trong cuộc sống thứ quý giá nhất chính là đam mê, còn có cả tình cảm chân thành. Bây giờ, cô hãy đem phần quà quý giá này cho vị khách quý bí ẩn kia đi. Đường khả hình nghe lời này, lại kích động ngẩng đầu lên, nhìn về phía sư phụ đứng ở bên kia. Vitus cũng đứng ở một bên, yếu ớt nhìn về phía học trò. Đường khả hình nhất thời khống chế không được nước mắt chảy xuống, lại kích động đứng ở trước microphone, nghẹn ngào nói, tôi biết sư phụ sinh ra ở Pháp qua đây làm việc, thế nhưng ông lại coi Trung Quốc là quê hương thứ hai của mình, ông thích văn hóa, cảnh đẹp của chúng ta. Vitus đứng ở một bên, nhớ tới 12 tháng đã qua, trên mặt trầm lạnh, hơi lộ mấy phần luyến tiếc. Có đôi khi, đường khả hình tiếp tục khóc nói, có đôi khi ông nhớ tới Pháp, ông gọi điện về nước hỏi xem có chuyện gì xảy ra trong nước không, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của ông với quê hương. Nhưng ông lại vượt qua biên giới đem tình yêu lớn nhất dành cho tôi và Trang Hạo Nhiên, thế nhưng trong thời gian mất trí nhớ tôi lại quên mất ông, khi tôi mở mắt tỉnh dậy tôi nhìn thấy ánh mắt như người cha của ông đang nhìn tôi. Tôi giống như đứa bé mới được sinh ra, tôi cảm ơn ông đã cùng tôi nghênh đón các trận mưa gió bão bùng để đi lên phía trước, vào những buổi tối ông luôn đi nhẹ nhàng vào phòng của tôi, đắp chăn cho tôi rồi trầm lặng ra ngoài. Tất cả tân khách nghe những lời này, cũng không khỏi rung động. Vitus càng đứng ở một bên, hai khóe mắt có chút ẩm ướt, không lên tiếng. "Cảm ơn người, sư phụ, cảm ơn người, thầy đã truyền tư tưởng cho con, con sẽ mang tư tưởng của thầy suốt cuộc đời rồi truyền lại cho đời sau." Đường Khả Hinh nói xong, lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt, lại không ngừng kích động ôm lấy hai hộp gỗ hồng này đi về hướng Vitus. Vitus đứng ở thảm bên này, nhìn thấy học trò đi về phía mình, ông cuối cùng cũng nở nụ cười. "Sư phụ" Đường khả hình rốt của ôm hai hộp gỗ hồng, kích động đứng trước mặt sư phụ, lại nghẹn ngào gọi, đây là bốn bình khang đế 1945. Mong thầy nhận lấy, nhận lấy tình cảm và sự biết ơn của con. Vitus đứng ở một bên, nhìn về phía học trò khôn ngoan hiểu chuyện như vậy, chuẩn bị nói chuyện thì lại rơi lệ, nhớ tới lần gặp đầu tiên với đứa nhỏ này, gây mọi khó dễ cho cô nhưng cô không bao giờ từ bỏ, cảm ơn sự kiên cường, dũng cảm của cô mà ông mới có được khoảng thời gian tuổi già hạnh phúc nhất trong lòng cảm thấy kích động, cuối cùng chậm chạp vươn tay ra, tiếp nhận bốn bình khang đế kia. Đường khả hình cảm thấy vui sướng, nước nở nhào vào trong lòng sư phụ, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói, sư phụ. Cảm ơn người. Vitus nghe những lời này thì hai mắt cũng đỏ bừng, cuối cùng cười mãn nguyện. chương 879 Đây quả thật là một buổi tối kỳ diệu. Bởi vì Vitus phải nhận lễ vật, Lúc ngồi trên bàn tiệc đặt bốn bình rượu khang đế mà đệ tự hợp sức có được đưa cho mình, cũng không phải không có ý gì trong đầu, dù sao lúc nào cũng cố ý hay vô ý nhìn về phía Lauren. Lauren ngồi ở một bên, nhìn ánh mắt này của anh ta, không nhịn được cười lên một tiếng. Anh có hai bình, tôi có bốn bình. Vitas ngồi ở trên vị trí, nhìn về phía cái bình 1945 chân quý này, còn có ký hiệu rượu khang đế được khôi phục, ông không nhịn được mà cười cười đường khả hình càng giống như đứa con gái hiếu thuận nhu thuận mà nằm bên cạnh ông, hai tay dựa kéo cánh tay của mình, vô cùng ỉ lại. Hiện tại trên toàn thế giới cũng biết ông có hai người đệ tử giỏi, ông không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Lauren. Lauren không có cách nào bỏ qua ánh mắt ông được, cười rộ lên, lắc đầu nói, được rồi, ông muốn nói cái gì? Đến nay Vitus còn nhớ hai bình khang đế 1945 ở trong phòng, là ông có chút hèn hạ mua về, nhưng là hôm nay mình có bốn bình, dĩ nhiên là không so đo, nhưng ông vẫn vẫn có chút nghi ngờ nghĩ, đến cùng bốn bình khang đế này lấy ở đâu ra. Nghe nói trên thế giới rượu khang đế 1945, không phải được đặt trong viện bảo tàng sao, chính là gia đình cao quý, ít có người có thể lấy được tới bốn bình như vậy. Trang hạo nhiên đứng ở gần một bàn tiệc, vừa rồi mọi người chưa kịp chuyện, cười cười nói nói, tưởng thiên lỗi hơi nghiêng người, dơ ly rượu lên, uống một ngụm rượu đỏ, mới hỏi, tôi nói, chẳng qua cậu chỉ kêu tôi phối hợp với cậu mở tiết mục này, nhưng tôi không ngờ có tới bốn bình khang đế 1945, sao cậu có được vậy? Trang hạo nhiên nghe lời này, tay giơ một ly rượu trái cây bảy màu, uống một ngụm, mới cười nói, mua về. Chấm than ngoặc kép, mua về, tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn về phía anh, không tin tưởng nói, tôi cũng không tin. Khang đế là có tiền cũng mua không được, cậu cho tôi thật sự là đi theo sao, ở đâu tới hay sao, không muốn nói cho tôi biết, vừa giống như lúc trước cùng khả Hinh lên thuyền trộm rượu vậy, trộm về hả? Chấm than ngoặc kép, nói giỡn, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên kéo bờ vai của anh ta, cười nhẹ nói, mưu kế kia có người dùng hai lần. Dù sao anh nên tin tưởng tôi, đêm nay bốn bình khang đế này, là tôi và anh có cùng chung vinh dự. 15 cây, Tưởng thiên lỗi lại nhíu mày tức giận nhìn anh. Trang hạo nhiên bật cười, giả bộ thân thiết mà choàng tay qua bờ vai của anh ta. Được rồi, nhâm tử hiên nhất thời không nhịn được ngẩng đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi nói, nhìn hai người đi, cả một buổi tối đều to nhỏ với nhau, giống như sợ toàn thế giới cũng không biết các người một người là cô dâu, một là chú rể vậy. Phốc, mọi người cười ầm lên, tưởng thiên lỗi nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía tử hiên. Trang hạo nhiên lại tuyệt không khách khí mà nhìn về phía tử hiên, cười nói tôi nói nè cậu không được ăn nho nên nói nho chua sao năm đó cậu và anh ta đính hôn tôi biết ngay cậu không giành lại tôi mà cút tử hiên không nhịn được cầm lấy trái táo muốn ném trang hạo nhiên trang hạo nhiên lập tức trốn phía sau lưng tưởng thiên lỗi nói chồng ơi bảo vệ em tránh ra tưởng thiên lỗi thật sự là rất không thích anh làm bộ muốn đẩy anh ra tô linh ngồi ở một bên thật sự không nhịn được cười rộ lên Nhìn hai người kia hôm nay đứng gần nhau, lúc này mới cẩn thận nhìn, nói giỡn, kỳ thật nói thật. Mặc dù tổng giám đốc Tưởng và tổng giám đốc Trang có khí chất khác nhau, nhưng mà lông mày hai người kỳ thật có chút giống nhau, thực có chút giống anh em. Không thể nào, Tô Thủy Kỳ ngồi ở một bên, không nhịn được cười rộ lên, có chút chăm chú ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Điểm này tôi tin, Trang Ngải Lâm ngồi ở một bên, uống rượu trái cây, điểm tâm cũng ăn đã đủ rồi, nhẹ vuốt móng tay nhìn về phía móng tay mới sơn hình trăng lưỡi liềm nói khi còn bé tôi vẫn không chịu nổi nó bởi vì nó lớn lên một chút cũng không giống tôi không biết có phải là mẹ của tôi nhặt về hay không hừ trang hạo nhiên lập tức hừ một tiếng với chị gái cười rộ lên nói chỉ có một người em đẹp trai như vậy đi ra ngoài đều nói em là bạn trai của chị chấm than ngoặc kép chị mới không cần người bạn trai như em khi còn bé mẹ nuôi em như con gái cho em mặc váy cho chị mặc quần áo con trai rồi chạy chơi, ai biết em chạy đến giường của Thiên Lỗi luôn. Trang Ngải Lâm nhớ tới chuyện khi còn bé, cũng không khỏi cười rộ lên. Chẳng lẽ chuyện xưa của cô dâu chú rể chính là từ chuyện này mà ra hay sao? Tô Linh nghe lời này, không nhịn được cười vui vẻ nói. Mọi người lại bật cười. Thủ tướng ngồi trên một bàn khác, nghe được bên kia truyền đến tiếng cười của mọi người, cũng không nhịn được mà nhìn qua, thấy mấy người Tô Linh và Trang Hạo Nhiên cười cười nói nói cũng thoải mái vui vẻ nói, những người trẻ tuổi kia thường tụ họp cùng một chỗ thật tốt, nghe được tiếng cười của bọn họ cũng rất vui. Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh lão sư một lúc, nghe được tiếng cười, cũng không khỏi nhìn qua, vừa vặn thấy Trang Hạo Nhiên đang tươi cười cởi mở thoải mái, dựa vào tưởng thiên lỗi đang ngồi bên cạnh, ngẫu nhiên dơ ly rượu trái cây, lúc nhìn về phía người bên cạnh, đôi mắt lóe lên ánh sáng quyến rũ, khí chất mạnh mẽ trên thương trường như tản ra, nhớ tới bốn bình khang đế 1945 kia, cô không nhịn được có dự cảm là anh rất tốn sức mới có được trang hạo nhiên đang nói chuyện này kia với tô linh rồi lại cảm giác có một ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn anh anh không khỏi ngẩng đầu nhìn qua bàn bên cạnh đường khả hình đã quay lại ngồi bên cạnh lão sư cười cười nói chuyện với lauren trang hạo nhiên nhìn cô một cái thật sâu mới lại tiếp tục nói chuyện với những người trong buổi tiệc các vị chấm than ngoặc kép lúc này tiêu đồng với khuôn mặt nhiệt tình tươi cười đứng ở trước microphone, nhìn về phía mọi người cười nói, theo bốn bình khang đế 1945 kia, có giá trị 5 tỷ, sau khi thấy tình cảm thầy trò nồng đậm, bây giờ chúng tôi bắt đầu mở đấu giá từ thiện nho nhỏ này, hôm nay vật phẩm quyên tặng có tổng cộng 5 món. Mà những món đấu giá và tiền bạc, đem toàn bộ quyên tặng tất cả cho viện phúc lợi. Thời gian ngắn ngủi, đấu giá bắt đầu, món thứ nhất chính là một đôi ngọc sư tử do thủ tướng hiến tặng hai vị tiểu thư tiếp tân mỉm cười mà bưng ra khay đựng một đôi ngọc sư tử, nhìn về phía mọi người. Sứ thần nước Pháp ra giá 100 vạn. Thủ tướng nhàn nhạt mỉm cười. Tô Thủy Kỳ và Tô Linh chia ra ủng hộ ông nội, ra 200 vạn, Trang Hạo Nhiên ra 800 vạn, Tưởng Thiên Lỗi ra 1.000 vạn. Mọi người tự nhiên biết rõ, ngọc sư tử của thủ tướng người bình thường không có được. Quả nhiên cuối cùng Hàn Chí Trung lấy 8.000 vạn lấy được đôi ngọc sư tử. Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tiêu Đồng lại tiếp tục đem vật phẩm đấu giá từng món một đưa ra, sau đó từng búa đập từ từng vị khách quý mua, cuối cùng cũng đã tới vật phẩm cuối cùng của tối nay, cô lại ngừng lại một chút, chẳng qua là vẻ mặt mỉm cười mà nhìn về phía mọi người, khiến mọi người cảm thấy có chỗ hấp dẫn. Mọi người có chút nghi hoặc tò mò nhìn về phía cô, cũng không nhịn được mà suy nghĩ tới, rút cuộc vật phẩm này là cái gì nhỉ? Đường Khả Hinh cũng ngồi ở bên cạnh lão sư, vẻ mặt có chút dịu dàng mỉm cười nhìn về phía tiêu đồng, vô cùng tò mò. Tiêu đồng lần nữa nhìn mọi người, lại mỉm cười nói, tối nay tổng cộng tính toán buổi từ thiện đến nay là 800 triệu. Nhưng là, một vật phẩm cuối cùng này, tổng giám đốc trang của tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta đã nói, hàng năm buổi đấu giá từ thiện, dù sao vẫn là bán ra vật phẩm để đổi lấy tiền. Đêm nay chúng ta lấy một suy nghĩ mới, không cần tân khách mới hiến ra vật phẩm chân quý của bản thân, lại có thể xoay sở được đến từ thiện. Mọi người càng xôn xao tò mò nhìn về phía tiêu đồng, cười nghĩ, rốt cuộc là chuyện mới lạ gì nha. Tiêu đồng tươi cười mà nhìn về phía mọi người, nói tổng giám đốc trang của chúng ta với tư cách là một khách quý, không dám đoạt bức tranh sắc màu bách hoa của tổng giám đốc tưởng vừa rồi. Hơn nữa ngài ấy bình thường đối với đồ cổ, cũng không có hứng thú, vì vậy đêm nay tại đây, vào thời khắc lãnh mạn tình cảm này, đưa ra một trò chơi thú vị, ngài ấy sẽ xuất ra một tỷ, mua một nụ hôn của nam nữ độc thân trong đây. Tức là nói, tất cả khách quý nam nữ độc thân sẽ bị ngọn đèn chiếu xuống, rồi tại yến tiệc này, hôn đủ một phút. Chấm than ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nam nữ độc thân ở đây đều xôn xao đứng lên, các cô gái càng đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra chút ngượng ngùng, rồi lại lại cảm thấy mới là thú vị. Đường khả hình ngồi ở buổi tiệc, trái tim đập nhanh hơn. Xuất sinh, trang tính vũ lập tức quay đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên không nhịn được cười rộ lên. Nói, ở trước mặt thủ tướng, lại dám chơi loại trò chơi thấp kém này ai vui đùa một chút thôi trang hạo nhiên oan uổng mà cười rộ lên nói nhiều tiền mà trang ngải lâm không nhịn được cười nói ai vì làm việc thiện không câu nệ tiểu tiết sao chú ý chuyện vặt vãnh này ngược lại tối nay thủ tướng rất cao hứng cùng người trẻ tuổi ngồi chung một chỗ tươi cười sáng lạn người cũng vui vẻ hơn đương nhiên tổng giám đốc trang của chúng tôi chưa bao giờ miễn cưỡng ai cả huống chi đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Tiêu đồng đứng ở trước microphone, mỉm cười nói, nếu như các vị có xấu hổ, có thể hôn môi, cái chán, dùng lễ phép bày tỏ. Nhưng từ thiện sẽ giảm một nửa, 5.000 vạn, chấm than ngoặc kép, mọi người lại cười rộ lên. Tiêu đồng đứng ở một bên, nhìn về phía nam nữ độc thân ở đây, lập tức vui vẻ mà cười nói, có ai muốn rời khỏi trò chơi từ thiện này hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép trên yến hội tất cả nam nữ độc thân ngồi ở một bên, trầm mặc mỉm cười. Nếu như không có, như vậy chúng ta cùng nhìn kỳ tích, thời khắc khẩn trương, sắp bắt đầu. Tiêu đồng nói xong, trong nháy mắt giơ lên tay kêu to tắt đèn. Chấm than ngoặc kép, cả đại sảnh yến tiệc lập tức tối xuống, chỉ có ngọn đèn hoa nhỏ lốm đa lốm đốm chiếu trên đỉnh, vô cùng lãng mạn. Mời nhân viên bật đèn sáng lên bắt đầu đi theo âm nhạc, sáng lên để chọn ra vị khách quý đầu tiên của trò chơi tối nay chấm than ngoặc kép, tiêu đồng nói xong, lập tức lui về sau hai bước, nhẹ búng ngón tay. Một trận tiếng trống, như là thời khắc khẩn trương của yến tiệc, trong nháy mắt vang lên, đông 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 tùng tùng mà vang lên, cái trụ đèn sáng màu trắng kia, ở mỗi vị trí khách quý ngồi trước bàn đặt hoa hồng, càng không ngừng xoay quanh, không ngừng xoay. Tiếng trống tiếp tục từ nhanh đến chậm, càng không ngừng vang lên. Ngọn đèn tiếp tục khẩn trương mà lóe ra, rất lâu rất lâu rất lâu. Trong yến tiệc nam nữ độc thân mỗi người nghe được một tiếng trống, mà trở nên thật khẩn trương, thậm chí có chút nặng nề thở, tay đặt trên ngực, đường khả hình càng là trầm mặc hơn, hơi cúi đầu, đôi mắt nặng nề chớp nháy, cũng có chút không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Đông 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 tùng tùng, tiếng trống càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Ngừng, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng đột nhiên kích động ngẩng đầu kêu to ngừng nhạc. Tiếng trống mặc dù ngừng, ánh đèn mạnh mẽ xoay cư nhiên chiếu trên người trang hảo nhiên, Đa số khách mời là cô gái trong nháy mắt xôn xao, xấu hổ đỏ mặt mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh cũng vẻ mặt khiếp sợ khẩn trương mà xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhất thời giật mình mà ngồi ở một bên, vốn là nhìn thoáng qua ánh sáng chiếu trên người mình, lại có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên nhìn về phía mọi người. A wow, ha, chấm than ngoặc kép, Tô Linh nhất thời kích động vui vẻ mà giơ tay lên, vỗ tay cười rộ lên. A, ah, chấm than ngoặc kép Đám người Tô Lạc Hoành cũng cùng nhau đứng lên, tất cả khách quý trong đại sảnh cũng kịch liệt vỗ tay cho Trang Hạo Nhiên, kêu to: "Lão đại, rất đẹp trai, chấm than ngoặc kép." Rất nhiều cô gái chưa lập gia đình mỗi người cũng bắt đầu vô cùng khẩn trương lên, trên thế giới cô gái nào cũng khát vọng có một người đàn ông như vậy mập mờ với mình. Sắc mặt của Đường Khả Hinh đã trắng bệch, vừa rồi bản thân còn đứng ở trước micro nói, bản thân không cần trời cao khen thưởng, giờ khắc này bản thân sao dám yêu cầu xa vời ánh sáng ngọn đèn này chiếu xuống trên người của mình. Đôi mắt của cô đỏ bừng, hai tay níu chặt phái dài, không khỏi nghẹn ngào mà nghĩ chẳng lẽ muốn cô trơ mắt Trang Hạo Nhiên hôn môi với người khác sao. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũng ngồi ở một bên, có chút xấu hổ mà nhìn mọi người khẽ nhếch miệng cười vui vẻ, không khỏi liếc về phía đường khả hình đanh mất mát ở bên kia. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Trang là vị khách đầu tiên của trò chơi chúng tôi hiện tại chúng ta tìm người kế tiếp, bắt đầu lại để cho ngọn đèn xoay tìm tìm khách quý tiếp theo. Không biết vị khách nữ nào may mắn như thế đây, tiêu đồng cố ý nói lời hấp dẫn, sau đó mới búng ngón tay, toàn trường lại rơi vào bóng tối, ngọn đèn bắt đầu nhanh chóng lập lè. Một hồi tiếng trống tiếp tục truyền đến, ngọn đèn cũng bắt đầu khẩn trương mà xoay chuyển. Rất nhiều con gái ở đây muốn ngừng thở, hai tay trong bóng tối mà chắp lại, nặng nề thở, cùng chờ đợi, cầu nguyện. Đường khả hình cũng ngồi ở đó, gấp đến sắc mặt trắng bệch, hai mắt kịch động đỏ bừng, hai tay nặng nề mà níu lấy váy dài, chỉ cần ngọn đèn quét ở trên người của mình, lòng của cô liền phanh mà nhảy một cái, trong chốc lát ngọn đèn lại xoay đi, cô lại giống như ngã vào vực sâu vạn trượng, dày vò đến cô sốt ruột mà cắn môi muốn nát rồi. Ngừng, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng nói xong, lập tức lại để cho tiếng trống và ngọn đèn dừng lại. Rất nhiều khách nữ nhất thời khẩn trương mà đều xem hướng bản thân có ngọn đèn hay không, đường khả hình cũng hơi cúi đầu xuống, nhìn chiếc váy dài trong bóng đêm của bản thân, đầu của cô anh một tiếng, trái tim như bị xé rách làm hai. Rất nhiều người đau khổ mà tìm được ngọn đèn ở đó. Trang hạo nhiên nhìn người đang được ánh đèn chiếu sáng, giống như cười mà không phải cười, biểu lộ cổ quái, xa xa mà nhìn tưởng thiên lỗi ở bàn ăn đối diện, tối nay mang theo khí chất mạnh mẽ mà lại đẹp trai như vậy. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngừng thở mà cúi đầu xuống, nhìn về phía ánh sáng trên người mình, cơ thể rõ ràng bị chấn động. Chương 880, một nụ hôn. Đây là chuyện gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi liền khiếp sợ kêu lên. Toàn bộ yến tiệc lại một trận xôn xao cười vang, ngay cả thủ tướng, Trang Tính vô cùng tưởng vĩ quốc ngồi chỗ trưởng bối bên kia, cũng không khỏi cười rộ lên. Đường Khả Hinh nghe mọi người cười vang liền xoay người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi quả nhiên ánh sáng chiếu ngay chỗ ngồi đó cô cũng không nhịn được khiếp sợ trang hạo nhiên nhất thời lấy khuỷu tay chống bàn ăn ngón tay nhẹ chống đỡ chán ra vẻ suy nghĩ sâu xa cảm thán mà lắc đầu bất đắc dĩ cười rộ lên nói tôi thật không ngờ người hôn môi cùng tôi lại là anh cậu đang phát điên cái gì vậy hả ai muốn hôn môi với cậu tưởng thiên lỗi nhất thời có chút khẩn trương đứng lên nhiều khách quý trong yến tiệc lại không nhịn được mất cười rộ lên tử hiên cùng tô linh bọn người tô thủy kỳ đã buồn cười chết rồi như mặt cũng không khỏi lấy tay che miệng, phốc một tiếng cười rộ lên. Vì làm việc thiện, tôi nguyện ý cống hiến nụ hôn đầu tiên của mình lên màn ảnh. Hơn nữa còn là cho anh, tôi không để ý đâu. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên nói xong, cứ như cảm thấy cơ thể đã khô nóng lên, trước mặt nhiều người khách như vậy, cởi bỏ cúc áo âu phục, dần dần lộ ra áo sơ mi màu lam nhạt bên trong. Cậu làm gì vậy? Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu, sắc mặt lập tức cứng đơ mà nhìn anh đến đây đi, bảo bối, cơ mon, trang hạo nhiên không nói hai lời, người đã tươi cười mà cởi bỏ áo khoác âu phục của bản thân, ném sang một bên, làm bộ xoắn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay cứng rắn. Tưởng trí chung cùng trang tĩnh vũ, cố mạn nghi ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía trang hạo nhiên lại làm quái dị như vậy, đều không nhịn được lắc đầu cười rộ lên. Đừng nói giỡn, tôi không có khả năng hôn môi với cậu. Tưởng thiên lỗi lại có chút khẩn trương mà phẫn nộ trừng mắt Trang Hạo Nhiên, nói cậu không được qua đây. Chấm than ngoặc kép. Lúc này Trang Hạo Nhiên rốt cuộc xoắn hai tay áo lên, vẻ mặt tràn đầy thâm tình nhìn về phía tưởng thiên lỗi, đẹp trai mà chân thành nói tổng giám đốc tưởng ơi. Chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như thế, rốt cuộc muốn tới chút thân thêm thân rồi. Nếu như anh cảm thấy hôn môi không được, tôi có thể cho anh hôn chán của tôi. Một cảm giác buồn nôn sông thẳng tới, tưởng thiên lỗi cắn răng mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận oán hận nói tôi hôn cái đầu cậu cúa buồn nôn rồi. A, à, tiêu đồng đột nhiên trong lúc rất nhiều khách quý ngóng trong nống người, bật cười nhìn về phía mọi người, ra vẻ thần bí nói, đúng rồi, tổng giám đốc tưởng, chiếu theo quy tắc của trò chơi, tôi còn có nửa sau điều chưa nói, chính là quy tắc nam nữ độc thân đã tham gia trò chơi này, cũng như lúc trước khi bắt đầu tôi cũng đã hỏi có ai không tham gia trò chơi này, đưa ra yêu cầu có lẽ rời khỏi, thì sẽ không tiếp nhận trừng phạt, nếu sau khi trò chơi này bắt đầu, các ngươi có không chấp nhận hay đổi ý, sẽ bị phạt quyên tặng 2 tỷ cho quỹ ngân sách của Viện Phúc Lợi. Nhiều khách quý nghe xong lời nói này, toàn bộ ồ kinh ngạc cười to, muốn 2 tỷ của bọn họ, đêm nay có khả năng sẽ thấy một nụ hôn thế kỷ. Đường Khả Hinh nghe lời này, cũng không nhịn được cúi đầu cười rộ lên. Tưởng Thiên Lõi nghe Tiêu Đồng nói, đột nhiên cảm thấy mình bị trúng bẫy, anh tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to, Trang Hạo Nhiên, cậu thật bị ổi. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, Liền oan uổng mà cười rộ lên nói Sao tôi thành bị ổi rồi Cũng nói hôn chán cũng được mà Tôi ra năm nghìn vạn Cậu tưởng thiên lỗi thật sự không thể nhìn được nữa Mà nhìn người này từ nhỏ đã không thích cậu ấy Bắt đầu từ mỗi ngày cậu ấy cầm lấy cục đá ném Oscar của mình Trang ngải lâm cũng bật cười Thay đổi một tư thế ngồi Có chút không kiên nhẫn mà nhìn móng tay của mình Nói muốn hôn thì nhanh lên Chấm than ngoặc kép Đúng rồi Nhâm Tử Hiên cũng không khỏi mà ồn ào, cười rộ lên nói, cô dâu một chút cũng không thẹn thùng, chú rể sợ cái gì hả? Hôn đi, tôi thêm vào 5.000 vạn, chấm than ngoặc kép. Bầu không khí cả đại sảng náo nhiệt hẳn lên, đều cười to vỗ tay, thậm chí có nhiều tân khách, vì nụ hôn này của bọn họ lại muốn thêm vào 5.000 vạn. Tổng giám đốc tưởng, ngài cần phải nghĩ kỹ á. Tiêu đồng đứng ở một bên, đối với tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, nếu ngài muốn cự tuyệt, sẽ phải bỏ ra 300 triệu, nếu ngài muốn hôn môi, Tổng Giám Đốc Trang chúng ta sẽ quyên tặng một tỷ. Xin tân khách không cần thêm vào, tôi sợ Tổng Giám Đốc Tưởng không chịu nổi áp lực. Mọi người lại một trận cười ha hả. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, do dự rất lâu, rốt cộ không nhịn được kêu lên tôi ra 300 triệu. Cửa tuyệt nụ hôn này, chấm than ngoặc kép. Rất nhiều tân khách nghe lời này, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là lý giải mà vỗ tay cười rộ lên. Tổng Giám Đốc Tưởng Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên ngồi ở bàn ăn phía trước, nhìn về phía tổng giám đốc tưởng không nhịn được cười rộ lên, nói anh nhất định phải cự tuyệt nụ hôn này sao. Chấm hỏi ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nóng mắt vẫn hận mà nhìn về phía anh, tức giận nói có của cậu đó. Chấm than ngoặc kép, phốc, trang hạo nhiên nhất thời hai tay nhẹ đặt trên bàn cơm, cơ thể không nhịn được phát run mà cười rộ lên. Tiêu đồng vẫn đứng ở phía trước mơ cô nhìn về phía mọi người vỗ tay cười to nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc, chấp nhận quy tắc trò chơi, đã quyên tặng cho Viện Phúc Lợi 300 triệu. Nhưng mặc dù Tổng Giám Đốc Trang của chúng ta không thể tiếp nhận nụ hôn của Tổng Giám Đốc Tử Ốc, lại như cũ vẫn ủng hộ sự nghiệp từ thiện, vì vậy một nụ hôn giá trị một tỷ này, cuối cùng vẫn phải đưa ra ngoài đấy. Vì vậy, trò chơi tiếp tục tiến hành, mời tất cả nam nữ độc thân chuẩn bị cho tốt nhá. Tắt đèn, chấm than ngoặc kép. Nói xong, tiêu đồng búng ngón tay, đại sảnh lần nữa rơi vào bóng tối, một trận tiếng chống lại nhanh chóng chuyển đến. Cả đại sảnh một mảnh tối tăm. Đông 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 đông, một trận tiếng chống sôi nổi bắt đầu nhanh chóng vang lên. Song bào thai đột nhiên thừa dịp này, giống như chim én nhanh chóng xuất hiện, đi qua một con gái nhân viên tạp vụ vừa rồi bày rượu sâm banh, mà phát ra tín hiệu, được Mỹ Linh tìm thấy tín hiệu, cả người các cô trong bóng đêm, nhìn cô gái phục vụ kia bảo vệ chặt chẽ bên cạnh, các cô lập tức tiến lên, không nói hai lời ngay tại trong bóng tối như mũi tên từ trên mặt đất nhanh chóng phóng ra ám khí sắc bén trong tay hướng cái hông của cô gái kia mà cắm xuống một tiếng rên rỉ cô gái phục vụ liền lập tức làm bộ ngã xuống đất trong bóng tối bị ba người khiêng đi rồi ba người áo đen cũng trong nháy mắt xuất hiện nhìn khắp đại sảnh yến tiệc trong bóng đêm thấy hai phục vụ nam đang muốn chậm rãi biến mất trong yến hội trong nháy mắt giống như mèo xuất hiện phía sau hai người dỗi móng tay sắc bén ra đâm vào cổ họng bọn họ, liền lệch qua, giải quyết ngay. Mưa gió càng lúc càng lớn. Tiếng trống càng ngày càng vang. Ngọn đèn tiếp tục khẩn trương mà lập lè, lè ra khắp nơi trước người tân khách. Hai tay lãnh mặc hàn khẩn trương đến gân xanh nổi lên đặt trên bàn phím máy tính, nhìn về phía trong màn hình nhanh chóng giải quyết ba người, lập tức mặt lạnh mà phân phó, lập tức thừa cơ hội này. Điều tra cho tôi. Vâng, chấm than ngoặc kép mấy người áo đen nhanh chóng lẫn vào trong bóng đêm kéo lấy ba người nam nữ phục vụ trong lúc ngọn đèn cả đại sảnh dập tắt nhanh chóng mang đi chuẩn bị kéo vào hầm rượu sau phòng lãnh mặc hàn thấy tình huống này lập tức cầm lấy điện thoại bấm điện thoại đại sảnh tiếp tục vang trận tiếng trống trang hạo nhiên từ bên trong trận tiếng trống đôi mắt đột nhiên lợi hại như ưng trên mặt đột nhiên lộ ra chút biến hóa thất thường anh từ từ cầm lấy điện thoại nhận nghe điện thoại nói alo là sự tình có phát triển sao? Giọng nói của lãnh mặc hàn vang lên, bắt được rồi. Cái bình sâm panh kia cũng đã đặt lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên hơi ngẩng đầu, nhớ lại hôm nay đường khả hình ở trong phòng phụ trách rượu kiểm tra không có bao lâu, cô liền đi tìm lãnh mặc hàn nói cái bình rượu băng hồ điệp cuối cùng có vấn đề. Lãnh mặc hàn không hiểu nhìn về phía cô, hỏi có vấn đề gì. Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nghiêm túc nói: "Thứ nhất, khách sạn chúng ta từng truyền đồ ăn nhân viên, nhưng bộ phận nhân viên công tác về rượu, đối với chén đĩa đặt rượu đều có yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng mà huấn luyện có quan hệ với các phương diện ủ rượu khác, sẽ phải nửa năm. Đối với bình đựng rượu, càng là nghiêm khắc, bởi vì hơi không cẩn thận, nặng thì ảnh hưởng rượu, nhẹ thì gặp dễ dàng lại để cho nhân viên tiếp nhận phạm sai lầm. Tuyệt đối không được đưa rượu đến vào phòng đặt bình, đánh dấu xuống" bộ phận rượu sẽ bị phạt phần đấy. Khách sạn Á Châu chưa từng có xuất hiện qua, tình huống đánh dấu nhãn hiệu sai lầm. Thứ hai, bỏ thêm đường ngâm rượu, mặt ngoài tuy rằng cùng chất lỏng rượu lúc đầu giống nhau, rồi lại bởi vì đường ảnh hưởng rượu khi bỏ vào bình rượu làm cho xuất hiện, nước mắt mỹ nhân tức là rượu dịch thể lướt qua chén thân lúc, mảnh giống như mưa nước mắt chén treo lúc ấy tôi cầm bình rượu kia lên, sau khi đổi chiều, lấy thêm những thành phẩm khác khi ngâm rượu làm đối chiều, phát hiện chai rượu, nước mắt mỹ nhân, này thật nhiều. Bác dịch cất rượu rất cẩn thận, phải biết rằng một bình rượu một gam đường cũng sẽ ảnh hưởng quan trọng tới chất lượng rượu Âu. Anh ta sẽ không làm sai như vậy, chai rượu này nhất định có vấn đề. Không lâu sau, lãnh mặc hàn cùng đường khả hình âm thầm cầm chai rượu này giả bộ nhẹ mở bao bên ngoài ra, rõ ràng thấy ở bên trong một giấy mỏng. Đây là cái gì? Đường khả hình nhìn về phía vật này không hiểu hỏi. Khí cỡ nhỏ, lạnh mực lạnh nhanh chóng nói. Trời à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không thể tin nổi mà nhìn về phía cái khí này nói cái này thật là đáng sợ. Sao vậy, lãnh mặc hàn nhanh chóng nhìn về phía đường khả hình hỏi. Đường khả hình lập tức nói, tăng thêm trọng lượng đường trong sâm panh, trong hoàn cảnh đặc biệt, con men sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh, con men nhanh chóng sinh sôi nảy nở, sẽ nhanh chóng phóng thích CO2, đến cuối cùng gặp phải dao động kịch liệt, tùy tình huống của nó, mà dẫn đến bạo tạc nổ tung chỉ cần bên trong đường càng nhiều, tình huống nó nổ tung, sẽ càng lợi hại. Nhưng mà thời gian xâm panh nổ tung, cũng không nắm được, nhưng bỏ thêm khí hơi dao động này, liền không giống nhau. Nó sẽ thông qua con người làm ra tình huống, mà tùy thời bạo tạp nổ tung. Chấm than ngoặc kép, lãnh mạc hàn nghiêm túc cầm lấy khí hơi dao động, nóng mắt hiện rõ sát khí, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba nhân viên tạp vụ phịch một tiếng, bị nện nặng nề ở trong mật thất, có hộp máu, có vùng vẫy dẫy chết. Bóng dáng của lãnh mặc hàn, đứng trong bóng đêm, phóng ra sát khí lẫn quẩn khiến người ta hít thở không thông. Nghĩ linh trong nháy mắt xuất hiện, cây đao bén nhọn trong tay sáng lên, trong ánh đèn hơi tối một chút, lè lè tỏa sáng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 880